Diệp Thần ánh mắt run lên, bàn tay bỗng nhiên vung lên, Phật quang đấu khí bạo dũng, hóa thành một tòa ngàn tầng cao bảo tháp, ùng ùng đi hư không chấn rơi xuống đi. Cái này phù đồ bảo tháp, chính là Thiên Long Bát Thần Âm tiến hóa sau Hồng Mông Nguyên Thuật, Diệp Thần lúc này luyện thành đấu khí bơm vào đến Phật tháp bên trong, huy hoàng một màn xuất hiện. Chỉ gặp Phật tháp bên trên, mơ hồ tới giữa, hiện ra một đạo cổ xưa thánh Phật bóng người, đó là truyền thuyết bên trong, đại biểu Phật môn đấu khí đỉnh cấp đấu chiến thắng Phật. Diệp Thần đấu khí, cùng Phật tháp xung hợp, lại huyễn hóa ra đấu chiến thắng Phật khí tượng. Chỗ tòa này đấu chiến thắng Phật bảo tháp, hung hăng chấn rơi xuống đi, thoáng chốc tới giữa, vô số nặng thời không quy luật nổ tung nghiền, cái này phiến thất lạc thời không, lại có thể rất miễn cưỡng bị Diệp Thần phá hư quy tắc, nguyên bản gần như bất động thời gian pháp tắc, lại khôi phục dòng nước chảy. Diệp Thần cảnh tượng trước mắt, dần dần rõ ràng, hắn thấy được thượng cổ phong gia lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo, thấy được phong đế quân pho tượng, cũng nhìn thấy có một tấm bản đồ, trôi lơ lửng ở thời không xa xa. Thu! Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cách không một chảo, đem xa xa bản đồ, đoạt vào tay, nắm trong tay. Rắc rắc sát! Mà ở Diệp Thần mới vừa bắt được bản đồ thời điểm, phong đế quân pho tượng, đột nhiên văng tung tóe nghiền, một đạo phiêu phiêu miểu miểu, mơ hồ thần hồn hư ảnh, chậm rãi nổi lên. Đó là phong đế quân hư ảnh. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới sao? Phong đế quân hư ảnh, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thanh âm khá mang một chút cung kính, nói. Ngươi là, phong đế quân tiền bối. Diệp Thần mở to hai mắt, lại không nghĩ rằng phong đế quân lại đột nhiên hiển linh. Phong đế quân hình dáng, là một cái anh tuấn thanh tú thanh niên, da trắng nõn, cử chỉ ung dung, mang theo gợn sóng không sợ hãi khí độ. Tội thần phong đế quân, bái kiến luân hồi chi chủ. Phong đế quân hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ, giọng cung kính hơn, mang theo sợ hãi. Diệp Thần rất kinh ngạc, đối phương nhưng mà 10 đại thiên quân lão tổ một trong, lại có thể đối với mình cung kính như vậy, chân thực thật to ra hắn ý liệu. Tiền bối khách khí, ta sao dám bị này đại lễ. Diệp Thần vội vàng chắp tay đáp lễ. Phong đế quân nói, ta trước kia lầm vào đường rẽ, muốn cùng Vũ Hoàng cổ đế cùng nhau, mưu giết luân hồi chi chủ. Đây là đại bất kính cử chỉ, chết vạn lần không có chuộc, nhưng thật may ta hôm nay đã lạc đường biết trở lại, luân hồi chi chủ, ta là ngươi trung thành nhất tín đồ, mời nhận ta một bái. Vừa nói, phong đế quân lần nữa hướng Diệp Thần tham bái. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, mơ hồ tới giữa, lại cảm thấy trong cơ thể luân hồi phủ chiếu, một hồi dị động, tựa hồ cùng phong đế quân đồng tình. Cái này luân hồi phủ chiếu, là kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà. Đưa cho Diệp Thần lễ vật, có thể thăm dò đến luân hồi thiên kiếm vị trí. Cái này một tí, luân hồi phù chiếu lại có cộng minh dị động, Diệp Thần nhất thời con ngươi co giúp một cái, nhìn về phong đế quân nói, tiền bối, ngươi tiếp xúc qua luân hồi thiên kiếm. Phong đế quân ngẩn người, sau đó thán phục nói, luân hồi chi chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, ta đúng là tiếp xúc qua luân hồi thiên kiếm, đích thân cảm thụ qua luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, biết được tôn chủ ngài thần thông quảng đại. Cho nên ta đã quy thuận ngài tọa hạ, tương lai ngài như nghịch thiên quật khởi, cũng đừng quên tiểu nhân công lao. Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, nhất thời rõ ràng. Lúc đầu phong đế quân đổ mâu mặt đối mặt, lựa chọn đặt tiền cuộc mình, là bởi vì là xảy ra một chuyện. Chuyện này, chính là phong đế quân bất ngờ tiếp xúc luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, cực kỳ khủng bố, phong đế quân sâu sắc rung động, chỉ cảm thấy luân hồi thiên uy mênh mông. Thật là không thể chiến thắng. Cho nên, hắn nửa đường đổ mâu, phản bội vạn khư, quay lại đầu dựa vào Diệp Thần, thậm chí trở thành Diệp Thần trung thành nhất tín đồ, nguyện ý hy sinh hết thảy phụ trợ. Diệp Thần trong lòng dĩ nhiên là vô cùng rung động, vậy luân hồi thiên kiếm hơi thở, muốn đến nhất định đặc biệt đáng sợ, làm được phong đế quân này đám nhân vật, cũng sợ hãi đổ mâu, quy thuận Diệp Thần. Nếu như có thể thật tìm được luân hồi thiên kiếm, thành công chấp trưởng, Diệp Thần có lẽ có đối kháng Vũ Hoàng cổ đế cơ hội. Phong đế quân nói, ta đã cùng vạn khư quyết liệt, vạn khư khắp nơi nhìn chằm chằm ta không tốt hành động, thật may lần này tôn chủ ngươi, tiến vào thất lạc thời không, chúng ta rốt cuộc có gặp mặt cơ hội, ta ban cho ngươi một đạo cơ duyên, có thể giúp ngươi đột phá. Diệp Thần nói, cơ duyên gì? Phong đế quân móc ra một viên ngọc thạch, cung kính giao cho Diệp Thần, nói, đây là vạn độc cổ ngọc, ẩn chứa có nồng nặc khí độc. Đối với người độc bia lột xác, rất có ích lợi, mời tôn chủ nhận lấy.
Vạn độc cổ ngọc. Diệp Thần trong lòng động một cái, trong cơ thể hắn 7 khối luân hồi huyền bi, trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, linh bia, ma bia, đều đã lột xác, còn thiếu cuối cùng một khối độc bia, không có lột xác viên mãn. Phong đế quân khối này vạn độc cổ ngọc, tới được đặc biệt kịp thời, vậy rất thích hợp Diệp Thần, có thể để cho Diệp Thần độc bia, hoàn toàn viên mãn. Tôn chủ, người xin mau nhận lấy, ta thời gian không nhiều lắm, phải mau đi trở về, nếu bị vạn khư phát hiện, không tránh được một tràng tai họa. Phong đế quân giọng ngưng trọng, hắn cùng vạn khư quyết liệt, rõ ràng thừa nhận cực lớn áp lực, một thân một mình, đối kháng toàn bộ vạn khư nhằm vào, nguy hiểm cực kỳ to lớn. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này nhận vạn độc cổ ngọc. Phong đế quân vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nói, như vậy, tôn chủ, ta ở thái thượng thế giới chờ ngươi. Nói xong, phong đế quân bóng người, dần dần nhạt đi biến mất. Diệp Thần nhìn phong đế quân tản đi, nội tâm vẫn là có loại ảo mộng vậy cảm giác, không nghĩ tới 10 đại thiên quân lão tổ bên trong, lại có người quy thuận mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thượng cổ 10 đại thiên quân lão tổ, mỗi một cái đều là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, hùng phách thiên hạ, uy sắp bát hoang, vô cùng cường hãn. Phong gia lão tổ lại quy thuận Diệp Thần, đây nếu là truyền ra ngoài, đủ để làm thiên hạ chấn động. Diệp Thần thoáng chấn định tâm thần, dự định đem địa đồ mang ra ngoài, còn có thất lạc thời không bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, vậy mang ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi lúc đó, Diệp Thần tựa như cảm giác được cái gì. Liền vội vàng lấy ra chấn tà bàn. Chẳng biết tại sao, mới vừa rồi ngay lập tức tới giữa, trong chấn tà bàn thật giống như xuất hiện loại nào đó dị động. Có thể Diệp Thần mắt thường quét một vòng, thậm chí vận chuyển linh lực tại chấn tà bàn bên trên, cái này bên trong cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là muốn ý ta thức tiến vào trong đó? Nhưng mà hôm nay không có hoang lão, ta như tùy tiện tiến vào trong đó, tất nhiên nguy hiểm. Không quá ta hôm nay thực lực, đã sớm xưa không bằng nay, nói không chừng không cần hoang lão cũng có thể đối kháng vậy vô tổ. Diệp Thần nghĩ tới đây, thần sắc hơi có vẻ do dự. Hắn hôm nay tu vi như vậy, hẳn không biết như vậy trước vậy chật vật. Coi như không có hoang lão, cũng có thể thử nghiệm tiến vào chấn tà bàn. Hơn nữa ở chỗ này tiến vào chấn tà bàn, hẳn an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại do dự một nén nhang thời gian, con người đông lại một cái, ngồi xếp bằng, chấn tà bàn trôi lơ lửng ở trước người. Một giây kế tiếp, Diệp Thần một giọt máu tươi bước ra, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Rất nhanh, thần hồn liền tiến vào trong đó. Thời khắc này Diệp Thần một hơi một tí, giống như hóa thạch vậy. Cùng lúc đó, trong chấn tà bàn, một đạo máu đỏ hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Chính là vậy vu tổ. Vu tổ khóe miệng phác họa một đạo nụ cười lạnh như băng, mấy ngày nay, tên kia hơi thở mờ đi rất nhiều, chắc hẳn trong miệng ngươi hoang lão hẳn tiêu tán. Hôm nay, cũng nên ta tới chấp trưởng ngươi thân thể. Luân hồi huyết mạch, thiên yêu thân thể. Cái này sợ rằng là thế gian mạnh nhất lô đỉnh, một khi ta chiếm đoạt ngươi, nói không chừng ta đều có tư cách đối kháng vạn khư. Đúng rồi. Ở trở thành vạn thế thứ nhất trước, ta nhất định phải hoàn toàn chấp trưởng thanh kiếm này, không đúng, còn có bên ngoài 3 cây kiếm. Ta kiếm nơi tay, thế gian ai còn có thể là ta vu tổ địch. Vu tổ ha ha phá lên cười. Rất nhanh, hắn đứng lên, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ đang đợi ai. Sau 3 hơi thở, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối tới. Chính là tiến vào chấn tà bàn Diệp Thần. Diệp Thần mơ hồ đánh hơi được cảm giác xấu. Nhưng lần này tiến vào chấn tà bàn và lần trước tiến vào, khác biệt cực kỳ lớn. Hôm nay mình thực lực đã sớm long trời lở đất, hắn ngược lại là phải xem cái này vu tổ cái này làm gì dự định. Vu tổ hoàn toàn thấy rõ Diệp Thần bóng người, có thể làm cảm nhận được Diệp Thần khí tức trên người lúc đó, vu tổ làm rung lên. Thằng nhóc này lại đột phá. Còn thật cảnh 3 tầng thiên. Không đúng, thậm chí mơ hồ đến gần 4 tầng thiên. Lần trước gặp mặt, tiểu tử này tu vi bất quá vậy, lần này, lại đột phá như vậy nhanh chóng. Đây là mở treo sao? Phải biết thằng nhóc này vượt cấp mà chiến thực lực hay là để cho người rất kinh hãi. Bất quá vô tổ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, coi như thế nào đi nữa đột phá, hôm nay bất quá là còn thật cảnh mà thôi. Cuối cùng là một con kiến hôi mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, lần này,
thằng nhóc này bên người không có hoang lão. Phù tổ bước ra một bước, con người bên trong toát ra quỷ dị huyết văn, gần từng chữ, xem ra ngươi nhận được trấn tà bàn truyền tới tần số. Ngươi liền một người tới đến nơi hẹn, lão nhân kia đâu? Diệp thần con ngươi híp lại, nghi ngờ trong lòng hoàn toàn rõ ràng, xem ra thật sự là cái này vô tổ bố trí. Hắn ngược lại là không hoảng hốt chút nào, thần sắc lãnh đạm nói, cho nên là ngươi tìm ta. Lần này là đàm phán vẫn là muốn lần nữa đoạt xác ta. Vô tổ diễn cảm cổ quái. Trước mặt thằng nhóc này, quá bình tĩnh, hôm nay dưới chân là địa bàn của mình, thật dám như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một giây kế tiếp, toàn bộ trong trấn tà bàn thế giới toát ra từng cơn hồng quang. Đồng thời, phù văn cổ xưa phân bố, một cổ cực hạn cảm giác đè nén, giống như một đầu ác thú phải chiếm đoạt Diệp thần. Diệp thần cười lạnh một tiếng, tám bộ phù đồ khí, phá cho ta. Sau đó, bàn tay bỗng nhiên vung lên, Phật quang đấu khí bạo dũng, hóa thành một tòa ngàn tầng cao bảo tháp, ùng ùng đi hư không chấn rơi xuống đi. Chỉ gặp Phật tháp bên trên, mơ hồ tới giữa, hiện ra một đạo cổ xưa thánh Phật bóng người, đó là truyền thuyết bên trong, đại biểu Phật môn đấu khí đỉnh cấp đấu chiến thắng Phật. Ngay lập tức, cảm giác đè nén tiêu tán. Mà vô tổ cũng không khỏi lui về sau hai bước. Chỉ một chiêu, hắn liền cảm thụ ra Diệp thần trên mình kinh thiên biến hóa. Nếu như trước khi sức chiến đấu, Diệp thần đối với hắn mà nói, bất quá là một người phàm tục mà nói, vậy hiện tại chính là một tôn thần. Cơ duyên gì, có thể để cho thằng nhóc này đột phá to lớn như vậy? Diệp thần tiến lên một bước, chẳng lẽ đây chính là người bố trí hồng môn yến, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng thật là làm cho người ta thất vọng. Lần này, vậy vô tổ nguyên bản lòng tin tràn đầy sức lực, hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù hắn hôm nay thực lực vượt qua xa Diệp thần, nhưng trước mắt thằng nhóc này, chân thực cho người một loại tà môn cảm giác. Mình là vô tổ, tà đạo chí cường, vẫn còn có người so hắn chu đáo hơn xích tà tính. Hỏi ngươi nói đâu, Diệp thần nhàn nhạt nói, lại là hướng vô tổ đến gần. Hôm nay hoàng lão không có ở đây, nếu là có cơ hội đem cái này vô tổ chu diệt, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Bất quá Diệp thần lại cảm giác rõ ràng. Mình trạng thái bây giờ như và cái này vô tổ chiến đấu, rất khó thắng. Nhưng nếu là ở đạo tâm thượng tướng hắn kích phá, nói không chừng có cơ hội. Vô tổ thần sắc ngưng trọng, một giây kế tiếp, chính là đi tới chuôi này tà kiếm bên người, mở miệng nói, ngươi có thể tưởng tượng muốn tự do. Chỉ cần ngươi ta liên hiệp, đoạt xác thằng nhóc này thân xác, ta định cho ngươi tự do. Dứt lời, tà kiếm nhẹ nhàng đung đưa, một giây kế tiếp phóng lên cao. Tự do cám dỗ thực sự quá lớn. Tà kiếm có linh, hắn từ Diệp thần trên mình cảm giác được, mình nếu là bị Diệp thần chấp chưởng, định không thể nào có tự do. Cho nên, phù tổ là hắn duy nhất cơ hội. Tà kiếm vào tay, phù tổ quanh thân toát ra cực kỳ khí thế kinh khủng. Khí thế kia trong nháy mắt đem Diệp thần kéo vào một cái kiếm thế giới. Diệp thần nhìn chung quanh, vô tận sát khí phong tỏa hắn, hô hấp đều tựa như muốn vào giờ khắc này đình trệ. Giờ phút này, nếu là thật thà đối kháng, mình rất khó có phần thắng. Nhưng hôm nay, đã không kiềm được Diệp thần suy xét. Binh tự quyết, cho ta diệt. Diệp thần trong tròng mắt tràn đầy kiên quyết, binh tự quyết bể binh pháp, cửu thiên phá toái đạo giết ra, cái này kiếm chi thế giới bên trong nổ lên kinh khủng gió bão khí lưu, mang vô thượng nghiền nghĩa sâu xa. Phu tổ lần nữa cả kinh, thằng nhóc này không chỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền chấp trưởng võ đạo đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Như hôm nay lại không đoạt xác, lần kế, chính là mình diệt vong lúc. Kiếm chi thế giới bị binh tự quyết nghiền, có thể vậy vô số mảnh vỡ, lại không ngừng gây dựng lại, cuối cùng biến thành một chuôi vạn trưởng cự kiếm. Cự kiếm xé trong trấn tà bàn quy tắc, mang trấn nhiếp tâm hồn lực lượng, hướng Diệp thần đi. Hồng mông đại tinh không, mở. Một mảnh tinh không ngay tức thì xuất hiện. Xích trần thần mạch, nắm giữ thần hồn. Diệp thần trước người ngay tức thì xuất hiện một quả đồ sộ thuẫn. Đồ sộ thuẫn bên trên trải rộng xích trần hơi thở, đồng thời, bị hồng mông lớn tinh không ảnh hưởng, xích trần bên trên thậm chí có từng đạo tinh văn. Trong phút chốc, vạn trưởng cự kiếm đụng đụng vào tinh văn đồ sộ thuẫn bên trên. Vô tận đợt khí lăn lộn, Diệp thần thân thể ngay tức thì bị lật, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định thân hình. Ngay sau đó, Diệp thần sắc mặt đại biến, vậy đồ sộ thuẫn xuất hiện từng đạo vết rách, một giây kế tiếp,
lại hóa là đạo đạo mảnh vỡ. Đồng thời cự kiếm kia không chùn bước hướng Diệp Thần tới. Phù tổ khóe miệng xuất hiện một đạo tà mị nụ cười. Thằng nhóc này cố nhiên tà môn, nhưng ta có tà kiếm nơi tay, người phải nên làm như thế nào chống lại. Vậy cái gọi là hoang lão có thể cứu ngươi một lần, có thể cứu ngươi lần thứ hai. Mắt xem cự kiếm muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể, một cái bàng bạc khoáng đạt to lớn đất nước, dần dần từ chấn tà bàn trên thế giới nổi lên. Đó là luân hồi thiên quốc khí tượng. Cố nhiên thần hồn tiến vào, vậy luân hồi thiên quốc dị tượng, nhưng cắm rễ tại Diệp Thần huyết mạch. Luân hồi thiên quốc vừa ra, tựa như trong chấn tà bàn quy tắc hoàn toàn thay đổi, vậy vạn trượng cự kiếm ngay tức thì hóa là chấm bụi bậm, gió nhẹ lướt qua, hoàn toàn tiêu tán. Giờ khắc này, phù tổ nụ cười hoàn toàn cứng ngắc. Nhưng rất nhanh, hắn con ngươi lần nữa bị sát ý thay thế. Bởi vì bể nát sau một kích, luân hồi thiên quốc mở đi mấy phần. Nói cách khác, tiểu tử này lá bài tẩy, có hạn chế. Tà vu nói, kiếm vong hồn, phá. Phù tổ tay cầm tà kiếm, vô tận tà khí tràn ngập ở tà kiếm bên trên, phù tổ hai tròng mắt cực kỳ yêu dị, tựa như hóa là một tôn đại ma. Đại ma giận, một kiếm dậy. Vạn thế đều là diệt. Một kiếm này, ta xem ngươi luân hồi thiên quốc như thế nào ngăn trở. Dứt lời, một đạo kiếm khí màu đen phóng lên cao, lại xuyên qua bầu trời, cái này chấn tà bàn thế giới lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Vết rách vừa ra, thất lạc thời không khí lưu lại chậm rãi tiến vào. Diệp Thần luân hồi thiên quốc vậy hoàn toàn tiêu tán. Có thể luân hồi thiên quốc tiêu tán, Diệp Thần cũng không có như đưa đám. Ngược lại con ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nhìn một cái thất lạc thời không đợt khí, đối với phu tổ nói cảm ơn. Phu tổ ngẩn ra, nhưng ngay tức thì kịp phản ứng, thằng nhóc ngươi vì sao sẽ ở thất lạc thời không? Đáng chết! Nếu là ở những địa phương khác, trong chấn tà bàn quy tắc tất nhiên biết sửa phục, có thể phu tổ tuyệt đối không nghĩ tới, dưới mắt chỉ địa lại là thất lạc thời không. Hắn vừa định có chút dự định, Diệp Thần bóng người đã phóng lên cao, hướng vậy đạo liệt ngân đi. Diệp Thần chuẩn bị rời đi để gặp, sâu đậm nhìn một cái phù tổ cùng với chuôi này tà kiếm, nhàn nhạt nói. Phù tổ, muốn không được bao lâu, ta liền sẽ đem ngươi từ trong chấn tà bàn xóa đi. Còn nữa, ngươi chuôi này tà kiếm, nếu ngươi khát vọng tự do, ta liền vĩnh viễn để cho ngươi không cách nào tự do. Dứt lời, Diệp Thần bóng người hoàn toàn biến mất. Mà ngoại giới ngồi xếp bằng Diệp Thần vậy mở mắt ra. Hắn nhìn một cái trước mặt chấn tà bàn. Vội vàng thi triển thủ đoạn tu bổ. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần mới thở ra một hơi, khá tốt ta lựa chọn ở chỗ này tiến vào trong đó, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng nên đột phá bốn tầng thiên, đi ra ngoài trước đi. Diệp Thần rời đi thất lạc thời không, rất nhanh liền trở lại ngoại giới. Chủ nhân, như thế nào? Huyết Long thấy Diệp Thần đi ra, liền vội vàng hỏi. Diệp Thần giơ lên bản đồ trong tay. Còn có vạn độc cổ ngọc, nói, bản đồ lấy được rồi, còn ngoài ra lấy được một khối ngọc bội, có thể giúp ta độc bia tăng lên. Phong đế quân sự việc, quan hệ quá lớn, Diệp Thần cũng không có nói tỉ mỉ, miễn được kích động thiên cơ, chỉ nói mình thuận lợi lấy được rồi bản đồ. Huyết Long vui vẻ nói, quá tốt, vậy nhanh lên một chút xem, máu kia yêu tộc kết quả ở phương nào. Không cần quá mau, ta trước luyện hóa vạn độc cổ ngọc nói sau, thay ta hộ pháp. Diệp Thần phân phó, để cho Huyết Long tiếp tục hộ pháp, hắn ngồi xếp bằng xuống, sử dụng vạn độc cổ ngọc, cảm thụ bên trong vậy tí ti lũ lũ nồng nặc khí độc, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Ngọc bội này, khí độc quả nhiên cường hãn, nếu như độc bia hấp thu, tuyệt đối có thể lột xác. Nếu như độc bia lột xác, Diệp Thần tu vi, cũng có thể vượt qua ba tầng thiên ngưỡng cửa, thuận lợi đạt tới bốn tầng thiên cảnh giới. Không thể không nói, phong đế quân khối ngọc bội này. Tới được đặc biệt kịp thời. Độc bia, ra. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem độc bia sử dụng, binh tự quyết vận chuyển, trực tiếp đem vậy vạn độc cổ ngọc, rất miễn cưỡng đúc nóng đến độc bia bên trong đi. Suy. Đúng khối ngọc bội, tại chỗ hòa tan, hóa thành một cổ màu đen nọc độc, toàn bộ thấm vào đến độc bia bên trong. Vù vù. Đúng khối độc bia, nhất thời chấn động lên, từng luồng độc vụ đen nhánh tràn ngập ra, ánh sáng màu đen lóe lên. Huyễn hóa ra các loại con rít, con cóc, rắn độc, con cóc, bò cạp vân. Vân độc vật dị tượng, đặc biệt quỷ dị âm u. Rắc rắc sát. Mà cùng lúc đó,
Diệp Thần vậy cảm thấy trong cơ thể gân cốt lột xác, cùng độc bia tương quan cổ độc thần mạch, máu mãnh liệt sôi trào. Lấy Diệp Thần là trung tâm, một cổ kinh khủng khí độc khuếch tán ra, chung quanh cỏ xanh, cây cối, toàn bộ bị ăn mòn thành nám đen, suy suy vang dội, sau đó hóa thành hư không. Vậy khí độc không ngừng lan truyền, thậm chí phải đem toàn bộ lưu ly bảo địa, cũng hoàn toàn phá hủy. Thật là đáng sợ hơi thở. Huyết Long lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển vạn tướng thiên thư, đem Diệp Thần khí độc, nén ở một cái hơi nhỏ phạm vi, miễn được khuếch tán ra, tạo thành tai họa. Lấy được vạn độc cổ ngọc bồi bổ, độc bia cơ hồ là ở ngay lập tức, hoàn thành lột xác, liền Diệp Thần cổ độc thần mạch, cũng đạt tới viên mãn. Giao, giao, giao. Diệp Thần quanh thân, tiên khí, Phật khí, ma khí, khí độc, đấu khí vân. Vân, các loại hơi thở bốc hơi lên huy hoàng, như trời quang mây tạnh, đặc biệt nguy nga. Hắn tu vi hơi thở, vậy ở thời khắc này, thuận lợi đột phá, từ còn thật cảnh 3 tầng thiên, thăng cấp tới 4 tầng thiên bước. Quá tốt, quả nhiên đột phá. Diệp Thần mở mắt ra, nắm quyền một cái, quả đấm xương cốt rắc rắc sát nổ vang, tư thế hào hùng, tràn đầy lực lượng dâng trào cảm. Mượn vạn độc cổ ngọc bồi bổ, hắn tu vi, rốt cuộc đột phá 3 tầng thiên hạn chế, nước chảy thành sông, thuận lợi bước chân vào 4 tầng thiên. Cái này một tí đột phá, là từ còn thật cảnh giai đoạn trước, đến còn thật cảnh trung kỳ bay vọt, không phải chuyện đùa. Diệp Thần chỉ cảm thấy tự thân sức chiến đấu, thần thông, khí vận vân. Vân, khắp mọi mặt đều có chất lột xác. Hắn bây giờ, sức chiến đấu cường hãn, thậm chí có thể không cần dựa vào huyết long, liền có thể ở 5 trong 10 chiêu, giết chết Huyền Cơ Nguyệt, có thể tưởng tượng được hắn có cường hãn dường nào. Dĩ nhiên, điều này cần chú ý địa mạch khí vận, phong thủy nhân quả vân. Vân, không thể đi Huyền Cơ Nguyệt sân nhà tác chiến, nếu không địa thế bất lợi, thắng bại ngay tức thì phải nghịch chuyển. Bây giờ Huyền Cơ Nguyệt, muốn chiến thắng Diệp Thần mà nói, hoặc là theo nhờ Tử Vi Ngân Hà địa lợi, hoặc là nặng chém gông xiềng, nếu không không có bất kỳ cơ hội. Chúc mừng chủ nhân, thuận lợi đột phá. Người muốn giết Huyền Cơ Nguyệt, liền như bóp chết một con kiến. Huyết Long kích động nói hạ. Diệp Thần khoát tay một cái, nói, ngươi lời này quá phóng đại, ta sức chiến đấu tuy ở Huyền Cơ Nguyệt bên trên, nhưng vậy không như vậy ngoại hạng. Huyền Cơ Nguyệt cơ duyên cũng không kém, dẫu sao nàng nhưng mà mệnh vận đứng đầu. Huyết Long nói, dù sao ngươi thực lực, đã vượt qua Huyền Cơ Nguyệt, đây là ván đã đóng thuyền chuyện, chúng ta bị áp chế lâu như vậy, cuối cùng là có thể ngược lại nghiền ép nàng. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, không nói cái này, Vạn Khư mới là chúng ta địch nhân chân chính, hiện tại Vạn Khư nguy cơ còn không có đi qua, vẫn là mau sớm tìm được Huyết Yêu tộc, tìm kiếm liên minh cho thỏa đáng. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng bản đồ kia, chậm rãi mở ra. Đây là Phong Gia Lão Tổ, năm đó khổ tâm cô nghệ, mô tả ra bản đồ, bao gồm toàn bộ địa tâm vực nhân quả. Bản đồ này, cũng không phải là vật chết, mà là theo thiên cơ khí vận thay đổi, làm địa tâm vực bản khối biến đổi, bản đồ vậy sẽ đi theo biến đổi, thời khắc giữ tinh chuẩn, quả thực là vô cùng ảo diệu. Diệp Thần một mở bản đồ ra, trước mắt liền hiện ra một cái mênh mông vô biên đại thế giới, bóng sáng chìm nổi, sơn hà qua lại, vô cùng thiên cơ nhân quả, ẩn chứa trong đó. Thật là nguy nga bản đồ. Diệp Thần nhìn trước mắt mênh mông bản đồ, không khỏi khen ngợi một tiếng. Dọc theo trên bản đồ nhân quả, hắn vậy dòm ngó thấy rất nhiều thượng cổ bí mật. Ở cực kỳ lâu trước kia, Huyết Yêu tộc liền cuộc sống ở địa tâm vực bên trong, hơn nữa đã từng nắm giữ một nửa lãnh thổ. Nói cách khác, địa tâm vực đã từng có một nửa lãnh địa, toàn bộ thuộc về Huyết Yêu tộc. Có thể tưởng tượng được, cái này Huyết Yêu tộc, đỉnh cấp thời đại, là huy hoàng bực nào. Huyết Yêu tộc là yêu tộc tồn tại, và nhân tộc ở địa tâm vực ra đời ban đầu, thì có mâu thuẫn. Ở một cái kỷ nguyên, nhân tộc quật khởi, 10 đại thiên quân lão tổ xuất thế, cũng dẫn nhân tộc, cùng Huyết Yêu tộc phát sinh chiến tranh. Chiến tranh kết quả, dĩ nhiên là nhân tộc thắng, 10 đại thiên quân thế ra, nắm giữ hết thảy, mà Huyết Yêu tộc, cuối cùng bị đuổi đến một vùng núi hoang bên trong. Vậy vùng núi hoang, hôm nay tên là Huyết Yêu dãy núi, là Huyết Yêu tộc duy nhất lãnh địa. Năm đó sau khi chiến tranh kết thúc, người chuyển giới hai tộc lập được khế ước, vĩnh không xâm phạm. Máu này yêu tộc nội tình quá thâm hậu, cho dù là năm đó thiên quân các lão tổ, cũng không cách nào đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể là đuổi ngưng chiến, lập được không chiến ước hẹn.
nguyên lai là ở huyết yêu bên trong dãy núi sao? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn biết rõ mình có thiên yêu thân thể và huyền yêu tinh máu, hai đại yêu tộc thủy tổ truyền thừa, nói không chừng có cơ hội thuyết phục huyết yêu tộc là đồng minh. Huyết yêu tộc nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm, thực lực đã thật to khôi phục, chỉ là bởi vì không chiến ước hẹn hạn chế, cho nên bọn họ mới không có phát động chiến tranh. Nhưng thực, bọn họ hôm nay thực lực nội tình, đã tại thiên quân thế gia bên trên, không thể khinh thường. Nếu như có thể đạt được máu yêu tộc trợ lực, Diệp Thần đối kháng vạn khư, liền nhiều một phần chắc chắn. Đi, lên đường, đi huyết yêu dãy núi. Diệp Thần ngự long bay lên trời, dọc theo trên bản đồ chỉ thị, đi huyết yêu dãy núi, đồng thời lưu lại một đạo phù chiếu, hướng Phong gia tỉ muội, ba tộc người tạm biệt. Ngự long nhất lắp phi phải, bay đến nửa đường, Diệp Thần chợt cảm thấy, sau lưng có người theo dõi. Người theo dõi hơi thở, che giấu đặc biệt sâu, nhưng Diệp Thần hạng nhạy bén, lập tức liền phát hiện. Chủ nhân, có người theo ở phía sau. Huyết long vậy phát hiện, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Thần khẽ gật đầu, lúc này dừng lại ở bóng người, quay đầu nhìn về sau lưng một nơi hư không, lạnh lùng nói, Tiêu Khinh Nhan, người đi theo ta làm gì? Vậy người theo dõi hơi thở, Diệp Thần đã bắt được, thậm chí biết đối phương chính là Tiêu Khinh Nhan. Huyết long nhỏ cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ biết là có người theo dõi, cũng không biết người theo dõi là ai, không nghĩ tới Diệp Thần đã nhìn ra. Vù vù, hư không dâng lên một hồi rung động, một cái con người đỏ ửng, da trắng bệch, hình như tóc trắng ma nữ vậy cô gái, xích hai chân, từ trong hư không bước ra, quả nhiên là Tiêu Khinh Nhan. Ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên mắt thật là tốt, người tu vi lại có tiến bộ. Tiêu Khinh Nhan một tiếng cười duyên, trong tròng mắt mang xuân sóng, ánh mắt yêu kiều nhìn Diệp Thần. Người đi theo ta làm gì? Diệp Thần trầm giọng nói. Tiêu Khinh Nhan ánh mắt quyến rũ như tơ, cười nói, không việc gì, vẫn là muốn và ngươi song tu thôi, trên mình ngươi có thái cổ khí độc chập chờn, nếu như có thể đạt được ngươi một chút tinh nguyên bồi bổ, ta đỏ ửng chân khí, có thể lột xác là đỏ ửng khí độc, tại ta tu vi rất có ích lợi. Diệp Thần luyện hóa vạn độc cổ ngọc, độc bia lột xác, hơi thở còn có lưu lại, lại bị Tiêu Khinh Nhan cảm ứng được. Đối với cái này khí độc, Tiêu Khinh Nhan vậy là đặc biệt có hứng thú, nếu như có thể hấp thu, nàng tu vi tất có thể lột xác. Diệp Thần nghe được nàng nhớ không quên, vẫn là muốn song tu, không khỏi có chút nhức đầu, da mặt hơi kéo động một tí, nói, song tu sự việc, người sau này không cần lại sách, theo dõi ta cũng không dùng, ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không cùng ngươi song tu. Nếu như không phải là nể tình kiếm thần lão tổ mặt mũi, Diệp Thần đã sớm làm khó dễ. Tiêu Khinh Nhan khẽ mỉm cười, nói cái gọi là chân thành sở trí, kiên định, luân hồi chi chủ, một ngày nào đó, người biết rõ ràng ta tâm ý. Diệp Thần nói, người tâm ý, sợ không phải muốn đem ta ép khô, người tốt nhất cách ta xa một chút, đừng thật chọc ta tức giận ra tay. Nói xong, Diệp Thần cũng không để ý Tiêu Khinh Nhan, tiếp tục đi huyết yêu dãy núi bay đi. Tiêu Khinh Nhan ha ha cười một tiếng, lại không có buông tha, thân thể tránh nhập trong hư không, như cũ trong bóng tối đi theo Diệp Thần. Rốt cuộc, đến màn đêm buông xuống lúc, Diệp Thần đi tới một vùng dãy núi dưới. Dãy núi này, liên miên chập trùng, không biết có nhiều ít ngàn dặm, yêu khí dày đặc, vách núi rừng cây tới giữa, mơ hồ có thể gặp một tòa tòa cổ xưa cung điện, thật nhiều hài cốt tế đàn, vô số yêu quái quỷ quái, yêu ma quỷ quái ở khấn cầu, thanh âm khàn khàn hu hu. Âm phong từng cơn, làm người ta không lạnh mà run. Đây là, trong truyền thuyết huyết yêu dãy núi. Tên này, tới nơi này làm gì? Tiêu Khinh Nhan ẩn thân ở dãy núi ra, lại không có tùy tiện hiện thân, trong lòng âm thầm suy đoán Diệp Thần ý đồ. Nàng ở Tiêu gia cổ tịch bên trong, thấy qua máu yêu tộc truyền thuyết, nhưng một mực không biết huyết yêu dãy núi ở nơi nào, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại tìm đến địa phương này. Diệp Thần ngự long đi tới huyết yêu dãy núi ra. Bầu trời có hai đầu tuần tra dạ xoa, phát hiện Diệp Thần, lập tức bay tới, quát lên. Đứng lại, từ đâu tới nhân tộc, lại dám xông vào huyết yêu dãy núi nơi quan trọng, không muốn sống nữa sao? Vậy hai cái dạ xoa tuần thủ, xách cây đinh ba, đằng đằng sát khí ngăn cản Diệp Thần. Luân hồi người chấp trưởng Diệp Thần, viếng thăm huyết yêu tộc các vị trí tôn, mời khai sơn gặp nhau. Diệp Thần chắp tay, nói lên thân phận. Đã biểu thị thành ý, cũng vì chấn nhiếp. Vậy hai cái dạ xoa tuần thủ vừa nghe, nhất thời hoảng hốt,
nói, ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ sao? Luân Hồi Chi Chủ danh tiếng, đã sớm vang vọng liền Địa Tâm Vực, thậm chí liền Vạn Khư Chân Truyền Vũ Hoàng Phá Quân, cũng bị Luân Hồi Chi Chủ giết chết. Chuyện này, Huyết Yêu tộc vậy nhận được tình báo, cử tộc chấn động. Bây giờ nghe Diệp Thần viếng thăm, vậy hai cái Dạ Xoa tuần thủ, nhất thời không dám thở ơ, một người trong đó nói, mời các hạ ở chỗ này chờ một chút. Xoay người vào bên trong bẩm báo. Diệp Thần gật đầu một cái, liền tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, bầu trời ùng ùng một hồi vang, yêu khí tràn ngập, sương mù ngút trời, che đậy ở ánh trăng, giữa trời đất thảm đạm một phiến. Ở khói mù thảm đạm trên bầu trời đêm, có hai đạo đáng sợ thân ảnh khổng lồ, chậm rãi nổi lên. Cái này hai đạo thân ảnh, đều không phải là nhân tộc, mà là hoang cổ kỷ nguyên thời đại yêu tộc. Một đạo thân ảnh, là một đầu to lớn đến ngoại hạng bạch tuộc, không biết có nhiều ít cái xúc tu, ác ma vậy hoành xây bầu trời, còn có trăm ngàn đôi ánh mắt, lóe lên màu xanh đậm ánh sáng, trên bầu trời sáng tắt lóng lánh, vô cùng quỷ dị. Một đạo thân ảnh khác, chính là một đầu màu đen chim lớn, cánh mở ra, che đậy vũ trụ, khoáng đạt bàng bạc vô lượng, lông vũ run lên độc, liền cuốn lên vô cùng hắc nguyệt gió bão, làm người ta nghẹt thở. Cái này hai đầu yêu vật, một đầu kêu ác ma cổ thần, một đầu kêu hắc chết chim, đều là hoang cổ thần trong lời nói đại yêu. Ác ma cổ thần trưởng lão, hắc chết chim trưởng lão. Vậy Dạ Xoa tuần thủ, hướng trên bầu trời hai con đại yêu thi lễ, thái độ khiêm nhường. Vậy hai con đại yêu, phát ra một tiếng nhẹ nhàng đáp ứng, nhưng như sấm vậy chấn động chư thiên, khí thế vô cùng khủng bố. Truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ huyết mạch bao trùm chư thiên, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống vật thường. Bầu trời bên trong, ác ma kia cổ thần trăm ngàn cặp mắt, cũng đang chăm chú nhìn Diệp Thần, bạch tuột vậy kích động chập trần quơ, hình như là ở hoan nghênh, nhưng hình dáng nhìn như vô cùng quỷ dị âm u, như cổ xưa ma thần hạ xuống, làm người sợ hãi. Chính là còn thật cảnh bốn tầng thiên, nhưng chân thật sức chiến đấu, chỉ sợ đủ để trong nháy mắt giết chúng ta. Khác một cái trưởng lão, hắc chết chim cũng là phát ra khen ngợi thanh âm, lúc nói chuyện lông vũ bay xuống, kích thích yêu phong từng cơn, cương khí ngút trời. Diệp Thần tình cảnh to lớn thấy cũng nhiều, ngược lại cũng không để bụng, ổn định thân hình, nói, hai vị trưởng lão quá khen. Ác ma kia cổ thần cùng hắc chết chim, tu vi ở nửa bước trăm gia cảnh. Còn không chặt đứt không xiềng, bề ngoài khí thế xác thực vô cùng khủng bố, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, đều là một ít động tác võ thuật đẹp, hắn một kiếm liền có thể trong nháy mắt giết. Cho dù đối phương có địa lợi khí vận theo nhờ, nhưng lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vậy đủ để ung dung giết chết bọn họ. Bất quá, Diệp Thần chuyến này mục đích, là tới nói chuyện hợp tác, cũng không phải là đánh nhau, cho nên lời nói khá là khách khí. Ác ma kia cổ thần nói, Luân Hồi Chi Chủ. Ngươi thể chất rất kỳ lạ, lại là thiên yêu thân thể, cùng ta yêu tộc sâu xa không cạn, ngươi ngày hôm nay viếng thăm, không biết có chuyện gì. Ác ma cổ thần cùng hắc chết chim, cũng nhìn thấu Diệp Thần thể chất đặc thù, bọn họ bắt được một chút rất tinh tường yêu khí, cùng bọn họ sâu xa cực sâu. Diệp Thần lần này tới, hiển nhiên là mang có lòng tốt, cũng không phải là quấy rối. Hôm nay Vạn Khư nguy cơ sâu nặng, ta muốn cùng quý tộc ký kết liên minh, chung nhau đối kháng Vạn Khư. Diệp Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thành khẩn nói. Ác ma cổ thần ga một tiếng, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, ngươi là muốn lôi kéo ta huyết yêu tộc, cùng nhau đối kháng Vạn Khư thần điện. Diệp Thần nói, chính phải. Ác ma cổ thần cùng hắc chết chim nhìn nhau, hai người thần sắc đều là ngưng trọng, tự nhiên biết Vạn Khư thần điện đáng sợ. Vạn Khư thần điện cùng luân hồi tranh nhau, ai nếu như thắng được, ai liền có thể nắm giữ chư thiên vạn giới. Nếu như huyết yêu tộc cùng Diệp Thần liên minh, một khi lấy được thắng lợi cuối cùng, bọn họ vậy có thể được thiên đại chỗ tốt. Nhưng nếu như, bất hạnh thất bại, sợ rằng toàn bộ huyết yêu tộc, đều phải bị Vạn Khư xóa tên. Ác ma cổ thần nói, chuyện kết minh là lớn chuyện, không phải chuyện đùa, chúng ta cần xin phép yêu hoàng đại nhân. Máu yêu tộc yêu hoàng, tên là Cửu Diệt yêu hoàng, chính là một đầu rắn chín đầu đại yêu, tu hành không biết nhiều ít vạn năm. Chính là trăm gia cảnh tầng 2 thiên siêu cấp cường giả, năm đó chém ra 72, nội tình khá là thâm hậu. Diệp Thần nói, vậy kính xin hai vị trưởng lão khai sơn, ta cùng yêu hoàng tiền bối tự mình nói một chút. Huyết yêu dãy núi bị một tầng cấm chế bao phủ, cần muốn mở ra mới có thể vào. Bầu trời bên trong, ác ma cổ thần cùng hắc chết chim,
nghe được Diệp Thần nói sau đó, cũng không có lập tức đánh khai sơn môn cấm chế. Hai vị trưởng lão, thần sắc đều mang kiêng kỵ. Ác ma cổ thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi là thật tâm muốn hợp tác kết minh sao? Diệp Thần nói, tự nhiên là thật tim. Ác ma cổ thần nghiêm nghị nói, như vậy, người phía sau người kia tại sao chuyện, người vì sao mang theo thiên quân thế gia người tới? Lúc đầu Tiêu Khinh Nhan hơi thở, bị hai vị trưởng lão phát hiện. Nhưng gặp ác ma cổ thần xúc vung tay lên, như roi dài ma liên vậy cuốn qua hư không, đùng một tí, đánh nát không gian, Tiêu Khinh Nhan bóng người, liền lộ ra ngoài. Các ngươi hai đầu yêu quái, ta đi ngang qua không được sao? Đắc tội các ngươi. Tiêu Khinh Nhan hiện thân đi ra, cắn răng, nhìn trên bầu trời bạch tuộc khổng lồ cùng hắc ám chim khổng lồ, nhìn bọn họ ánh mắt dò xét, nhưng là không có chút nào sợ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, tuy biết Tiêu Khinh Nhan tính cách ngang bướng, nhưng cũng không nghĩ tới vào lúc này, nàng lại vẫn dám mạnh miệng. Phải biết, thiên quân thế gia nhưng mà máu yêu tộc tử địch, huyết yêu tộc đối với thiên quân thế gia, cừu hận cực lớn, hận giết không được tuyệt trả thù, Tiêu Khinh Nhan ở người khác địa bàn. Còn dám miệng ra cuồng ngôn, đây quả thực là tự tìm cái chết. Quả nhiên, vậy hai trưởng lão, thần sắc âm u, nhưng xem ở Diệp Thần mặt mũi, cũng không có lập tức phát tác. Ác ma kia cổ thần nói, luân hồi chi chủ, cho chúng ta một cái giải thích, người nếu thành tâm hợp tác, vì sao phải mang một cái thiên quân thế gia người tới. Diệp Thần nói, nàng không phải ta mang tới, là chính nàng theo dõi tới. Ác ma cổ thần nói, vậy nàng là bạn ngươi sao? Diệp Thần ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút, nói cái vấn đề này có chút phức tạp, miễn cưỡng coi là vậy đi. Ác ma cổ thần nói, phải thì phải, không phải thì không phải, có phức tạp gì. Ngươi nếu thành tâm muốn hợp tác, vậy liền đem cô gái này giết, chúng ta lập tức khai sơn để cho ngươi đi vào. Tiêu Khinh Nhan là thiên quân thế gia người, năm đó thiên quân thế gia, đã từng chu diệt vô số yêu tộc cường giả, cho nên, huyết yêu tộc từ đầu đến cuối cửu hận thiên quân thế gia. Hơn nữa Tiêu Khinh Nhan mới vừa còn miệng ra cuồng ngôn, lại là chọc giận bọn họ. Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không nghĩ tới đối phương sách lên cái yêu cầu này. Tiêu Khinh Nhan vui vẻ cười to, nói các ngươi là thứ gì, có tư cách mệnh lệnh luân hồi chi chủ sao? Kêu các ngươi cái gì đó cửu diệt yêu hoàng cút ra đây đi. Ác ma cổ thần cùng hắc chết chim nhất thời tức giận, Tiêu Khinh Nhan ở huyết yêu dãy núi địa giới trên, còn dám như thế phách lối. Nói rõ không đem bọn họ đặt ở bên trong mắt. Bất quá, Tiêu Khinh Nhan vậy nói không sai, bọn họ đích xác không tư cách mệnh lệnh Diệp Thần. Kiếm thần lão tổ hậu nhân sao? Quả nhiên đủ cuồng, còn là một cô gái, đáng tiếc quá ngông cuồng người, cuối cùng sống không được bao lâu. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm u, tràn đầy nhọn sát khí thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Nhưng gặp phương xa bầu trời đêm bên trong, hắc khí trầm trầm, yêu sương mù tràn ngập. Có một đạo vô cùng to lớn, đáng sợ dữ tợn bóng người, dần dần từ yêu sương mù bên trong nổi lên. Đó là một đầu kinh khủng rắn chín đầu đại yêu. Vậy rắn chín đầu, chừng chín viên đầu rắn, mỗi một viên đầu rắn, đều là hung quang dày đặc, miếng vảy màu sắc mỗi người không giống nhau, thật dài rắn gáy thật cao nhô lên, phụt ra phụt vô đỏ tươi lưỡi, mơ hồ có thể gặp nhọn như đao kiếm răng nanh, vô cùng đáng sợ. Cái này con đại yêu, chính là máu yêu tộc nắm giữ. Tên là Cửu Diệt Yêu Hoàng, chân thân là một đầu viễn cổ rắn chín đầu. Rắn chín đầu ánh mắt hung hãn, nhìn chằm chằm Tiêu Khinh Nhan, cả người yêu khí nhô lên. Một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ gặp không gian vặn vẹo, Tiêu Khinh Nhan bên người trong hư không, bỗng nhiên toát ra trăm ngàn cái rắn độc, điên cuồng hướng nàng phệ cắn đi. Đường đường trăm gia cảnh cao thủ, còn muốn đánh lén ta. Tiêu Khinh Nhan mặt liền biến sắc, vội vàng thúc giục linh khí. Từng luồng đỏ ửng xương mù dày đặc xông ra, đem những rắn độc kia đánh lui, sau đó rút người ra bay khỏi né tránh. Nhưng những rắn độc kia, nhưng giống như phụ cốt thư vậy, tựa như điên hướng nàng đạp chết tới. Tiêu Khinh Nhan không đỡ được, vội vàng bay đến Diệp Thần bên người. Vậy Cửu Diệt Yêu Hoàng, chính là trăm gia cảnh tầng 2 thiên đáng sợ cao thủ, tu vi thậm chí ở Huyền Cơ Nguyệt bên trên, Huyền Cơ Nguyệt còn không ra đời lúc đó. Hắn chính là địa tâm vực bên trong hùng bá một phe siêu cấp cường giả, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Cái này một tí, hắn hơi thi thủ đoạn, nhất thời làm được Tiêu Khinh Nhan vô cùng chật vật, thậm chí phải bị rắn độc cắn chết, có thể gặp thực lực sai biệt lớn. Bảo vệ ta! Tiêu Khinh Nhan bay đến Diệp Thần bên người sau đó,
trực tiếp ôm lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mắt gặp bốn phía rắn độc đạp chết tới, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, quát lên, cổ độc thần mạch, mở. Mới vừa lột xác viên mãn cổ độc thần mạch, ở nháy mắt tức thì mở, một cổ nghiêm ngặt khói độc tràn ra đi, cuộn sạch bốn phía, đem những rắn độc kia, toàn bộ cuốn vào. Kịch liệt khói độc chiếm đoạt hạ, những rắn độc kia, ngay tức thì cứng ngắc toi mạng, từ bầu trời đánh mất. Hảo công phu, luân hồi chi chủ quả nhiên thần thông phi phàm. Cửu Diệt Yêu Hoàng khen ngợi một tiếng, lắc mình một cái, hóa thành một người mặc đen sẫm trường bào, trên trường bào in rắn chín đầu đồ đằng, trong tay cầm một cái cốt trượng nam tử, hình dáng nhìn giống như là cổ lão trong bộ lạc pháp sư, cả người hơi thở âm trầm quỷ dị, có từng cái rắn độc, ở trên cánh tay hắn, trên cổ, lỗ tai gò má gian, bò tới bò lui. Ta người bạn này, nóng nảy ngang bướng liền điểm, xin Yêu Hoàng tiền bối không nên phiền lòng. Diệp Thần chắp tay, hướng Cửu Diệt Yêu Hoàng nói xin lỗi. Tiêu Khinh Nhan lúc này, còn muốn mở miệng bài xích, bị Diệp Thần trừng mắt một cái, liền không nói gì thêm. Nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Diệp Thần thái độ, vẫn vô cùng coi trọng, dẫu sao nàng còn muốn cùng Diệp Thần song tu. Cửu Diệt Yêu Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người muốn hợp tác kết minh cũng có thể, người thần thông nội tình đặc biệt thâm hậu, tương lai thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua Vũ Hoàng cổ đế, ta cùng ngươi kết minh, là ta có phúc, sau này có thể đi theo hưởng phúc. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói tiền bối chịu đáp ứng kết minh. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cửu Diệt Yêu Hoàng lạnh ngắt cười một tiếng, nói, bất quá, ta có cái điều kiện. Diệp Thần nói, cái gì điều kiện? Cửu Diệt Yêu Hoàng chỉ Tiêu Khinh Nhan, nói, giết nàng, nàng là thiên quân thế gia người, hơn nữa còn dám ở ta máu yêu tộc trên địa bàn, miệng ra cuồng ngôn, thái độ quá mức cuồng ngông vô lễ, luân hồi chi chủ, người giết nàng, dùng nàng máu tươi, uống máu ăn thể, chúng ta có thể trở thành nhất kiên định đồng minh. Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn mặc dù không thích Tiêu Khinh Nhan, nhưng đối phương dẫu sao là kiếm thần lão tổ hậu nhân, hắn nhận kiếm thần lão tổ ân huệ, luyện thành binh tự quyết, há có thể tàn sát Tiêu gia hậu nhân. Tiêu Khinh Nhan cũng là mặt đẹp biến sắc, buông lỏng Diệp Thần cánh tay, lui về phía sau hai bước, chỉ sợ Diệp Thần sẽ đáp ứng. Một khi Diệp Thần đáp ứng, nàng dự định lập tức chạy trốn, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đánh là khẳng định không đánh lại, hiện tại Diệp Thần thực lực quá đáng sợ, nếu quả thật muốn giết nàng, không cần chiêu thứ hai. Diệp Thần nghĩ ngợi một hồi, hướng Cửu Diệt Yêu Hoàng nói, Yêu Hoàng tiền bối, cái yêu cầu này, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Nghe được Diệp Thần lời này, Tiêu Khinh Nhan nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngực phập phồng không chừng, trán hơi có suốt mồ hôi lạnh ra, lộ ra một nụ cười nói, luân hồi chi chủ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cửu Diệt Yêu Hoàng ha ha cười một tiếng, nói, làm sao, cô gái này là ngươi tình nhân sao? Diệp Thần nói, không phải. Cửu Diệt Yêu Hoàng nói, đó là ngươi bạn rất thân. Diệp Thần nói, coi là bằng hữu, nhưng vậy không coi là quá tốt. Cửu Diệt Yêu Hoàng nói, vậy là được, người cự tuyệt ta làm chi? Giết nàng, biểu thị ngươi thành ý, ta lập tức cùng ngươi kết minh, ngươi nếu như thiếu người phụ nữ, ta huyết yêu trong tộc, cái gì hồ nữ miêu nữ cũng có không thiếu, người người đẹp thủy nhuận rất, tùy ngươi chọn. Diệp Thần nói, ta không giết nàng, thì không muốn vi phạm đạo tâm, xin Yêu Hoàng tiền bối, ngoài ra đổi một cái yêu cầu, ta nhất định hết sức làm được. Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp Thần lời này, trong lòng có vẻ cảm kích, mông lung bóng đêm bao phủ ở Diệp Thần trên mình, ở nàng trong mắt lại có loại thần thánh chói lọi. Nàng trước kia thích Diệp Thần, chỉ vì lợi ích, thật chỉ muốn ép khô Diệp Thần mà thôi, nhưng hiện tại nhưng ngoài ra có khác thường tình cảm. Cửu Diệt Yêu Hoàng nhưng là mặt liền biến sắc, nói, luân hồi chi chủ, người cuối cùng đều không phải muốn thành tâm hợp tác, ngươi là muốn cùng thiên quân thế gia đồng mưu, giết tuyệt ta yêu tộc đạo thống có phải hay không? Nói xong lời cuối cùng, Cửu Diệt Yêu Hoàng giọng rất nghiêm nghị, đã có cảnh giác định ý. Bầu trời bên trong, ác ma kia cổ thần cùng hắc chết chim, cũng là đề phòng, đồng loạt phát ra thét dài. Khoảnh khắc tới giữa, huyết yêu dãy núi Thiên Sơn vạn hắc bên trong, truyền ra từng cơn chiến tranh tiếng kèn lệch, rất nhiều dạ xoa, yêu hồ, như ma tinh quái vân. Vân, tất cả loại quái vật yêu quái, cũng sinh động, vọt tới trước sơn môn. Trong thoáng chốc, Diệp Thần bốn phương tám hướng, toàn bộ là máu yêu tộc tinh nhuệ đệ tử. Hắn cùng Tiêu Khinh Nhan, rơi vào hoàn toàn bao vây bên trong.
Yêu hoàng tiền bối, người đây là muốn làm cái gì? Diệp thần lạnh lùng nói. Cửu diệt yêu hoàng cười hắc hắc, nói ta đột nhiên thay đổi chủ ý, thà cùng ngươi hợp tác, ngược lại không như trực tiếp giết ngươi, chiếm đoạt ngươi luân hồi huyết mạch. Như vậy thứ nhất, ta huyết yêu tộc, liền có thể đột phá không chiến ước hẹn hạn chế, xông lên đánh ra, cuốn sạch toàn bộ địa tâm vực, hùng phách thiên hạ. Diệp thần có luân hồi đại khí vận, cửu diệt yêu hoàng cũng không dám qua loa ra tay, nhưng hiện tại, Diệp thần cự tuyệt giết chết Tiêu Khinh Nhan, ở hắn trong mắt, đã không có hợp tác thành ý. Như vậy, hắn vậy không khách khí, dứt khoát động sát niệm, muốn cạnh tranh một cái. Dẫu sao, máu này yêu dãy núi, nhưng mà hắn địa bàn, dựa vào địa mạch phong thủy khí vận, có lẽ thật sự có cơ hội, đem Diệp thần chém chết, cướp lấy huyết mạch hắn. Ngươi muốn động tay. Diệp thần ra mặt kéo động một tí, rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, ngưng thần phòng bị. Yêu tộc nổi danh tàn bạo, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này cửu diệt yêu hoàng một lời không hợp, lại liền muốn động sát thủ. Hi hi, ta đã cho cơ hội ngươi, ngươi không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cửu diệt yêu hoàng lạnh ngắt cười một tiếng, cả người áo bào đen theo gió phiêu dơ, trên áo bào rắn chín đầu đồ đằng, vào giờ khắc này lại có thể sống lại. Hóa thành to lớn ác mộng vậy bóng dáng, chiếm cứ ở đỉnh đầu hắn trên. Vạn xà phệ hồn trận, mở. Cửu diệt yêu hoàng quát to một tiếng, cốt trượng vung lên, một cái khoáng đạt đen nhánh trận pháp, ở Diệp thần cùng Tiêu Khinh Nhan dưới chân, nhất thời tách thả ra ra. Ai yêu? Tiêu Khinh Nhan kêu lên một tiếng, nhưng gặp vậy trong đại trận, có vô số cái năm màu rực rỡ rắn độc, điên cuồng toát ra, số lượng không biết có nhiều ít hàng tỷ cái, chi chít dây dưa chung một chỗ. Vô cùng đáng sợ. Diệp thần lâm nguy không loạn, trở tay đem Tiêu Khinh Nhan đưa ra đại trận phạm vi. Cổ độc thần mạch, cho ta trấn áp. Sau đó, Diệp thần quát lên một tiếng lớn, cổ độc thần mạch mở đến trình độ cao nhất, hung mãnh khói độc, từ hắn trong kinh mạch bạo dũng ra, mang một cổ xưa luân hồi uy nghiêm, đem vậy vạn xà phệ hồn trận bên trong nhô ra rắn độc, một chùm chùm diệt đánh tiếp. Thật may Diệp thần lấy được phong đế quân cơ duyên. Dựa vào vạn độc cổ ngọc, độc bia thuận lợi lột xác, nếu không, đối mặt cửu diệt yêu hoàng rắn độc trận, hắn sợ rằng sẽ đặc biệt khó chịu. Ồ, cửu diệt yêu hoàng thấy Diệp thần, lại có thể ung dung hóa giải mình trận pháp, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thôi, để cho ngươi xem ta chân chính thực lực, nghe nói ngươi giết chết Vũ Hoàng Phá Quân, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, ngươi có thể hay không giết ngược ta. Cửu diệt yêu hoàng hừ một tiếng, sải bước ra. Thân thể giống như quỷ mị vậy, bỗng nhiên tới sát Diệp thần trước mặt, cốt trượng mang không rõ ràng cổ xưa khí độc, trượng nhọn hướng Diệp thần ngực điểm tới. Diệp thần rút người ra bay ngược, nhưng không ngờ, cửu diệt yêu hoàng cánh tay, khớp xương lại có thể đột nhiên đổi dài, thật giống như rắn độc nảy lên vậy, lập tức mở rộng tới đây, cốt trượng nhọn một đầu, muốn xem thì phải đâm rách Diệp thần tim. Không tốt! Diệp thần mặt liền biến sắc, trong lúc nguy cấp mở xích trần thần mạch. Canh kim tinh khí bùng nổ, hóa thành một bộ hoàng kim chiến giáp, phúc đắp trên người. Rắc rắc, cửu diệt yêu hoàng cốt trượng một chút, nhọn kinh lực thấm ra, đem Diệp thần đúng bộ giáp hoàng kim, cũng hoàn toàn đánh nát. Diệp thần chỉ cảm thấy ngực đau nhức, một hơi không thở nổi, cơ hồ muốn ngất xỉu. Mượn xích trần thần mạch một tí ngăn cản, hắn cũng không có bị thương, nhưng vậy gặp phải cửu diệt yêu hoàng kinh lực đánh vào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Cái này cửu diệt yêu hoàng, chính là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả đáng sợ, nếu như coi thường khí vận, đơn thuần lấy thần thông sức chiến đấu mà nói, hắn thậm chí so Huyền Cơ Nguyệt, còn muốn cao hơn một tầng thứ. Trăm gia cảnh cường giả loại này, cao hơn một tầng thứ, vậy cũng là khác biệt một trời. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, có thể chém chết trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, nhưng đối mặt tầng 2 thiên cường giả, nhưng là vô cùng cố hết sức, cơ hồ không có phần thắng. Cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Cửu diệt yêu hoàng chỉ là tiện tay nhất kích, Diệp thần đều có điểm để không chịu nổi. Không sai, có thể bị ta nhất kích mà không chết, người vậy đủ để kiêu ngạo. Cửu diệt yêu hoàng gật đầu một cái này một tí giao thủ, hắn đã cảm nhận được Diệp thần võ đạo nội tình, đích xác là vô cùng thâm hậu. Mặc dù mặt ngoài tu vi, chỉ là còn thật cảnh 4 tầng thiên, nhưng chân thật sức chiến đấu. Đã đủ để trong nháy mắt giết trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả. Còn có Diệp thần khí vận, cũng là thâm hậu đến ngoại hạng, cơ hồ không thể nào bị giết chết. Thật may, nơi này là huyết yêu dãy núi địa bàn,
Cửu Diệt Yêu Hoàng chiếm cứ tuyệt đối địa lợi. Dựa vào địa mạch phong thủy hiệu quả, có thể triệt tiêu Diệp Thần khí vận gia trì. Nói cách khác, Cửu Diệt Yêu Hoàng nắm vững thắng lợi, cơ hồ có thể nói là nghiền ép Diệp Thần. Yêu Hoàng uy vũ, toàn trường tất cả trưởng lão, tinh nhuệ các đệ tử, nhất thời cùng kêu lên kêu gào hoan hô, vậy nhìn thấu thế cục có lợi. Nếu là có thể giết chết Diệp Thần, chiếm đoạt luân hồi huyết mạch, đủ để làm cả huyết yêu tộc nghịch thiên lột xác. Mà Tiêu Khinh Nhan, thấy Diệp Thần thuộc về hạ phong, nhưng là vô cùng lo âu cùng sợ hãi, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Một khi Diệp Thần đánh bại, nàng tự nhiên cũng không khả năng có sống sót có thể. Chủ nhân, không có sao chứ? Huyết Long thấy Diệp Thần hình dáng, cũng có chút nóng nảy lo lắng. Chân thân hiển hóa, sóng cuồng phệ thiên. Vừa lúc đó, Cửu Diệt Yêu Hoàng thừa thắng truy kích, thân thể thoáng một cái, hiển hóa ra rắn chín đầu chân thân, không biết có khổng lồ cỡ nào, rắn chín đầu mỗi một con rắn thân, thân thể cũng cùng Huyết Long tương đương, cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp chín viên to lớn đầu rắn, tê tê ấp úng lưỡi đỏ, chín thân con rắn múa, cuốn lên cương khí, giống như chín đạo sóng lớn sóng cuồng vậy, gió bão ủng ủng, hướng Diệp Thần cuồng tập đi. Huyết Long, giúp ta! Diệp Thần cắn răng, lập tức huy động Long Uyên Thiên Kiếm. Được, chủ nhân, Vạn Tướng Thiên Thư, mở! Huyết Long chiếm cứ ở trên thân kiếm, cùng Long Uyên Thiên Kiếm dung hợp một thể, trực tiếp mở Vạn Tướng Thiên Thư. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo cổ xưa kinh thư phù văn, đúng thanh kiếm uy lực nhất thời tăng vọt. Đấu chữ quyết, đấu phá thương khung. Diệp Thần gầm thét một tiếng, đột nhiên khua kiếm chém điên cuồng, Cửu Thiên Thần Thuật phóng thích, đấu chữ quyết bùng nổ đến mức tận cùng, một cổ màu vàng kim sáng chói đấu khí, trùm lên trên thân kiếm. Một kiếm này chém điên cuồng đi ra ngoài, đấu khí chấn động dưới, tựa như liền thương khung đều phải bể tan tành, lòng dọn ra gầm thét, khí thế huy hoàng kinh thiên. Cửu Diệt Yêu Hoàng ác liệt gào thét, nhưng là không sợ chút nào, chín viên đầu rắn, từ bất đồng phương vị, mang đáng sợ gió bão cương khí, cắn nuốt. Diệp Thần khua kiếm cuồng quét, nhất thời có 5 viên đầu rắn, bị hắn một kiếm chém xuống, máu tươi văng tung tóe. Nhưng là, Cửu Diệt Yêu Hoàng còn có 4 viên đầu rắn, hung hăng phệ cắn tới. Diệp Thần và Huyết Long, cũng gặp phải miệng rắn cắn xé, trên mình nhất thời máu tươi đầm đìa, đau nhức bứt rứt. Mà Cửu Diệt Yêu Hoàng, bị chém nứt đầu rắn, máu thịt ngoạ nguậy, lại lần nữa mọc ra, ngay chớp mắt khôi phục hoàn hảo. Trăm gia cảnh tầng hai trời, thể chất huyết mạch cường hãn, trừ phi Diệp Thần có thể ở một kiếm tới giữa, chặt đứt hắn chín cái đầu, nếu không không thể nào giết chết hắn. Hi hi, luân hồi chi chủ, như thế nào? Cửu Diệt Yêu Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh ngắt cười lên. Mới vừa giao phong, hắn thành công ở Diệp Thần cùng Huyết Long trên mình. Để lại thảm thiết phệ cắn bị thương miệng, vết thương kia còn đang chảy máu, nhìn thấy mà đau lòng. Mà hắn, lại không có bị tổn thương quá lớn. Cho dù Diệp Thần đấu chữ quyết kinh thiên bùng nổ, cùng Huyết Long Vạn Tướng Thiên Thư phối hợp, đều không cách nào chân chính thương tổn tới Cửu Diệt Yêu Hoàng. Cảnh giới chênh lệch, thực sự quá lớn. Đây chính là trăm gia cảnh tầng 2 thiên thực lực sao. Diệp Thần nội tâm như rơi xuống đáy cốc, cơ hồ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn có thể trong nháy mắt giết một tầng, nhưng lại không địch lại tầng 2, kém nhất tầng thiên, vậy cơ hồ là khác biệt một trời, không cách nào vượt qua. Cho một mình ngươi thống khoái, chịu chết đi. Cửu Diệt Yêu Hoàng thân thể lại lắc lư một tí, lần nữa hóa thành hình người, như một đạo đen nhánh như quỷ mị, ngang trời bay vút tới, móng tay hướng Diệp Thần Thiên Linh cái bắt đi. Xem hắn hình dáng, tựa hồ là muốn trực tiếp bóp vỡ Diệp Thần Thiên Linh cái, đem Diệp Thần thân xác cùng thần hồn cùng nhau giết chết. Diệp Thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, nguy cơ sinh tử hạ xuống. Không cho phép tổn thương chủ nhân ta. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong đan điền, có hai đạo đáng sợ năng lượng liều chết xung phong ra. Đó là hai con ngươi ác mộng Tiểu Hoàng, còn có Tiểu Hắc. Hai con ngươi ác mộng như cổ xưa sư ma, mà Tiểu Hắc thì giống như viễn cổ tinh tinh vậy, hai con cự thú, thân hình hiển hóa đi ra, như hai tôn thần bảo vệ vậy. Bảo vệ ở Diệp Thần chừng. Cửu Diệt Yêu Hoàng một trưởng lăng không giết tới, bị Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc liên hiệp ngăn trở. Ồ, Cửu Diệt Yêu Hoàng một hồi kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau, quét nhìn Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc, chỉ cảm thấy cái này hai con cự thú trong cơ thể, huyết mạch cũng là phi phàm. Như cái này hai tên tài nguyên đống triệt, hơn nữa cơ duyên,
nói không chừng rất nhanh thì sẽ vượt qua hắn. Cái này luân hồi chi chủ bên người tồn tại, chẳng lẽ như vậy nghịch thiên? Luân hồi chi chủ, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Nếu như tiểu hoàng cùng tiểu hắc, toàn bộ đào tạo đến đỉnh cấp, như vậy cho dù là cửu diệt yêu hoàng, cũng khó mà tương đương. Nhưng hiện tại, vô luận là tiểu hoàng vẫn là tiểu hắc, cùng cửu diệt yêu hoàng tới giữa, thực lực đều có chênh lệch thật lớn. Chủ nhân, người đi trước, chúng ta ngăn lại hắn. Hai con người ác mộng tiểu hoàng nhìn Diệp Thần một mắt, xanh đỏ hai con người tràn đầy kiên quyết, thật sâu cảm thấy cửu diệt yêu hoàng mạnh mẽ. Ngày hôm nay muốn trở lui toàn thân, sợ rằng không quá dễ dàng. Chân thực không được, mình liền tự bảo, chân áp nhất thế cường giả cũng không tệ. Tiểu hắc vậy trấn thủ tại tiền phương, trực diện cửu diệt yêu hoàng. Quanh thân hỗn độn khí diễm bùng nổ, giống như một đầu hỗn độn sơ khai cự thú. Cửu diệt yêu hoàng cười ha ha một tiếng, nói, không cần đi, ngày hôm nay các ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Vừa dứt lời, cửu diệt yêu hoàng huy động cốt trượng, lần nữa lăng không tập sát tới, trên thân thể yêu khí dày đặc, cuốn lên thiên vũ, làm được càn khôn chấn động, chăm ra cảnh tầng 2 thiên thực lực, biểu dương đến trình độ cao nhất. Tiểu hoàng và tiểu hắc đều là thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, cho dù là lấy bọn họ thực lực, đối mặt cửu diệt yêu hoàng, vậy lộ vẻ được vô cùng cố hết sức. Cảnh giới chênh lệch, thật là quá lớn. Minh tự quyết, đấu chữ quyết, mở. Diệp Thần cắn răng, làm ra sau cùng liều giết, luân hồi huyết mạch cháy, bàn chân đạp một cái, minh tự quyết cùng đấu chữ quyết hơi thở, đồng thời thả ra, hội tụ thành một cổ nhọn hơi thở, giống như đao kiếm thần binh, đấu phá thương khung, hướng cửu diệt yêu hoàng lướt đi. Hắn biết mình hoàn toàn không biết là yêu hoàng đối thủ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể ứng chiến. Hừ, cửu thiên thần thuật, thì có ích lợi gì? Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, trừ phi ngươi có đại thiên trọng lâu trưởng, nếu không hết thảy đều là vô căn cứ. Cửu diệt yêu hoàng nhìn hờ hững, cốt trượng phá giết ra, cùng Diệp Thần đấu binh cương khí va chạm tới một chỗ. Phịch, cơ hồ là va chạm phát sinh ngay tức thì, Diệp Thần đấu binh cương khí, lập tức nổ tung. Ngày hôm nay, các ngươi cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Cửu diệt yêu hoàng khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên một tiếng. Trên bầu trời, ác ma kia cổ thần cùng hắc chết chim, cũng thả ra minh mông linh khí. Cổ linh khí này, hóa thành năng lượng, bơm vào đến cửu diệt yêu hoàng trên thân thể. Cửu diệt yêu hoàng vốn là cường hãn, bây giờ được hai đại trưởng lão trợ lực, càng lộ vẻ được yêu khí ngút trời, hung uy không làm. Trong tay hắn cốt trượng, tựa như sống lại, có rắn chín đầu đồ đằng hư ảnh, ở sôi trào gầm thét. Xuy xuy xuy. Hạ một sát, cửu diệt yêu hoàng một trượng vung ra, phân quang hóa ảnh, từng đạo dữ tợn nhọn hắc mang, giống như tên vậy, hướng Diệp Thần, Huyết Long, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc các người bắn chết đi. Diệp Thần cùng người thần sắc đại biến, ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, còn có địa mạch khí vận dưới áp chế, bọn họ lại không cách nào nhúc nhích, muốn bó tay chờ chết. Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy kiên quyết. Bọn họ không sợ trăm già cảnh cường giả. Càng không cho phép, người này đối với chủ nhân ra tay. Nếu như bước vào viên mãn, bọn họ thậm chí có thể ngay lập tức diệt trăm già cường giả. Có thể trước mắt, hiển nhiên còn không làm được. Bọn họ mặc dù có tiêu diệt cửu diệt yêu hoàng năng lực, nhưng nếu là thi triển, liền đại biểu bọn họ đem tiêu tán ở giữa trời đất. Không có làm chứng chủ nhân chân đạp vạn khư. Xưng bá hết thảy, thật sự là một đạo tiếc nuối. Nhưng nếu là chủ nhân thật gặp nguy hiểm, vậy chẳng qua liền tiêu tán ở giữa trời đất. Bên ngoài vòng chiến Tiêu Khinh Nhan, hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật sẽ chết nơi này. Trong bụng nàng đại hối, nếu như nàng không theo dõi Diệp Thần, không phá rối nói. Có lẽ, bây giờ Diệp Thần, đã cùng cửu diệt yêu hoàng nói thành kết minh, cũng sẽ không xích mích thành thù. Mà đang ở Diệp Thần sống chết để gặp, trong cơ thể hắn phát ra một hồi sấm vậy vang lớn. Một đạo khổng lồ, mênh mông, vô địch, uy sắp hoàn vũ bóng người, chậm rãi từ trong cơ thể hắn bay lên ra. Đó là một đời chí tôn, thiên yêu thủy tổ hư ảnh. Thằng nhóc, quả nhiên vẫn là phải ta cứu. Ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy chết. Không quá ta cứu ngươi chân thực quá nhiều lần, ngươi lớn lên tốc độ đối với người ngoài mà nói không thể nghi ngờ nghịch thiên. Nhưng đối với ta lại nói, chân thực quá chậm. Nói tới chỗ này,
bữa trước yêu thủy tổ hư ảnh hai tròng mắt nhàn nhạt hướng một phương hướng nhìn. Hừ, bất quá là một con kiến hôi, cũng dám động thằng nhóc này. Thiên yêu thủy tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn cửu diệt yêu hoàng bắn tới hắc mang, bàn tay nhẹ nhàng đè một cái, vậy hắc mang tựa như gặp phải một cổ lực lượng vô hình nghiền ép, nhanh chóng hóa thành hư không. Trăm gia cảnh yêu hoàng, đối với thiên yêu thủy tổ mà nói, lại vẫn là con kiến hôi. Ngày này yêu thủy tổ kết quả là cái gì nghịch thiên tồn tại? Phốc xích, cửu diệt yêu hoàng há mồm phun ra máu tươi, vậy gặp phải thiên yêu trưởng thế chèn ép, nội tạng cơ hồ nổ tung, cặp mắt trợn tròn, máu tươi bên trong thậm chí hàm chứa chút nội tạng mảnh vỡ. Thiên yêu một trưởng này, lại làm hắn trọng thương. Đây là, cửu diệt yêu hoàng nhìn trời yêu thân ảnh khổng lồ, hoàn toàn rung động, sắc mặt trắng bệch. Đó là một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu huyết mạch uy áp. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình căn bản không phải cái gì yêu hoàng, mà là một cái ở trong biển khơi sắp bị cắn nuốt thuyền nhỏ. Bầu trời bên trong, ác ma kia cổ thần cùng hắc chết chim, nhìn trời yêu bóng người, cũng là kinh hãi tới cực điểm. Ở thiên yêu thân thể nổi bật hạ, vô luận là bọn họ, vẫn là cửu diệt yêu hoàng, cũng nhỏ bé được tựa như con kiến hôi. Còn có huyết yêu dãy núi bên trong, chung quanh chí chít yêu ma quỷ quái cửa, cũng là con kiến hôi tồn tại, cho dù số lượng lại nhiều, vậy không địch lại thiên yêu một cái ánh mắt hung hãn. Một bầy kiến hôi vậy tồn tại, cũng dám tổn thương người ta. Thiên yêu ánh mắt quét nhìn toàn trường, mang động trời uy nghiêm. Cửu diệt yêu hoàng mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn biết diệp thần trong cơ thể có huyền yêu tinh máu, cũng có thiên yêu thân thể, nhưng không nghĩ tới lại vẫn có thể hiển hóa ra thiên yêu bóng người. Thiên yêu vừa ra, vạn yêu thần phục. Đây là trong truyền thuyết yêu tộc thủy tổ. Thế gian yêu tộc cao nhất tổ tông. Yêu tộc thủy tổ mở ra vô số thế giới yêu tộc kỷ nguyên. Cho dù là cửu diệt yêu hoàng, đối mặt giờ phút này thiên yêu, cũng là hô hấp nghẹt thở, không có chút nào năng lực phản kháng. Thiên yêu tiền bối. Diệp thần thấy thiên yêu thân thể, cũng là ngẩn ngơ. Hắn tự nhiên biết thiên yêu lợi hại, chỉ là không nghĩ tới lại lợi hại đến tình cảnh này. Phải biết, cửu diệt yêu hoàng nhưng mà trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, hoàn toàn là nghiền ép diệp thần. Mà thiên yêu, lại hoàn toàn nghiền ép cửu diệt yêu hoàng. Thiên yêu thủy tổ ở trên cao, xin nhận tiểu nhân một bái. Cửu diệt yêu hoàng quỳ xuống, hướng trời yêu thi lễ. Huyết yêu dãy núi bên trong, tất cả yêu tộc đệ tử, vậy toàn bộ quỳ xuống thần phục, không dám chút nào không vâng lời. Thiên yêu, là huyết yêu tộc truyền thuyết thần thoại bên trong chí tôn, đại biểu yêu tộc chí cao. Giờ phút này thiên yêu xuất thế, lại cũng không có người bất kỳ dám can đảm càn rỡ. Cửu diệt yêu hoàng, luân hồi chi chủ là người ta, người lại mưu toan giết hắn, phải bị tội gì? Thiên yêu nhìn chằm chằm cửu diệt yêu hoàng, thanh âm ác liệt quát hỏi. Tiểu nhân biết tội, mời thiên yêu thủy tổ tha. Cửu diệt yêu hoàng đầu đầy mồ hôi lạnh, nói. Bàn tay hắn rút lại tay áo bảo bên trong, trong lòng lại thoáng qua vô số ý niệm, suy tính muốn không muốn triệu hoán huyết yêu lão tổ ra tay, đối kháng thiên yêu. Hắn đường đường một đời yêu hoàng, tự nhiên không cam lòng khuất tại dưới người, nơi đây lại là hắn địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mà thiên yêu chỉ là một món hư ảnh. Bản thể, không người nào có thể ngăn cản, nhưng hư ảnh, vậy chưa đến nỗi vô địch. Nếu như triệu hoán máu yêu tộc lão tổ chân thân hạ xuống, kết hợp khí vận, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ngươi không cần tốn nhiều tâm tư, triệu hoán ngươi huyết yêu lão tổ hạ xuống, cũng chết, cần gì phải tự diệt vong. Thiên yêu nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, cửu diệt yêu hoàng đầu ầm một tiếng, như bị sét đánh, một phiến chỗ trống, lại không nghĩ rằng thiên yêu một mắt tới giữa, lại có thể xuyên thủng hắn tâm tư. Thiên yêu ngưng mắt nhìn cửu diệt yêu hoàng. Tiếp tục nói, người vốn là yêu tộc xuất thân, coi như là ta con dân, ta không muốn hơn chọc giết hại, các ngươi không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Ngay lúc nói chuyện, thiên yêu hơi thở tràn ngập ra, yêu khí cuốn sạch thiên địa vạn dặm, trong hư không âm phong gầm thét, cực cao xa trên bầu trời, có hàng tỷ đại yêu bóng người, mơ hồ chìm nổi, dục dịch, làm người ta kinh hãi. Cửu diệt yêu hoàng tâm đảm câu liệt, nhất thời thu liễm lại tất cả ý niệm phản kháng. Nói, không biết thiên yêu thủy tổ có gì phân phó. Tiểu nhân nhất định nghe theo. Thiên yêu gật đầu một cái, nói, luân hồi chi chủ là người ta, hắn muốn cùng ngươi kết minh, người đáp ứng kết minh chính là.
Cửu Diệt Yêu Hoàng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói, ưng. Lúc này đáp ứng kết minh, cũng phụng Diệp Thần vi tôn. Thiên Yêu nói, ngươi cùng Luân Hồi Chi Chủ kết thành đồng minh, đối với ngươi Huyết Yêu tộc cũng có chỗ tốt. Cửu Diệt Yêu Hoàng nói, ừ. Thiên Yêu hơi hơi hí mắt, lại nói, nghe nói các ngươi Huyết Yêu tộc, ra đời ban đầu, liền thờ phụng một khối Trấn Diệt Yêu Đá, ta đối với vậy Trấn Diệt Yêu Đá cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có thể hay không đưa cho ta. Trấn Diệt Yêu Đá. Cửu Diệt Yêu Hoàng nghe nói như vậy, nhưng lại yên lặng cùng trần chờ, hiển nhiên vậy Trấn Diệt Yêu Đá không phải chuyện đùa, hắn không thể tùy tiện đưa đi. Thiên Yêu nói, làm sao, ngươi không chịu sao? Cửu Diệt Yêu Hoàng bàn tư một hồi, nói Thiên Yêu chí tôn, vậy Trấn Diệt Yêu Đá, có ta Huyết Yêu tộc tổ tiên che chở, cấm chế trùng trùng, không phải ta không muốn cho ngươi, mà là chân thực không lấy ra được. Thiên Yêu nói, bị Huyết Yêu lão tổ nhìn sao, ngươi không lấy ra được, chúng ta tự mình đi lấy là được. Cửu Diệt Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, cái này Trấn Diệt Yêu Đá là máu yêu tộc Trấn Sơn chi bảo, nếu như tùy tiện đưa cho người ngoài, hắn tội nghiệt không nhỏ. Nhưng nếu như, là Diệp Thần cùng Thiên Yêu tự đi đi lấy, như bọn họ có thể phá ra cấm chế, chứng minh lấy được lão tổ cho phép, vậy chí bảo đánh mất trách nhiệm, cũng không ở trên người hắn. Có thể, Thiên Yêu Thủy Tổ, Luân Hồi Chi Chủ, nếu như các ngươi đối với Trấn Diệt Yêu Đá cảm thấy hứng thú, vẫn có thể đi lấy. Cửu Diệt Yêu Hoàng đáp ứng, trong lòng lại muốn, vậy Trấn Diệt Yêu Đá cấm chế trùng trùng, các ngươi dám can đảm xúc phạm, bị cấm chế giết chết, vậy vậy không trách ta. Hắn biết Thiên Yêu Thủy Tổ lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo hư ảnh, mà vậy Trấn Diệt Yêu Đá sau lưng, có Huyết Yêu tộc tổ tiên che chở, ở Huyết Yêu lão tổ uy áp hạ, người ngoài dám can đảm xúc phạm, đó là một con đường chết. Thiên Yêu nói, rất tốt, Diệp Thần, vào đi thôi. Nói xong, Thiên Yêu điểm ngón tay một cái, Huyết Yêu dãy núi Sơn Môn cấm chế, ngay tức thì mở ra. Diệp Thần thán phục Thiên Yêu thực lực, lúc này cưỡi huyết long. Lắc mình tiến vào dãy núi bên trong. Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Mà Tiêu Khinh Nhan thì chờ ở bên ngoài trước. Nàng mắt thấy Thiên Yêu hiện thế, càng thán phục Diệp Thần lá bài tẩy mạnh, hiểm ác như vậy tuyệt cảnh, lại vẫn mới có thể có giết ngược cơ hội. Rất nhanh, Diệp Thần tiến vào Huyết Yêu dãy núi bên trong, dọc theo Thiên Yêu chỉ thị, đi tới dãy núi chỗ sâu. Nhưng thấy vậy, là một vùng thung lũng. Thung lũng bên trong có một nơi đầm nước. Đầm nước kia mát lạnh hàn triệt, trong đầm nước nhưng thấp thoáng trước một khối linh thạch. Vậy linh thạch phơi bầy máu đỏ màu sắc, đem đầm nước ánh chiếu được giống như máu tươi, mặt nước có một từng đạo phù văn, như rung động vậy lững lờ nhộn nhạo, sát khí dày đặc, hiển nhiên là vô cùng ác liệt cấm chế. Chính là chỗ này, lấy đi khối kia Trấn Diệt Yêu Đá, khối linh thạch này là bố trí chỗ mấu chốt, người sau này như có cơ hội, đem mang tới Hắc Ám Cấm Hải. Giao cho một cái bị thế gian gọi là yêu thánh tồn tại. Thiên Yêu hướng Diệp Thần truyền âm, phát ra chỉ thị nói. Hắc Ám Cấm Hải, yêu thánh. Diệp Thần nghe lời nói này, trong lòng rét một cái. Hắc Ám Cấm Hải là ma tổ vô thiên địa bàn, chỗ đó tràn đầy nguy hiểm. Muốn ở chỗ đó, tìm gì yêu thánh, đem cái này Trấn Diệt Yêu Đá giao cho hắn, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Thiên Yêu nói, không sai, mau động thủ đi. Lấy đi Trấn Diệt Yêu Đá. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn vậy trên mặt nước phô tán tầng tầng cấm chế, nói cái này Trấn Diệt Yêu Đá, nặng bao nhiêu cấm chế bảo vệ, chỉ sợ không dễ dàng cướp lấy. Thiên Yêu nói, không sao, ngươi trực tiếp đưa tay đi lấy, có ta ở đây, ai dám cản rỡ. Diệp Thần nghe được Thiên Yêu lần này nói tiếng nói, trong bụng đại định, nói, được. Lập tức Diệp Thần phi hàng đi xuống, trực tiếp khom người đưa tay. Đi lấy Trấn Diệt Yêu Đá. Nói cũng kỳ quái, bàn tay hắn mới vừa chạm đến mặt nước, tầng kia tầng cấm chế lập tức tản ra, tựa như đang sợ cái gì tựa như. Diệp Thần không trở ngại chút nào, ung dung lấy được rồi Trấn Diệt Yêu Đá, ước lượng một tí, chỉ cảm thấy khối linh thạch này, huyết khí cùng yêu khí vô cùng là đậm đà, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nhưng là cụ thể trong đó có dạng bí mật gì, hắn cũng không biết. Ta lấy được rồi, Thiên Yêu tiền bối. Ừ, thu, tương lai đi đến Hắc Ám Cấm Hải, nghĩ biện pháp giao cho yêu thánh. Ừ, Diệp Thần đem Trấn Diệt Yêu Đá, siêu tầm đến Hoàng Tuyền Đồ bên trong, liền rời đi nơi đây, trở lại ngoại giới. Vừa về tới bên ngoài, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được,
huyết yêu dãy núi địa mạch khí vận, suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên, vậy trấn diệt yêu đá, quan hệ đến trọng yếu, sau lưng dính líu tới huyết yêu dãy núi phong thủy khí vận. Diệp thần lấy đi sau đó, nơi này địa mạch, vậy được ảnh hưởng. Cửu diệt yêu hoàng thần sắc biến đổi, nói, luân hồi chi chủ, người cầm đi trấn diệt yêu đá. Diệp thần nói, đa tạ tiền bối đưa tặng. Cửu diệt yêu hoàng thần sắc biến hóa không chừng, sau hồi lâu, mới than thở một tiếng, nói, nếu ý trời như vậy, vậy ngươi cứ việc cầm đi, hôm nay chúng ta là đồng minh, ta sẽ hết sức giúp ngươi, nhưng hy vọng ngươi sau này, cũng không nên quên ta máu yêu tộc ân tình. Diệp thần nói, tiền bối mời yên tâm, tích thủy tri ân, ta làm lấy dũng tuyển tương báo. Cửu diệt yêu hoàng gật đầu một cái, trong lòng một hồi vui vẻ yên tâm, hắn dĩ nhiên là tin tưởng Diệp thần luân hồi cam kết. Mấy ngày kế tiếp, Diệp thần ở lại huyết yêu bên trong dãy núi, thương lượng kết minh chi tiết, như thế nào đối kháng Huyền Cơ Nguyệt, như thế nào đối kháng Tài Quyết Chi Chủ, như thế nào đối kháng Vạn Khư Vân. Vân. Ngoài ra, Diệp thần lấy ra một phần chia hoàng tuyển thánh thủy, tưới ở huyết yêu bên trong dãy núi, đền bù bọn họ tổn thất trấn diệt yêu thạch khí vận, coi như là một cái bồi thường. Toàn bộ thiên yêu dãy núi, ở hoàng tuyển thánh thủy dưới, hơi thở lại là bao phủ một tầng suối vàng oai. Nếu thời gian dài, nếu như Diệp thần chấp trưởng luân hồi, tất nhiên dãy núi này vậy sẽ thu được ích lợi vô cùng. Hết thảy thương lượng thỏa đáng, Diệp thần liền rời đi huyết yêu dãy núi. Tiêu Khinh Nhan đã sớm trở về, Diệp thần chuẩn bị trở lại phong gia tổ địa. Mà vào lúc này, một cái xa lạ cô gái, đã ở địa tâm vực bên trong, bí mật đi đi lại lại mấy ngày. Cái này cô gái xa lạ, chính là Vạn Khư đệ tử tạp dịch, Vũ Chỉ Giao tổ tiên, Vũ Linh Hàn. Diệp thần chu diệt Vũ Hoàng phá quân, chuyện này đã sớm truyền khắp địa tâm vực, rất nhiều thánh đường đệ tử, cũng mắt thấy toàn bộ hành trình, cho nên chiến đấu chi tiết, trên phố lời đồn đãi đặc biệt cặn kẽ. Vũ Linh Hàn điều tra mấy ngày, cũng đã biết được tất cả tin tức. Lúc đầu cái này luân hồi chi chủ, lại có thể như vậy cường hãn. Lúc này mới còn thật cảnh thì có chiến lực như vậy, nếu như bước vào trăm giả cảnh, thật là chặt đứt nhiều ít không xiềng. Chẳng lẽ sẽ đạt tới 90 đạo? Vũ Linh Hàn nghe được Diệp thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, cùng huyết long phối hợp, long kiếm ngất trời hình ảnh, nội tâm nhưng là rung động. Ngoài ra, nàng còn dò xét được Tài Quyết Chi Chủ, Huyền Cơ Nguyệt, Thiên Quân Thế Gia Vân. Vân rất nhiều tình báo, dự định trở lại Vạn Khư, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế bẩm báo hết thảy. Trọng yếu như vậy tình báo, nàng nhất định phải để cho Vũ Hoàng Cổ Đế biết. Nghĩ đến nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, nàng lập được thiên đại công lao, nhất định có ban thưởng, càng có thể trở thành Vạn Khư chân truyền, bên trong lòng không khỏi vô cùng hưng phấn. Tiểu thư, ta cảm ứng được một cổ khác thường hơi thở. Mà ở Vũ Linh Hàn muốn lúc rời đi, nàng trong cơ thể hắc ám minh viêm, nhưng truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Hắc ám minh viêm bốc hơi lên, hóa thành một cái ma đồng vậy hình người, hiện lên ở Vũ Linh Hàn trước mặt. Ta cảm giác được đồng loại tồn tại, nơi này có người có đạo linh lửa, nếu như ta có thể chiếm đoạt, tất có thể lột xác mạnh mẽ. Vậy ma đồng khuôn mặt dữ tợn, phát ra một tiếng tham lam cười gằn, liếm môi một cái. Cái gì? Vũ Linh Hàn ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, phải biết, nàng có thể trở thành Vạn Khư đệ tử, cùng với bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, rất lớn một phần chia nguyên nhân chính là đạo linh lửa. Đạo linh lửa ở Thái Thượng thế giới đều là không thể hơn có vật à. Hiện tại cái này địa tâm vực lại cũng có người chấp trưởng. Nếu như chiếm đoạt, mình thực lực đem sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đối phương tu vi như thế nào? Vũ Linh Hàn trong tròng mắt, cũng là nổi lên vẻ tham lam. Lần này, nàng ngược lại không gấp trước rời đi. Vậy ma đồng khặc khặc cười một tiếng, nói chỉ có còn thật cảnh 4 tầng thiên, con kiến hôi một cái thôi. Vũ Linh Hàn ánh mắt sáng lên, nói, lại có thể như thế nhỏ yếu. Ha ha. Vậy thì thật là trời cũng giúp ta, người nọ ở địa phương nào? Chỉ có còn thật cảnh 4 tầng thiên mà nói, lấy Vũ Linh Hàn thủ đoạn, tiện tay đều có thể chu diệt. Thậm chí trong nhất niệm cũng có thể đem mất đi. Nếu như chu diệt đối phương, cướp đoạt đối phương đạo linh lửa, nàng tu vi tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá nàng trong lòng vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Đạo linh lửa cũng không phải là người bình thường có thể có được, xuất hiện ở một người còn chân cảnh trên mình. Chân thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở bên này, hắc ám minh viêm biến thành ma đồng,
hướng Vũ Linh Hàn chỉ dẫn một con đường. Vũ Linh Hàn gật đầu một cái, lập tức dọc theo chỉ thị, nhanh chóng biến dạng hư không đi. Mà lúc này Diệp Thần, đang chuẩn bị trở lại Phong gia tổ địa, bỗng nhiên cảm thấy có một cổ sát khí cùng nguy cơ đến gần. Công tử, có người tới. Ta cảm giác đối phương là hướng về phía ta tới. Hồi lâu không có lên tiếng Nhan Tuyền Nhi, đột nhiên phát ra cảnh giác thanh âm, nàng vậy cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thần thân thể ngẩn ra, hướng về phía ngươi tới. Hắn ở địa tâm vực thụ địch rất nhiều, Huyền Cơ Nguyệt, Vạn Khư, Tài Quyết Chi Chủ đều có thể âm thầm đối với tự mình ra tay, nhưng Nhan Tuyền Nhi bất quá là một đạo hỏa linh, làm sao có thể sẽ có người hướng về phía nàng tới. Nhan Tuyền Nhi do dự mấy giây, lại nói, đối phương là cùng loại. Một hồi này, Diệp Thần diễn cảm cực độ dữ tợn. Địa tâm vực lại cũng có người chấp trưởng đạo linh lửa. Điều này sao có thể? Nhan Tuyền Nhi, là một món khác đạo linh lửa. Diệp Thần trong phảng phất bắt được cái gì, dừng lại ở thân hình. Nhan Tuyền Nhi chưa kịp trả lời, nhưng gặp hư không biến dạng, một cái cả người tràn ngập hắc viêm cô gái, hạ xuống xuống. Người phụ nữ này, tự nhiên chính là Vũ Linh Hàn. Ồ, Vũ Linh Hàn thấy Diệp Thần, nhất thời thất kinh. Nàng lần đầu tiên gặp Diệp Thần, cũng không có nhận ra luân hồi chi chủ thân phận. Nhưng là, xem Diệp Thần hơi thở, mặc dù chỉ là còn thật cảnh bốn tầng thiên, nhưng khí vận trầm hậu hùng hồn, cùng thiên địa hòa làm một thể, tuyệt đối không phải người bình thường. Từ người tu luyện trực giác, Vũ Linh Hàn thậm chí phát hiện, nếu như Diệp Thần muốn giết nàng mà nói, không cần dùng chiêu thứ hai. Lưng nàng xương sống lông tơ, vô hình dựng ngược. Lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, không ngừng được phát run, tựa như một cái nhỏ thỏ trắng, thấy được mãnh hổ, có một cổ trong huyết mạch sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là đối với nguy hiểm cùng giết hại trực giác. Nàng mới vừa bước vào trăm già cảnh không lâu, đối với vực ngoại mà nói, thuộc về người ngoài, tu vi có chút bị quy tắc áp chế, mặc dù áp chế chừng mực, nhưng đụng gặp cao thủ, vẫn sẽ có nguy hiểm. Ngươi là người nào? Diệp Thần ánh mắt biến đổi, từ thấy Vũ Linh Hàn đầu tiên nhìn, hắn thì có dũng khí đặc biệt cảm giác chán ghét. Trên người đối phương, lại có Vạn Khư thần điện hơi thở. Thậm chí, từ Vũ Linh Hàn trên mình, Diệp Thần còn bắt được Già Thiên Ma Đế, Vũ Chỉ Giao đám người nhân quả. Ngươi là Vạn Khư người. Ngươi giết Vũ Chỉ Giao. Diệp Thần con ngươi trợn to, thiên cơ thấy rõ dưới, cơ hồ là ngay lập tức. Liền thấy Vũ Linh Hàn hành hạ Vũ Chỉ Giao, cũng thiêu hủy đối phương thân thể hình ảnh. Tức giận dưới sự kinh hoàng, Diệp Thần lập tức rút ra Long Uyên Thiên Kiếm. Dọn ra, đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi, hơi thở bao trùm ở Long Uyên Thiên Kiếm trên, thân kiếm nhất thời nổ lên một chùm nóng rực ánh lửa. À, Long Uyên Thiên Kiếm, ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ. Vũ Linh Hàn thấy Diệp Thần rút kiếm, nhất thời hù được mặt không người sắc, nhọn tiếng hét thảm lên. Nàng lấy là đụng phải một cái trái hồng mềm, có thể tùy ý cầm nặn, cướp lấy đối phương đạo linh lửa, lớn mạnh tự thân, nào nghĩ tới lại có thể sẽ đụng phải Diệp Thần. Tên này vì sao cũng có đạo linh lửa? Trước điều tra tin tức chưa bao giờ xuất hiện à? Vũ Linh Hàn căn bản không biết, Diệp Thần lá bài tẩy quá nhiều, coi như những ngày qua, nàng điều tra cực kỳ cặn kẽ, vậy căn bản không có thể nắm giữ Diệp Thần có tất cả lá bài tẩy. Hôm nay... Đây thật là thiên cơ trùng hợp, Diệp Thần cùng Vạn Khư thần điện tới giữa, định trước tựa như sẽ gặp nhau vậy. Vũ Linh Hàn thân thể, kịch liệt run rẩy run đứng lên. Nàng rất rõ ràng Diệp Thần đáng sợ, có thể giết chết Phú Hoàng phá quân, vậy phải chu diệt nàng, sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chỉ có còn thật cảnh bốn tầng thiên, nhưng bàn về chân thật sức chiến đấu, đủ để trong nháy mắt giết hiện tại trăm gia cảnh nhất tầng thiên mình. Đi mau. Vũ Linh Hàn kinh hoàng không dứt, lập tức xoay người biến dạng hư không, chạy trốn đi. Muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt run lên, bàn chân đạp một cái, hồng mông đại tinh không nổ ra, nhanh chóng bao trùm chu vi ngàn dặm, phong tỏa hết thảy hư không. Vũ Linh Hàn muốn chạy trốn, nhưng đụng đầu vào Diệp Thần tinh không bức tường ngăn cản trên. Nàng quay đầu nhìn Diệp Thần, thấy Diệp Thần vậy uy mãnh đáng sợ bóng người, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Không ngừng lui về phía sau, nói, luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý quy thuận, vì ngươi hiến ra tất cả. Nàng liền dũng khí phản kháng cũng không có. Diệp Thần hơi thở, đích thực quá đáng sợ,
cho dù Vũ Linh Hàn là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, cũng không có bị vực ngoại quy tắc áp chế quá nhiều, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại. Cho ta chết! Diệp Thần không có động tĩnh, ánh mắt lãnh khốc tới cực điểm, một kiếm hướng Vũ Linh Hàn chém đánh tiếp. Vũ Linh Hàn con người co rúm lại, không nghĩ tới Diệp Thần như vậy tuyệt tình. Diệp Thần một kiếm này, mang theo đạo linh lửa nhan tuyền nhi nóng rực, kiếm gió như lửa cháy mạnh, khí thế không làm. Vũ Linh Hàn biết rõ không địch lại, nhưng cũng không muốn bó tay chờ chết. Hắc ám minh kiếm. Nàng thúc giục hắc ám minh viêm, bao trùm ở trên thân kiếm, trở tay một kiếm giết ra. Màu đen đạo linh lửa, kịch liệt thiêu đốt, huyễn hóa ra dữ tợn ma đồng dị tượng. Vậy hắc ám minh viêm, hiển nhiên vậy cảm thấy nguy cơ sinh tử, cho nên bạo phát ra tất cả năng lượng. Hừ, Diệp Thần nhưng là nhìn hờ hững, Long Uyên trọng kiếm mang đạo linh lửa nóng rực, không có chút nào xinh đẹp một kiếm chém ra, thân kiếm ánh chiếu trên trời hồng mông tinh không, còn có loại ảo mộng vậy kỳ quan. Chanh, thiên kiếm chém xuống, Vũ Linh Hàn trường kiếm, ngay tức thì bị Diệp Thần chặt đứt. À, Vũ Linh Hàn một tiếng hét thảm, thân thể của nàng, vậy gặp phải Long Uyên thiên kiếm chém phách, trên không hóa thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Trong nháy mắt chết oan uổng. Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết, đem Vũ Linh Hàn thân xác cùng thần hồn, cùng nhau tiêu diệt, không phí nhiều sức. Đối phương tuy là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, hơn nữa nắm trong tay đạo linh lửa, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, cuối cùng là con kiến hôi. Suy suy suy, Nhan Tuyền Nhi đạo linh lửa cháy, vậy Vũ Linh Hàn thi thể, lập tức hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán hết. Tiểu thư... Vậy hắc ám minh viêm biến thành ma đồng, kinh hãi thất sắc, mắt gặp Vũ Linh Hàn chết đi, vội vàng xoay người đi trời cao chạy trốn. Nhưng, đúng phiến bầu trời, đều bị Diệp Thần hồng mông đại tinh không bao phủ, nó vừa có thể trốn đi nơi nào. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một cái tinh thần đại thủ ấn, từ trong tinh không rơi xuống, đem hắc ám minh viêm bắt được. Ánh sao nóng rực gian, vậy hắc ám minh viêm ý thức, bị Diệp Thần xóa bỏ. Chỉ còn lại một món bổn nguyên ngọn lửa màu đen, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên bàn tay. Tuyền Nhi, cho ngươi. Diệp Thần đem cái này một món ngọn lửa màu đen, tặng đưa cho Nhan Tuyền Nhi. Đa tạ công tử. Nhan Tuyền Nhi mừng rỡ cảm ơn, dung hợp vậy hắc ám minh viêm, trở lại Diệp Thần trong cơ thể, chuẩn bị chiếm đoạt luyện hóa. Cái này hắc ám minh viêm, cũng là đạo linh lửa, nếu như nàng luyện hóa, đối với nàng tu vi rất có ích lợi. Đối với Diệp Thần mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Phải biết, đạo linh lửa 10 phần chân quý, coi như là ở thái thượng thế giới, vậy 10 phần hiếm thấy. Cái này Vũ Linh Hàn đạo linh lửa, nếu như Diệp Thần hấp thu, ở đó đạo linh lửa năng lượng bồi bổ hạ, hắn tu vi nói không chừng có thể lột xác. Công tử, ta chiếm đoạt cái này hắc ám minh viêm, đại khái cần 7 ngày thời gian, chờ ta nha. Nhan Tuyền Nhi hướng Diệp Thần truyền âm nói. Được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cùng Nhan Tuyền Nhi chiếm đoạt luyện hóa thành công, hắn vậy sẽ đi theo lấy được chỗ tốt. Chiến đấu rất dễ dàng kết thúc, Diệp Thần cơ hồ là lấy nghiền ép thế, nhất kích giết chết Vũ Linh Hàn, nghĩ đến đối phương là vạn khư đệ tử thân phận, Diệp Thần vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ. Thật may ta có đại khí vận, cuối cùng vẫn là giết chết vạn khư điều tra đệ tử, nếu bị nàng tin tức truyền về đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần đã suy diễn đến, Vũ Linh Hàn chính là vạn khư thần điện đệ tử tạp dịch, phụng mệnh xuống điều tra địa tâm vực sự việc. Hiện tại Diệp Thần cầm nàng giết, đoạn tuyệt vạn khư tình báo, lại có thể được tạm thời an toàn, có thể gặp hắn vận khí tốt. Nếu như mình không đến huyết yêu tộc kết minh, chỉ sợ cũng sẽ không đụng vào Vũ Linh Hàn, thậm chí Vũ Linh Hàn lúc này mang mình tin tức trở lại thái thượng thế giới. Muốn không được bao lâu, vạn khư nhắm vào mình mạnh mẽ bố trí liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó, coi như thiên yêu thủy tổ và hoang lão ra tay, vậy không nhất định có thể bảo vệ mình. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, ánh mắt quét nhìn xa xa một dãy núi, lạnh lùng nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Đi ra đi! Mới vừa cùng Vũ Linh Hàn chiến đấu, Diệp Thần đã cảm giác được, chung quanh có người rình rập, nhưng cũng không phải là Tiêu Khinh Nhan. Cẩn thận cảm ứng dưới, hắn đã biết được. Vậy rình rập người, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần ngược lại là rất muốn biết, lấy mình thực lực trước mắt, giết Huyền Cơ Nguyệt cần muốn bấy nhiêu chiêu. Chiến đấu kết cục,
nắm vững thắng lợi là khẳng định, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt đã không địch lại hắn. Dãy núi sau đó, một đạo thân ảnh lung lay một tí, sau đó nhanh chóng biến dạng hư không biến mất, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Nơi này không phải nàng địa bàn, nàng tự nhiên không dám cùng Diệp Thần khai chiến, nếu không cùng tự tìm cái chết không khác biệt. Người ta tới giữa, chung có đánh một trận, vừa có thể tránh tới khi nào. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, trở lại phong gia tổ địa. Cùng lúc đó, Huyền Cơ Nguyệt một đường phi độn, mặt đẹp hơi mang theo một chút trắng bệch. Thằng nhóc này, lại có thể trưởng thành được nhanh như vậy. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng run rẩy. Diệp Thần trưởng thành quá nhanh, nghĩ lúc đó, nàng có thể ung dung ngược giết Diệp Thần, nhưng hiện tại cục diện nhưng hoàn toàn trái ngược, bị ngược người nên là nàng. Nàng nội tâm bên trong, trào đắng trước rung động, kinh hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, tức giận, hối hận vân. Vân, ra phức tạp hơn tâm trạng. Dưới mắt nàng muốn đối kháng Diệp Thần, càng ngày càng khó, phải mau sớm ra tay, nếu không thời gian chỉ hoãn nữa, chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Vẫn là phải hồi bên ngoài một chuyến, tìm Đế Thích Thiên nói một chút. Huyền Cơ Nguyệt quyết định chủ ý, hiện tại tài quyết chi chủ tự thân khó bảo toàn, tìm kiếm tài quyết chi chủ hỗ trợ, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Tình hình bây giờ, chỉ có lần nữa mời Đế Thích Thiên, nói chuyện hợp tác liên minh chuyện. Lập tức Huyền Cơ Nguyệt dọc theo hằng cổ cửa, lần nữa trở lại ngoại giới. Tài quyết chi chủ có hằng cổ cửa chìa khóa, Huyền Cơ Nguyệt đã sớm mượn một cái, cho nên có thể ung dung vượt qua hằng cổ cửa. Rời đi địa tâm vực, lần nữa trở lại thiên nhân vực, Huyền Cơ Nguyệt nhìn trước mắt vô hạn giang sơn, không khỏi thổn thức. Đế Thích Thiên, người ở nơi nào? Huyền Cơ Nguyệt âm thầm phát ra một giọng nói, kêu gọi Đế Thích Thiên. Vận mệnh cùng tâm ma quan hệ không cạn, Huyền Cơ Nguyệt kêu gọi, Đế Thích Thiên tuyệt đối có thể nghe được. Huyền Cơ Nguyệt đợi một hồi, gặp không có trả lời, lại nói, Đế Thích Thiên, ta muốn nói với người một chút, thương lượng đối kháng luân hồi chi chủ sự việc, vậy luân hồi chi chủ khí hậu đã thành, muốn giết người ta, liền như bóp chết con kiến hôi, chúng ta phải hợp tác, mới có một đường sinh cơ. Lần này, bầu trời rốt cuộc có vọng về. Tới địa ngục ma đảo gặp ta. Đế Thích Thiên thanh âm, từ trong hư không truyền ra. Địa ngục ma đảo. Huyền Cơ Nguyệt nhướng mày một cái, dọc theo Đế Thích Thiên chỉ thị, một đường bay vút, nhưng đi tới một phiến trên biển khơi. Trong biển có một tòa cô đảo. Đế Thích Thiên đang ngồi xếp bằng ở hòn đảo núi cao trên đỉnh núi. Huyền Cơ Nguyệt phi hàng đi xuống, nhưng gặp hòn đảo này đảo nhỏ, khắp nơi tràn ngập âm u hơi thở. Ở Đế Thích Thiên bàn chỗ ngồi, nằm ngang trước một cái già nua hài cốt, cặp mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, trạng thái chết rất là thê thảm. Địa ngục ma thần. Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy già nua hài cốt, con người có giúp một cái, nhưng là nhận ra. Vậy hài cốt người chết, lại là ngày xưa luân hồi chi chủ tọa hạ, luân hồi sáu ma thần một trong. Luân hồi sáu ma thần, là luân hồi chi chủ dưới quyền sáu người làm, từ luân hồi chi chủ chết sau khi sống lại, cái này sáu người làm, khí số đã sớm hết, tán lạc chân trời các phe. Cái này địa ngục ma đảo, hiển nhiên chính là ngày xưa địa ngục ma thần, nương thân nơi ẩn cư, không biết làm sao bị Đế Thích Thiên tìm được, còn nghĩ địa ngục ma thần giết chết. Huyền cô nương, thật lâu không gặp. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, ngắm nhìn Huyền Cơ Nguyệt. Hắn gương mặt anh tuấn, đầu tóc bạc trắng tung bay, như ở trước mắt thế ngoại thiên nhân, cho dù ở nơi này mảnh đất ngục hơi thở âm u địa phương, vậy lộ vẻ được hạt bụi nhỏ không dính. Trước đây Long Uyên Thiên Kiếm tranh đoạt chiến, Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt ân oán không nhỏ, nhưng loại cấp bậc này nhân vật, ân oán thù giết đều là ngắn ngủi, lợi ích mới là vĩnh hằng. Cho nên, bỏ mặc ở Đế Thích Thiên, vẫn là ở Huyền Cơ Nguyệt trong lòng, đều không có bất kỳ ngăn cách. Hai trong mắt người chỉ có lợi ích. Người đi qua liền địa tâm vực. Đế Thích Thiên nhìn Huyền Cơ Nguyệt, đã cảm ứng được địa tâm vực cùng Tử Vi Ngân Hà hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu. Đế Thích Thiên nói, ngươi trọng trưởng Tử Vi Ngân Hà, không dự định nặng chém gông xiềng sao. Huyền Cơ Nguyệt chém ra 81, cũng không phải là thiên quân tư. Nàng thở dài một cái, nói, nặng chém gông xiềng, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta rút ra không ra thời gian. Đế Thích Thiên khẽ vuốt cằm, nói, như vậy, người đến tìm ta, là muốn hợp tác thế nào? Ta chỉ có nửa bước trăm gia cảnh,
tuyệt đối không phải luân hồi chi chủ địch thủ. Huyền Cơ Nguyệt nhìn một chút Đế Thích Thiên hình dáng, gặp hắn hơi thở phập phồng chìm nổi không chừng, rõ ràng cho thấy chuẩn bị chặt đứt gông xiềng, nói, ngươi cũng chuẩn bị chém ra đột phá. Còn hỏi ta, dĩ nhiên là trước bước vào trăm gia cảnh, làm tiếp dự định. Đế Thích Thiên cười nhạt, Huyền Cơ Nguyệt nói không sai, hắn đúng là chuẩn bị chém ra đột phá. Trước đây Long Uyên Thiên Kiếm tranh đoạt chiến, mặc dù Đế Thích Thiên đánh bại, nhưng cuộc chiến sinh tử, vậy làm được cảm ngộ không cạn. Hiện tại, Đế Thích Thiên đang có chém ra đột phá dự định, còn giết Diệp Thần Người làm tế trời, tăng lên khí vận, chuẩn bị một lần hành động đánh vào Thiên Quân Tư. Ngươi nếu đã tới, ngược lại không như chúng ta song tu. Vận mệnh cùng tâm ma kết hợp, có lẽ có thể thành tựu chấn động thức chư thiên lương duyên, nghiền ép luân hồi vậy nói không chừng. Đế Thích Thiên nhìn Huyền Cơ Nguyệt dáng vẻ một mắt, cười nói. Huyền Cơ Nguyệt gò má một đỏ, sau đó tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn dám hầu ngôn loạn ngữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Đế Thích Thiên nói, ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi nếu đã tới, tổng sẽ không tay không chứ? Có lễ vật gì muốn tặng cho ta sao? Huyền Cơ Nguyệt suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực móc ra một viên thủy tinh rời đồ, nói, khối này địa hàn chi tâm, linh khí khá là đậm đà, ta liền đưa cho ngươi, có thể giúp ngươi chém ra đột phá. Địa hàn chi tâm. Đế Thích Thiên nhìn thủy tinh kia vậy đồ, ánh mắt hơi đông lại một cái. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói ừ, vật này, là ý ta bên ngoài một cái kêu là hàn thần cảnh địa phương, đào lên, là hàn thần cảnh hạch, hàm chứa đậm đà địa mạch linh khí. Đế Thích Thiên nhận lấy địa hàn chi tâm, nắm ở trong tay, giống như nắm một viên giá rét thái dương, nói, linh khí quả nhiên dư thừa. Như vậy, Huyền Cơ Nguyệt, đa tạ đưa tặng, có cái này thiên tài địa bảo phụ trợ. Ta chém ra số lượng, nói không chừng có thể vượt qua 81 nói. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, nói, vậy nhanh chóng đột phá đi. Ta vì ngươi hộ pháp, chờ ngươi đột phá, chúng ta cùng nhau hồi địa tâm vực, tốt nhất trước mưu đoạt tài quyết chi chủ đạo thống, lại đi đối phó luân hồi chi chủ, vậy thì đơn giản hơn. Kiếp trước, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên hợp tác, chu diệt luân hồi, mưu đoạt luân hồi đạo thống. Cái này nhất thế, nàng muốn lại chiêu cũ lặp lại. Mưu sát tài quyết chi chủ, cướp đoạt tài quyết thánh đường hết thảy. Hiện tại tài quyết chi chủ chính là yếu ớt, nếu như thi triển mưu sát, có rất lớn cơ hội sẽ thành công. Một khi cướp lấy tài quyết thánh đường đạo thống, lấy này làm căn cơ, vậy nàng cùng Đế Thích Thiên, có thể lần nữa chiếm cứ thượng phong, ổn áp Diệp Thần. Huyền cô nương quả nhiên là kỳ nữ, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, ta tự thẹn không bằng. Đế Thích Thiên khen ngợi một tiếng. Vậy xúc động Huyền Cơ Nguyệt mưu sát kế hoạch, thật là quá tàn bạo. Huyền Cơ Nguyệt liếc hắn một mắt, nói, người viên này tâm ma lớn ung thư, lại cho ta trang cái gì vô tội. Ta làm hết thảy, chỉ là muốn sống thôi. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, vậy không nói thêm gì nữa, ngưng thần ngồi xếp bằng, cầm trong tay địa hàn chi tâm, yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị chém ra đột phá. Mà Huyền Cơ Nguyệt, thì bảo vệ ở Đế Thích Thiên bên người, thay hắn hộ pháp. Cùng lúc đó, huyết tử ngục, hai đạo thân ảnh lặng lẽ rơi xuống. Một đạo thân ảnh là một vị nữ tử. Cô gái người mặc đồ hồng lụa mỏng xanh cô gái, quanh thân tản ra ôn hòa khí, hai tròng mắt như nước mùa xuân thanh sóng lưu phán, một cái nhăn mày một tiếng cười động tâm hồn người. Chính là Tần Tử Vi. Mà Tần Tử Vi bên người chính là một người vóc dáng to lớn, thần thái uy nghiêm lại kiên nghị người đàn ông. Chính là Diệp Lăng Thiên. Tần Tử Vi ban đầu đem Diệp Lăng Thiên dẫn rời ám vực, biết được Diệp Thần còn sống tin tức, liền đi thiên nhân vực tìm. Vốn nên thời gian đầu tiên điều tra ra huyết tử ngục tồn tại, nhưng Tần gia nhưng sinh ra biến cố, Tần Tử Vi không thể nào đem Diệp Lăng Thiên một người nhét vào thiên nhân vực, chỉ có thể lộn trở lại Tần gia, xử lý Tần gia công việc. Đợi Tần gia công việc xử lý xong hết, lúc này mới và Diệp Lăng Thiên cùng chạy tới Diệp Thần nhất có thể xuất hiện địa phương huyết tử ngục. Diệp Lăng Thiên nhìn chung quanh, thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói, Tần Tiểu Thư, người xác định điện chủ ở bên trong. Tần Tử Vi lắc đầu một cái, ta không xác thực định, nhưng những ngày qua, chúng ta nên tìm địa phương cũng đã tìm, Bắc Lăng Thiên Điện cũng không biết Diệp Thần rơi xuống, nơi này hẳn là có khả năng nhất. Cùng ta cùng nhau đi vào đi, nói không chừng vận khí tốt, có thể đụng tới ngươi một mực tâm niệm điện chủ. Được, Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái.
Ngay tại hai người chuẩn bị bước vào trong đó thời điểm, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên vọt tới. Cái này mấy người chính là huyết tử ngục trấn thủ người. Huyết tử ngục, không hoan nghênh người ngoài, mời mau rời đi. Thanh âm chấn thiên, mấy vị này trấn thủ người ở giữa bất kỳ một vị đều đủ để chém chết Tần Tử Vi. Nhưng mà, Tần Tử Vi không hoảng hốt chút nào, chắp tay một cái, tiểu nữ tên là Tần Tử Vi, cố ý mang Diệp thần bằng hữu tới bái kiến, xin thông báo một tí Diệp công tử. Mấy người kia diễn cảm biến đổi, xem Tần Tử Vi không lo ngại gì dáng vẻ, hiển nhiên là thật đến tìm người. Nhưng bọn họ chức trách tại thân thể, cũng không thể tùy ý đem người bỏ vào huyết tử ngục, chỉ có thể nói, Diệp công tử không có ở đây huyết tử ngục. Tần Tử Vi vậy đoán được sẽ là cái kết quả này, tiếp tục nói, vậy mời thông báo một tí huyết thần tiền bối, Tần Tử Vi và Diệp Lăng Thiên có chuyện quan trọng cầu gặp. Mấy người kia do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là có một cái tăng thể diện võ giả hướng một ngôi đại điện đi. Rất nhanh, vậy tăng thể diện võ giả liền đi tới trên đại điện, quỳ xuống, cung kính nói, huyết thần đại nhân, Tần Tử Vi và Diệp Lăng Thiên cầu gặp. Huyết thần hai tròng mắt khép hờ, lắc đầu một cái, không gặp. Tần Tử Vi và Diệp Lăng Thiên hai cái danh tự này, hắn chưa từng nghe Diệp thần nhắc qua, tự nhiên không nhận biết. Ừ, vậy tăng thể diện võ giả vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo bóng đẹp chính là biến dạng hư không tới. Chính là ở vùng lân cận tu luyện Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp có chút nghi ngờ và bất ngờ, nói, người mới vừa nói tên chữ lặp lại lần nữa. Vậy tăng thể diện võ giả cúi đầu, vội vàng lần nữa nói, đối phương nói, bọn họ kêu Tần Tử Vi và Diệp Lăng Thiên, vốn là muốn tìm Diệp công tử, nhưng Diệp công tử không có ở đây, chỉ có thể tìm huyết thần đại nhân. Lúc này, huyết thần vậy mở mắt ra, không biết Hạ Nhược Tuyết phải làm gì. Hạ Nhược Tuyết xác định trong lòng tên chữ, hơi vui mừng, một giây kế tiếp, chính là hướng huyết tử ngục lối vào đi. Rất nhanh, Hạ Nhược Tuyết chính là thấy được Diệp Lăng Thiên. Còn như Tần Tử Vi, nàng tự nhiên cũng là biết mấy phần. Vậy mấy cái huyết tử ngục trấn thủ người thấy Hạ Nhược Tuyết ra tay, vội vàng thái độ cung kính nói, Hạ tiểu thư. Hạ Nhược Tuyết không chút nào để ý, mà là đi tới Diệp Lăng Thiên trước mặt kích động nói, Lăng Thiên, ngươi làm sao đi tới thiên nhân vực? Ngươi không phải hẳn ở Hoa Hạ sao? Nếu như Diệp thần biết ngươi tới, nhất định sẽ rất kích động. Diệp Lăng Thiên giờ khắc này hốc mắt có chút ửng đỏ, thiết huyết nam nhi, lần đầu tiên muốn rơi lệ. Dẫu sao, con đường đi tới này, muốn tìm được điện chủ, chân thực quá khó khăn. Hôm nay gặp được Hạ Nhược Tuyết, thì chẳng khác nào gặp được điện chủ. Diệp Lăng Thiên thần sắc đông lại một cái, lại nữa tâm trạng hóa, mà là mở miệng nói, Hạ tiểu thư, chuyện này nói đến nói dài, chuyện liên quan đến Hoa Hạ, điện chủ ở nơi nào. Nếu không phải Tần tiểu thư dẫn đường, sợ rằng ta cũng rất khó bước vào thiên nhân vực. Hạ Nhược Tuyết vậy cảm giác được Diệp Lăng Thiên trong giọng nói nghiêm trọng tính. Chẳng lẽ Hoa Hạ xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta tới, hiện tại Diệp thần không có ở đây huyết tử ngục, nhưng ngươi và ta nói, có lẽ ta có thể làm những gì? Sau đó Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Tần Tử Vi, gật đầu một cái, nói Tần cô nương, đa tạ. Tần Tử Vi cười một tiếng, ta và Diệp thần là bạn, có thể giúp một tí, dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu ta hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta cũng không lưu lại nữa, Tần gia còn có rất nhiều chuyện cần ta tới xử lý. Hạ Nhược Tuyết vốn định giữ một tí Tần Tử Vi, nhưng hiển nhiên Tần gia quả thật có chuyện, Tần Tử Vi trực tiếp biến dạng hư không rời đi. Lăng Thiên, Hoa Hạ rốt cuộc phát sinh cái gì, chẳng lẽ linh khí dị biến nghiêm trọng hơn? Người cầm người biết sự việc, đều cùng ta nói. Hạ Nhược Tuyết phân phó nói. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, ban đầu ta dựa theo điện chủ ý chí, đi Hoa Hạ. Lúc này, hắc ám cấm hải. Một đạo áo bào đen bóng người, từ nước biển đen nhánh bề ngoài, bạo cướp mà qua, kích thích thao thiên ba lan, khí thế vô cùng hung hãn. Đạo thân ảnh này, chính là Già Thiên Ma Đế. Già Thiên Ma Đế ánh mắt lãnh trầm, đang đi cựu Nhật Minh trụ sở bay đi. Hắn muốn mời Ma Tổ Vô Thiên ra tay, cứu vãn Vũ Chỉ Giao. Hống, đang chạy gian, một đầu to lớn con chăn, từ đáy biển bên trong phá giết ra, mang gió tanh huyết khí, hướng Giả Thiên Ma Đế đạp chết tới. Hắc ám cấm hải khắp nơi đều là hung thú, cực đoan nguy hiểm, đầu này chăn lớn, tên là nước đen rắn đen, chính là cao nhất nguyên thú. Thiên ma khói báo động nhận. Giả Thiên Ma Đế thong thả,
sử dụng mười mấy đạo khói báo động ma đao, đem vậy nước đen rắn đen chém chết, sau đó một đường bay vút, nhanh như tia chớp hướng cựu Nhật Minh trụ sở chạy băng băng. Nhưng hắc ám cấm hải cực lớn, gần như mênh mông vô biên, muốn đến cựu Nhật Minh, còn cần mấy ngày thời gian. Ngày hôm đó buổi tối, Già Thiên Ma Đế ở một tòa trên đảo biệt lập nghỉ ngơi, sử dụng thất sát vạn nha bình, đem vũ chỉ giao phóng thích ra ngoài. Ở vô số quạ đen vần quanh hạ, vũ chỉ giao thần hồn hư ảnh, nổi lên, nhìn Già Thiên Ma Đế mệt mỏi gương mặt, trong lòng rất là yêu thương, nói, Ma Đế ca ca, không bằng coi là. Già Thiên Ma Đế nói, ao giao, ngươi lại nhẫn nại mấy ngày, chúng ta rất nhanh là có thể đi đến cựu Nhật Minh, ngươi biết không có chuyện gì. Hắn biết Vũ Chỉ Giao thừa nhận hắc ám minh viêm tàn lửa nướng đốt, mỗi thời mỗi khắc đều có to lớn thống khổ, hắn chỉ muốn mau sớm chạy tới cựu Nhật Minh, cứu vãn hết thảy tai nạn. Chỉ là hắc ám cấm hải bên trong, càng đi sâu vào, không gian trở ngại lại càng lớn, hắn cũng khó mà biến dạng hư không đi, chỉ có thể không ngừng phi hành tiến về trước. Đang nghỉ ngơi tới giữa, trong hư không sấm sét chấn động, lại có một cái ông già, hạ xuống. Lão kia người hơi thở tinh thâm, lại có trăm gia cảnh nhất tầng thiên thực lực. Già Thiên Ma Đế thấy vậy, âm thầm phòng bị, nhưng gặp vậy trên người lão giả, tựa hồ mang theo luân hồi hơi thở, cũng không phải là kẻ địch, lòng hắn bên trong lại suy đoán ông lão thân phận. Lão Phu Khương Hư Trần, gặp qua Già Thiên Ma Đế các hạ. Ông già thái độ cung kính, hướng Già Thiên Ma Đế một bái. Các hạ là... Già Thiên Ma Đế nhướng mày một cái. Khương Hư Trần nói, lão phu đến từ âm dương thần điện, từ âm đất nguyên chạy nạn tới. Già Thiên Ma Đế ánh mắt sáng lên, nói, lúc đầu các hạ là âm dương thần điện người sao? Khương Hư Trần nói, chính phải. Lập tức liền hướng Già Thiên Ma Đế giải thích, âm dương thần điện qua lại. Lúc đầu, âm dương thần điện đệ nhị trọng đại bản doanh, ở âm đất nguyên, năm đó bị Hồng Thiên Kinh phá hủy. Khương Hư Trần mang rất nhiều đệ tử, chạy nạn đi ra, chạy tới hắc ám cấm hải cắm rễ, chờ đợi Diệp Thần trở về. Già Thiên Ma Đế cùng Diệp Thần quan hệ không cạn, nhân quả trọng đại, cho nên làm Già Thiên Ma Đế bước vào thời điểm, Khương Hư Trần đã bắt được hơi thở. Ma Đế các hạ, ngươi là muốn đi cựu Nhật Minh sao? Khương Hư Trần nhìn Già Thiên Ma Đế một mắt, lại nhìn vọng vũ chỉ giao. Già Thiên Ma Đế nói, đúng vậy, bạn ta thân xác bị hủy, lại gặp lửa độc triền thân. Ta muốn cầu ma tổ vô thiên ra tay cứu vãn. Khương Hư Trần nhướng mày một cái, nói, hắc ám cấm hải thế cục rắc rối phức tạp, ma tổ vô thiên sau lưng, còn có ngập trời ân oán thù giết nhân quả, người đi cầu hắn, thiếu người hắn tình, chỉ sợ khó mà thiện. Già Thiên Ma Đế nói, vậy các hạ có biện pháp không? Như ngươi có thể cứu sống bạn ta vô cùng cảm kích. Khương Hư Trần nhìn Vũ Chỉ Giao một mắt, nhất thời im miệng, nói, như luân hồi chi chủ ở chỗ này, liều mạng cháy huyết mạch, có lẽ có thể cứu vãn, nhưng lão phu tu vi nhỏ, nhưng là vô kế khả thi. Già Thiên Ma Đế nói, như vậy, các hạ hay là mời hồi đi, ta bỏ mặc trả bất kỳ giá nào, đều phải cứu sống bạn của ta, ngươi như không có biện pháp, ta chỉ có thể đi cầu ma tổ vô thiên. Khương Hư Trần than thở một tiếng, nói, được rồi, Ma Đế các hạ, vậy chúc ngươi may mắn, ta muốn nhắc nhở ngươi, ma tổ vô thiên tìm đồ đựng. Hắn tựa hồ coi trọng ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Khương Hư Trần xoay người rời đi, trước khi đi, để lại một tấm bản đồ. Bức bản đồ này, ghi lại hắc ám cấm hải địa thế, có một con đường mòn, có thể nhanh chóng đi cựu Nhật Minh trụ sở. Già Thiên Ma Đế nhận lấy bản đồ, hồi tưởng Khương Hư Trần mà nói, trong lòng nhưng là một hồi chấn động. Đồ đựng sao? Già Thiên Ma Đế vậy mơ hồ nghe qua tin tức. Nói ma tổ vô thiên một mực tìm đồ đựng, muốn chiếm thân xác sống lại. Cựu Nhật Minh vạn năm qua, từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp đồ đựng. Mà Già Thiên Ma Đế, bản thân chính là tinh tu ma đạo, và luân hồi chi chủ chung một chỗ rất nhiều, khí vận lại là hết sức cường đại, ở ma tổ vô thiên trong mắt, hắn tựa hồ chính là thích hợp nhất đồ đựng. Ma Đế ca ca, chớ đi, ta có một loại rất cảm giác bất an, ta chết không tính là cái gì sao? Không đáng giá được ngươi như vậy mạo hiểm. Cùng luân hồi chi chủ chấp trưởng luân hồi, ta cũng có thể sống lại. Vũ Chỉ Giao chỉ sợ xảy ra chuyện, một khi Già Thiên Ma Đế, bị ma tổ vô thiên đoạt xác, nàng còn sống còn có ý gì? Đừng sợ, ta sẽ đem cầm rễ chia tấc. Già Thiên Ma Đế an ủi Vũ Chỉ Giao một tiếng,
hai người ở trên đảo biệt lập vượt qua một đêm. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Già Thiên Ma Đế dọc theo trên bản đồ chỉ thị, chỉ tốn gần nửa ngày thời gian, liền đi tới cựu Nhật Minh trụ sở. Nhưng gặp trước mắt, là một phiến thần bí thiên đường. Rất nhiều cổ xưa cung điện, nguy nga kiến trúc, tầng tầng sắp hàng, hiện ra khoáng đạt phong cách cổ xưa khí thế. Chỗ này, chính là cựu Nhật Minh trụ sở, cũng không có một chút ma khí chập chờn, ngược lại lộ vẻ được tinh khiết không rảnh, như thế ngoại đào nguyên. Ở đó thiên đường trung ương nhất, đứng sừng sững một bụi to lớn thần thụ, chính là Vũ Hoàng gia bờ bên kia thần thụ. Vũ Hoàng gia hậu duệ Vũ Hoàng Nhã Phỉ, đầu phục ma tổ vô thiên, cái này bờ bên kia thần thụ vậy chấn rơi vào cựu Nhật Minh trên lãnh thổ. Từng tầng một vàng phù cấm chế, ở trên trời tầng mây gian phiêu động, tạo thành hình một vòng tròn vòng bảo vệ được khối này thiên đường. Già Thiên Ma Đế sử dụng một cái nho nhỏ phi kiếm, đó là ngày cũ tinh thú Bắc Phong Lang, tặng cho hắn chìa khóa, có thể mở ra cựu Nhật Minh cấm chế. Phá! Già Thiên Ma Đế khẽ quát một tiếng, phi kiếm bắn ra, ca đích một tiếng, cấm chế mở ra, vòng bảo hộ kia lên tiếng đáp lại rạn nứt ra một kẽ hở, vừa vặn có thể cho phép một người thông qua. Hắn nhìn bên trong hết thảy, biết giờ khắc này không có lựa chọn nào khác, không nghĩ nhiều nữa, lắc mình bay vào, người ở thiên đường bầu trời, cao giọng hô. Khách phương xa tới, cầu gặp cựu Nhật Minh Minh Chủ, ma tổ vô thiên tiền bối. Thanh âm này vang vọng dư thừa, xa xa truyền ra. Đây là hắn ý chí. Trong thoáng chốc, toàn bộ thiên đường đều chấn động. Rất nhiều đệ tử các hộ pháp, đi ra gặp được Già Thiên Ma Đế, đều là một hồi khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Già Thiên Ma Đế tới. Lão tổ gần đây nhớ không quên, ngày nhớ đêm mong, chính là người này. Trên người hắn quả nhiên có ma đạo đại khí vận, nếu như đảm nhiệm lão tổ đồ đựng, vậy thì thật là lại thích hợp cũng không có. Nói không chừng chúng ta cựu Nhật Minh, hôm nay thì phải cường thế quật khởi, nói không chừng nếu thời gian dài, có thể trấn áp phản khư, chấp trưởng thái thượng. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Già Thiên Ma Đế không có động tĩnh, thần sắc lạnh lùng như bàn thạch, trôi lơ lửng ở trên trời, cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại, Già Thiên Ma Đế trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Không để ý hết thảy cứu sống Vũ Chỉ Giao. Nếu như một người đàn ông không cách nào bảo vệ mình người phụ nữ, thì như thế nào chấp trưởng thiên hạ? Chỉ chốc lát sau, một người mặc màu thủy lam kỳ bào, dáng vẻ mượt mà, tướng mạo thanh đẹp thiếu nữ, liền bay đến Già Thiên Ma Đế trước mặt. Nàng chính là Vũ Hoàng gia hậu duệ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, hôm nay đã thành cựu Nhật Minh nhân vật trọng yếu. Ma Đế các hạ, lão tổ mời ngươi vào đại điện tụ họp một chút. Vũ Hoàng Nhã Phỉ khi thấy Diệp Lăng Thiên vẫn là có chút bất ngờ, nhưng cái này lau bất ngờ thoáng một cái đã qua, sau đó liền hướng Già Thiên Ma Đế thi lễ, phát ra mời nói. Ừ, Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, liền đi theo Vũ Hoàng Nhã Phỉ, đi về trước bay đi, đi tới cựu Nhật Minh đại điện, sải bước đạp đi vào. Tiến vào trong đại điện, Già Thiên Ma Đế ngẩng đầu vừa thấy, liền xem đến trên đại điện, ngồi ngay thẳng một cái mái tóc dài bù xù nam tử. Nam tử kia ngồi ở một tòa màu đen đài sen trên, hình dáng nhìn đi lên ước chừng 50 tuổi tuổi tác, ngũ quan trong sáng mà uy nghiêm, thân xuống một tầng tầng bộ xương trắng chất đống, làm được hắn hơi thở, nhìn như khá là âm sâm quỷ dị. Mà tại đại điện hai bên, chính là từng cái một cựu Nhật Minh hộ pháp, toàn bộ là ngày cũ tinh thú biến thành, tổng cộng có 15 người. Già Thiên Ma Đế, người rốt cuộc đã tới. Màu đen liên trên đài, vậy mái tóc dài bù xù nam tử, ngưng mắt nhìn Già Thiên Ma Đế, nhỏ nhỏ cười một cái, bình tĩnh nói. Nam tử này, tự nhiên chính là ma tổ vô thiên. Gặp qua vô thiên tiền bối. Già Thiên Ma Đế hông thẳng tắp, đúng mực, hướng ma tổ vô thiên thi lễ một cái. Hắn mặc dù một mực nghe vô thiên sự việc, biết người này không phải loại hiền, nếu hạ định quyết tâm tới, liền định trước không có hối hận đường. Ma tổ vô thiên cười nói, người lần này tới, là vì cứu chữa trong lòng người phụ nữ. Già Thiên Ma Đế không hề giấu giếm, nói ưm. Nói xong, Già Thiên Ma Đế vung tay lên, chính là sử dụng thất sát vạn nha bình, đem Vũ Chỉ Giao thần hồn, phóng thích ra ngoài. Vũ Chỉ Giao nhìn trên đại điện, ma khí dày đặc tình cảnh, lại cảm nhận được ma tổ vô thiên vậy khí tức cường đại, không khỏi hô hấp nghẹt thở, một câu nói cũng không nói được. Ma tổ vô thiên ngồi ngay ngắn ở màu đen đài sen trên, giống như chân áp vạn cổ ma đạo chí tôn vậy,
cho dù chỉ là ngồi yên lặng, cũng cho người một loại to lớn chèn ép cảm giác. Cái này cổ chèn ép, không chỉ là ma đạo chèn ép, còn có đến từ ngày cũ Thiên Uy. Nàng bị vạn khư người đả thương, sở thụ khổ sở quả thực không nhỏ. Ma tổ vô thiên nhìn Vũ Chỉ Giao một mắt, liền biết tất cả lai lịch. Già thiên ma đế nhìn một cái Vũ Chỉ Giao nói, mời vô thiên tiền bối cứu, tại hạ nhất định có báo đáp. Ma tổ vô thiên nhẹ khẽ gật đầu, nói cứu nàng cũng có thể, người đáp ứng ta một chuyện. Già thiên ma đế trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, hỏi chuyện gì. Ma tổ vô thiên tay phải đặt ở trên đầu gối, điều chỉnh một tí tư thế ngồi, trong mắt mang thưởng thức ý, ngắm nhìn già thiên ma đế, nói. Ngươi hẳn đoán được, ta cần một cái đồ đựng. Ta cái này thân xác, là ngày của thời đại thân xác, khó thích ứng thời đại mới thiên địa khí vận, ta cần một cái đủ mới mẻ thân thể, đảm nhiệm ta thần hồn an cư đồ đựng. Già thiên ma đế sắc mặt trầm xuống, mặc dù có đoán đến, nhưng vẫn có chút không cách nào tiếp nhận, hắn còn ngươi đông lại một cái. Nói tiền bối là muốn cho ta làm ngươi đồ đựng. Ma tổ vô thiên nói, không sai. Ngươi ma đạo nội tình thâm hậu, thực lực mặc dù không có nghịch thiên như vậy, nhưng khí vận và khắp mọi mặt đều là tốt nhất chọn, tính tình vậy rất hợp ta khẩu vị, thiên hạ tới giữa, không có so ngươi càng người thích hợp. Già thiên ma đế do dự mấy giây, nói, vô thiên tiền bối thần thông quảng đại, ngang dọc ngày cũ kiếp này, mà ta liền gông xiềng đều không chặt đứt, cái này thân xác. Chỉ sợ không chứa nổi tiền bối linh hồn. Ma tổ vô thiên cười nói, không phải hiện tại, ta còn cần đào tạo ngươi một đoạn thời gian, ta sẽ ban cho ngươi một đạo bùa chú, ngươi mượn phù này chú tu luyện, có thể đột phá nhanh chóng, thậm chí tương lai giết ngược ta. Đối với ma tổ vô thiên mà nói, già thiên ma đế thân xác cố nhiên không tệ, nhưng đúng là bây giờ không phải là thích hợp nhất đoạt xác thời điểm. Hôm nay già thiên ma đế không có bước vào trăm già cảnh, càng không có chặt đứt đầy đủ xiềng xích. Mà vô thiên thực lực, nếu như hiện tại đoạt xác, già thiên ma đế thân xác đều có thể không chịu nổi hắn năng lượng. Đến lúc đó, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Cho nên, già thiên ma đế phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến đủ chứa mình. Như vậy, mà tổ vô thiên nắm trong tay già thiên ma đế thân xác sau đó, vậy sẽ thành được mạnh hơn. Giao dịch này, như thế nào? Ngay lúc nói chuyện, ma tổ vô thiên bàn tay nâng lên, trên da có một từng đạo đen nhánh bùa chú, giống như ác ma đóng dấu vậy nổi lên. Vậy bùa chú bên trong, hàm chứa cực kỳ đáng sợ hơi thở, mang theo hắn bổn mạng tu vi lực lượng. Nếu như chấp trưởng phù này chú, già thiên ma đế có thể khẳng định, hắn tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, võ đạo gông xiềng cũng có thể ung dung chặt đứt. Ma tổ vô thiên cười nói, ngươi cho ta đồ đựng, cũng không phải là một con đường chết. Ngươi có giết ngược cơ hội, như ngươi có thể giết ngược, ta cái này cựu Nhật Minh cơ nghiệp đạo thống, liền toàn bộ quy ngươi. Già thiên ma đế ha ha cười một tiếng, con ngươi lạnh lùng, trong lòng đang cân nhắc lóe lên vô số ý niệm. Ma tổ vô thiên lời này, ngược lại cũng không giả. Hắn đúng là có giết ngược cơ hội. Đoạt xác tranh đấu, là xem với nhau tinh thần ý chí, cũng không phải là xem tu vi. Không nghi ngờ chút nào, ma tổ vô thiên tu vi. Xa ở già thiên ma đế bên trên. Nhưng là, nếu như bàn về tinh thần ý chí nói, già thiên ma đế tự hỏi, mình sẽ không thua người bất kỳ. Cho dù là ma tổ vô thiên, muốn chiếm thân xác hắn, vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ma đế ca ca. Vũ Chỉ Giao bay tới già thiên ma đế bên người, thần sắc lo âu, chau mày. Hiển nhiên, nàng không hề muốn ma đế đáp ứng. Cái này quá nguy hiểm. Ma tổ vô thiên. Bực nào nhân vật, hắn muốn chiếm thân xác một người, giữa thiên hạ có ai có thể ngăn cản. Già thiên ma đế yên lặng không nói, trong lòng đang cân nhắc trước. Ma tổ vô thiên cười nói, như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức khoác cứu phụ nữ của ngươi. Già thiên ma đế vẫn là yên lặng. Ma tổ vô thiên nói, ta nhìn ra được, ngươi có cực lớn ma đạo dã tâm, sẽ không là một người phụ nữ mà thôi bước, nhưng ngươi muốn du ngoạn ma đạo đỉnh cấp. Dựa hết vào mình, đó là tuyệt đối không thể nào, vạn khư bên kia không thể nào cho người ngoài quật khởi cơ hội. Ngươi muốn quật khởi, chỉ có đầu dựa vào ta, trở thành mặt của ta khí, ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên, thời gian này ngươi vẫn có thể nghĩ biện pháp ám sát ta, một khi ngươi thành công, ta hết thảy đều là tài sản của ngươi. Dĩ nhiên cái tỷ lệ này đặc biệt nhỏ, có thể là võ giả không nên có ngược dòng mà lên quyết tâm sao?
Già Thiên Ma Đế ánh mắt lóe lên, như cũ đang cân nhắc, nhìn một chút bốn phía, nhưng gặp vậy từng cái tinh thú hộ pháp, thần sắc đều là trầm tĩnh như thường, hoàn toàn không có bởi vì ma tổ vô thiên mà nói, mà có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên, ở bọn họ trong mắt, chỉ cần Già Thiên Ma Đế dám đáp ứng, vậy đó là một con đường chết, căn bản không có thể có giết ngược cơ hội. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng ma tổ vô thiên thực lực, cái này thế gian trừ Vũ Hoàng Cổ Đế, không có bất kỳ người có thể giết chết hắn, liền Thái Thượng Thiên Nữ cũng không được. Già Thiên Ma Đế do dự luôn mãi, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, lại cho ta hai nén hương thời gian cân nhắc. Ma tổ vô thiên cười nói, được. Mà ở Già Thiên Ma Đế yên lặng suy tính thời điểm, ngoại giới, thiên nhân vực, vậy mênh mông hết sức thương khung đột nhiên chấn động đứng lên, bỗng nhiên có vô cùng ma khí, cuồn cuộn bùng nổ. Ngút trời dị tượng hạ xuống. Vậy ma khí bên trong, mang theo vô cùng là mãnh liệt tâm ma hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền giác tâm thần rung, tinh thần hoảng hốt. Cái này cổ tâm ma hơi thở ngọn nguồn, tránh xuất từ địa ngục ma đảo. Giờ khắc này địa ngục ma đảo, hoàn toàn bao phủ ở cuồn cuộn tâm ma sát khí bên trong. Vô cùng ma khí bốc hơi lên tới giữa, huyễn hóa ra núi thây biển máu, ác ma tu luyện, địa ngục quỷ quái vân. Vân các loại đáng sợ dữ tợn dị tượng. Cuồn cuộn ma khí ngưng luyện, thậm chí hóa thành một cái cầm màu đỏ nhạt kiếm, mang mùi máu tanh nồng nặc, ở trên đảo bốn phía qua lại bay lượn, chém chết rừng rậm núi cao, vô cùng nguy nga. Tâm ma tầng thứ 8, Đế Thích Thiên, ngươi rốt cuộc đột phá. Đứng trên đỉnh núi, Huyền Cơ Nguyệt nhìn trước mắt Đế Thích Thiên, nhưng gặp đối phương cả người ma khí vần quanh, khí thế ác liệt tới cực điểm, lại để cho nàng có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Nàng vội vàng rút ra thần La Thiên Kiếm, bảo vệ thân hình, bước chân lui về phía sau. Giờ khắc này Đế Thích Thiên, tâm ma đại chú kiếm tu vi, lại đạt tới tầng 8 thiên tiêu chuẩn. Đây là đời trước tâm ma đứng đầu, chim yến trường ca cảnh giới. Tâm ma đại chú kiếm, vốn là không dính máu, không nhiễm ma khí kiếm, tinh khiết thấu rõ, nhưng đến tầng thứ 8 sau đó, liền lột vỏ thành hoàn toàn ma kiếm, sát khí đằng đằng, từ thẩm phán quang minh vậy chính nghĩa, rơi xuống đến vũng bùn vậy địa ngục trong bóng tối. Địa ngục này hắc ám, gần như vĩnh hằng vô gian địa ngục, đối với tự thân tinh thần cũng có ảnh hưởng, hơi lơ là, cũng sẽ bị tâm ma cắn trả. Nhưng nếu như, có thể từ hắc ám vũng bùn bên trong vùng vẫy đi ra, lần nữa rửa hết trì hoa, để cho tâm ma đại chú kiếm, trở lại nguyên trạng, lột xác hồi nguyên bản tinh khiết hình dáng, vậy liền có thể đạt tới tâm ma đỉnh cấp, cũng chính là trong truyền thuyết tầng thứ 9 tới cảnh giới cao. Tâm ma đại chú kiếm chí cao, liền thái thượng thế giới đều phải sợ hãi, không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn trở, liền hồng mông đại tinh không, tám đại thiên kiếm, đều không cách nào ngăn trở tâm ma tầng thứ 9 sát phạt. Một khi Đế Thích Thiên, đem tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới, hắn thậm chí có thể thẩm phán thái thượng thế giới, thẩm phán mỗi một người tâm ma, không có bất kỳ người có thể may mắn tránh khỏi. Đây là tâm ma đại chú kiếm, được gọi hơi lớn ung thư nguyên nhân, bởi vì đỉnh cấp cảnh giới, chân thực quá mức đáng sợ, quá mức vô địch. Bất quá, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể đem tâm ma đại chú kiếm, tu luyện tới nhất đỉnh cấp, cho dù là đời trước tâm ma đứng đầu chim yến trường ca, cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 8 mà thôi. Thời khắc này Đế Thích Thiên, cũng là luyện đến tầng thứ 8. Đây là hung hiểm nhất cảnh giới, là một cái địa ngục vậy hắc ám vũng bùn, cơ hồ không người nào có thể tránh thoát đi ra ngoài. Mà vào lúc này, Đế Thích Thiên rốt cuộc mở mắt. Vậy là như thế nào một đôi mắt? Bình tĩnh, tinh khiết, từ bi, rừng rưng, siêu thoát trần thế cửu hận cùng khổ sở, chỉ có vĩnh hằng từ bi. Huyền Cơ Nguyệt thấy Đế Thích Thiên ánh mắt, nội tâm có vẻ chấn động. Xuyên thấu qua cái này cặp mắt, nàng tựa hồ thấy được Đế Thích Thiên nguyện vọng. Đó là một cái muốn thành lập lý tưởng nước, giải quyết tất cả phân tranh, bình định thiên hạ trung cực nguyện vọng. Cho dù tâm ma đại chú kiếm, tu luyện đến tầng 8 thiên cảnh giới, Đế Thích Thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có bị địa ngục vũng bùn vậy hắc ám nuốt mất, giống như hướng Nhật Bản lấp lánh rực rỡ. Huyền Cơ Nguyệt thậm chí có loại ảo giác, tương lai có một ngày, Đế Thích Thiên tuyệt đối sẽ vượt qua hết thảy, đạt tới tâm ma đại chú kiếm tột cùng nhất cảnh giới. Ngươi, ngươi! Huyền Cơ Nguyệt thân thể run rẩy, nhưng là không nói ra lời. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, hướng nàng chắp tay, nói, Huyền cô nương, đa tạ ngươi địa hàn chi tâm, ta rốt cuộc thành công đột phá,
thuận lợi bước vào trăm gia cảnh nhất tầng thiên cảnh giới. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên vậy đột phá thành công, lột xác là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cao thủ. Huyền Cơ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi chém ra số lượng là nhiều ít. Đế Thích Thiên nói, 81. Huyền Cơ Nguyệt nói, ngươi cũng là 81. Không thể nào, ta cho ngươi địa hàn chi tâm, ngươi chắc có thiên quân tư mới đúng. Huyền Cơ Nguyệt kế hoạch là để cho Đế Thích Thiên lớn nhất hạn độ đột phá, như vậy ở chiến đấu kế tiếp bên trong, nàng mới có nắm chắc đối kháng Diệp Thần. Mặc dù làm như vậy, sẽ để cho Đế Thích Thiên thừa dịp quật khởi, nhưng nàng vậy không có lựa chọn, dù sao chỉ cần giết chết Diệp Thần, nàng đạt được luân hồi huyết mạch sau đó, có thể ngược lại nghiền ép Đế Thích Thiên, ngược lại cũng không sợ hắn giết ngược. Nhưng, Huyền Cơ Nguyệt lại không nghĩ rằng, Đế Thích Thiên chém ra số lượng, vậy cùng nàng như nhau, là 81 nói. Không có vượt qua 81, vậy thì đại biểu, không phải trời quân tư, không có đại khí vận gia trì. Đây đối với kế tiếp chiến cuộc, vô cùng bất lợi. Đế Thích Thiên cười nói, vốn là có thể đột phá 81, nhưng ta tạm thời cảm thấy tâm ma đại chú kiếm, có đột phá dấu hiệu, liền lợi dụng vậy địa hàn chi tâm năng lượng, trước rèn luyện tâm ma thần thông, xin Huyền cô nương không nên phiền lòng. Ngươi nói gì sao? Huyền Cơ Nguyệt nhất thời nổi gióa. Lúc đầu Đế Thích Thiên, chém ra số lượng vốn là có thể vượt qua 81, nhưng hắn đem địa hàn chi tâm năng lượng, cũng cung phụng cho tâm ma đại chú kiếm, đưa đến chém ra bị áp chế, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá 81 nói. Đế Thích Thiên phác họa một đạo nụ cười, nói ta tâm ma thần thông luyện đến tầng thứ 8, vậy gần như cũng là nghịch thiên, sẽ đối kháng tài quyết chi chủ, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt sáng lên, ngược lại cũng tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, tài quyết chi chủ là nửa bước thiên quân cao thủ, cho dù yếu ớt, nhưng bọn họ muốn mưu sát đối phương, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng là, Đế Thích Thiên tâm ma thần thông, luyện đến tầng thứ 8, uy lực lớn lớn lột xác, dựa vào tâm ma sát phạt, rất có thể nghiền ép tài quyết chi chủ. Dẫu sao, tâm ma giết người, là có thể coi thường cảnh giới chênh lệch. Thậm chí còn có thể để cho tài quyết chi chủ trở thành bọn họ con rối. Một khi Đế Thích Thiên mưu sát thành công, bọn họ hai cái liền có thể chiếm đoạt tài quyết thánh đường hết thảy, đến lúc đó lấy này làm căn cơ, lại đi đối kháng Diệp Thần, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đế Thích Thiên cười nói, tài quyết thánh đường tích lũy mấy trăm ngàn năm, thiên tài địa bảo vô số, căn cơ cực kỳ thâm hậu, chỉ muốn mưu sát liền tài quyết chi chủ, chấp trưởng hắn thánh đường đạo thống, đủ để giết chết luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt đại hỉ. Cũng nhìn thấy hy vọng ánh sáng ban mai, nói, không sai. Ngươi tâm ma thần thông luyện đến tầng thứ 8, muốn đến vậy tài quyết chi chủ cũng không khả năng ngăn cản. Đế Thích Thiên nói, như vậy, mang ta hồi địa tâm vực, ta cũng muốn hồi cố hương xem. Được. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu đáp ứng, liền dẫn Đế Thích Thiên, nhanh chóng đi địa tâm vực chạy tới. Cùng lúc đó, huyết tử ngục, trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Hạ Nhược Tuyết nghe xong Diệp Lăng Thiên nói hết thảy, nàng đôi mi thanh tú ngưng tụ thành một đạo chữ xuyên. Hoa hạ linh khí dị biến lại và vực ngoại có liên quan. Còn nữa, ám điện hôm nay bị một cái kêu là viên đạo phong người áp chế. Thậm chí viên đạo phong mạnh mẽ, còn có thể tổn thương nặng Diệp Lăng Thiên. Những năm gần đây, hoa hạ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói, dưới mắt. Các ngươi đã căn bản xác định Diệp Thần muốn các ngươi tìm Luân Hồi Huyền Bi là một. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, Luân Hồi Huyền Bi sự việc, đúng là điện chủ lại hai ba giao phó, bất quá, dưới mắt Luân Hồi Huyền Bi ngược lại là thứ nhì, mấu chốt ở chỗ hoa hạ linh khí dị biến. Còn có là một, hoa hạ Luân Hồi Huyền Bi hóa thành bé gái đã từng ở ta nguy hiểm để gặp có chút ra tay. Hơn nữa nàng tựa hồ vậy đang điều tra linh khí dị biến. Hạ Nhược Tuyết càng phát ra nghi ngờ. Nàng đối với hoa hạ bố trí thậm chí còn Luân Hồi Huyền Bi cũng không được rõ, như phải giải quyết chuyện này, vẫn là phải Diệp Thần ra tay. Nhưng mà Diệp Thần hôm nay ở địa tâm vực, phải đối mặt tài quyết chi chủ và vạn khư phủ xuống tồn tại, hôm nay thật sự có thời gian đi hoa hạ sao? Lăng Thiên, ta hôm nay tu vi đặt ở hoa hạ, đủ để vấn đỉnh, ngươi cảm thấy ta đại biểu Diệp Thần đi trước như thế nào? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Diệp Lăng Thiên nhưng là lắc đầu một cái, không được. Chuyện này đối với điện chủ mà nói cực kỳ trọng yếu, ta cảm thấy điện chủ nếu như biết, tất nhiên sẽ đích thân lên đường, hơn nữa,
hôm nay ngươi như lên đường, nếu như khống chế không làm, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên phải là điện chủ. Hạ Nhược Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu, thật ra thì nàng trong lòng cũng như thế cho rằng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi, người nói Viên Đạo Phong rốt cuộc cái gì lai lịch. Diệp Lăng Thiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Hạ Nhược Tuyết, cái này Viên Đạo Phong, ta hiểu cũng không nhiều, đây là Long Hồn sửa sang lại một phần văn kiện, không tính là quá cặn kẽ, nhưng hẳn là thế gian liên quan tới Viên Đạo Phong hết thảy. Căn cứ ta ở Hoa Hạ mấy ngày nay điều tra, Viên Đạo Phong sau lưng chắc có vực ngoại người chống đỡ. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái văn kiện, cũng không có phát hiện đặc biệt tin tức khác, nhưng hay là đem văn kiện nhận lấy, đối với Diệp Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, hiện tại Diệp Thần đi địa tâm vực xử lý chút sự việc, một khi xử lý xong hết, ta liền sẽ đem tin tức mang cho hắn, nếu như hắn thời gian dài không trở lại, ta liền tự mình lên đường đi. Những ngày qua, khổ cực ngươi. Diệp Lăng Thiên chợt đứng lên, mở miệng nói, không khổ cực, chỉ là Hoa Hạ linh khí dị biến càng ngày càng nghiêm trọng, tốt nhất vẫn là sớm đi lên đường tốt. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, hiếu kỳ nói, để lại cho chúng ta đại khái còn có nhiều ít thời gian. Diệp Lăng Thiên cúi đầu suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, một năm không tới, nhưng điện chủ tốt nhất chính là gần đây lên đường. Đúng rồi, điện chủ hôm nay đại khái thực lực gì? Hạ Nhược Tuyết trả lời, còn chân cảnh. Diệp Lăng Thiên vừa nghe, trong lòng cả kinh, mình cùng điện chủ tới giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như mình không bắt chặt tu luyện, sợ rằng điện chủ cũng sẽ không lại dùng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Thiên nói, mời Hạ Tiểu Thư an bài một gian phòng tu luyện cho ta, ta dự định một bên bế quan một bên cùng điện chủ trở về. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, được. Ngay tại lúc này, một bên nhắm mắt lại, một mực không mở miệng huyết thần, trong mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên nói, gần đây ta tu luyện xong hết rồi, ngươi cùng ta tới, ta truyền thụ ngươi một ít thứ. Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, hắn mặc dù cuối cùng không biết huyết thần lai lịch, nhưng trên người đối phương khí thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể đạt được đối phương hướng dẫn, mình thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cảm ơn, tiền bối. Diệp Lăng Thiên khá là cung kính nói. Hạ Nhược Tuyết cũng có chút nghi ngờ, nàng không rõ ràng huyết thần vì sao phải như vậy. Nhưng mơ hồ đoán được phải cùng Diệp Thần có liên quan. Huyết thần đứng lên, vỗ vỗ Diệp Lăng Thiên bả vai, nói cùng để ta đi. Mà lúc này, địa tâm vực bên trong. Diệp Thần trở lại phong gia tổ địa, thoáng điều chỉnh một tí, trong lòng lo âu giả thiên ma đế an nguy, liền muốn trở lại thiên nhân vực, thăm dò ma đế tung tích. Hắn đối với giả thiên ma đế rất hiểu, cùng nhau đi tới, người này tuy là ma, nhưng hoàn toàn là tính tình thật. Chỉ cần có thể cứu sống Vũ Chỉ Giao, sợ rằng hắn chuyện gì đều biết làm. Không cần trở về, ma đế đã đi hắc ám cấm hải. Vừa lúc đó, hư không hơi vặn vẹo, một cái tươi đẹp lại mang khí băng hàn cô gái hạ xuống, lại là Tô Mạch Hàn. Tô tiền bối. Diệp Thần thấy Tô Mạch Hàn, nhất thời thất kinh, không nghĩ tới đối phương sẽ hạ xuống nơi đây. Phải biết, nơi này chính là phong gia tổ địa, có hoàng đế thần thụ bảo vệ, đối phương lại có thể không tiếng động đến gần, thủ đoạn hiển nhiên không phải chuyện đùa. Dẫu sao Tô Mạch Hàn là cùng Nhâm Phi Phàm thuộc về cùng một thời đại tồn tại. Nhâm tiền bối ở đây không? Diệp Thần chỉ lấy là Nhâm Phi Phàm ở vùng lân cận, hỏi nói. Tô Mạch Hàn lại không có trả lời thẳng, nói, nếu như cơ duyên đến, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt, ta lần này tới, là có hai chuyện phải nói cho ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Tô Mạch Hàn nói, cái này chuyện thứ nhất, chính là Già Thiên Ma Đế, đã đi hắc ám cấm hải. Hắn muốn gặp ma tổ vô thiên, đoán chừng là chuẩn bị tự mình hy sinh, cứu vãn cái đó gọi Vũ Chỉ Giao cô gái. Nghe vậy, Diệp Thần nội tâm nhất thời vô cùng chấn động, Già Thiên Ma Đế cái này là đang làm gì chuyện ngu xuẩn à? Bất quá như mình là Già Thiên Ma Đế, đối mặt như tình huống như vậy, lại có phải hay không sẽ như nhau? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nói, phu cô nương thân xác bị diệt, ta có lẽ có cứu vãn có thể, hắn cần gì phải đi tìm ma tổ vô thiên? Tô Mạch Hàn than thở một tiếng, nói trời xui đất khiến, người lúc ấy lại không có ở đây thiên nhân vực, nơi nào có thể dự liệu được như thế nhiều. Huống chi hiện tại thời gian trì hoãn, người lại cứu vãn vậy không kịp, chỉ có thể là mời ma tổ vô thiên ra tay. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói, ma tổ vô thiên tại sao phải giúp bận bịu?
Tô Mạch Hàn nói, bởi vì, hắn muốn đem Giả Thiên Ma Đế, biến thành dung khí của hắn. Lập tức liền đem Ma Tổ Vô Thiên kế hoạch, đơn giản nói một lần. Diệp Thần lại là chấn động, nói cái này không được. Ta muốn đi ra ngoài ngăn cản, nếu là Ma Đế bị Ma Tổ Vô Thiên đoạt xác, vậy thì phiền toái. Thậm chí ta sau này tự nhiên muốn cùng Ma Tổ Vô Thiên tranh cao thấp một cái, nếu như hắn đoạt xác Giả Thiên Ma Đế, ta sau này đối mặt kết quả là Vô Thiên, vẫn là ngày xưa chiến hữu Ma Đế. Tô Mạch Hàn kéo Diệp Thần, nói, người bình tĩnh một chút, hiện tại ngươi đi qua, vậy không còn kịp rồi, Giả Thiên Ma Đế không phải nhân vật bình thường, hắn tự nhiên có hắn dự định, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần trong lòng như cũ khó mà bình tĩnh, hắn rất rõ ràng Ma Tổ Vô Thiên đáng sợ. Đây chính là vạn cổ tới nay, duy nhất một, đã từng chấp trưởng Vô Vô Thiên Thư nhân vật lớn, hơn nữa còn là cựu Nhật chi chủ sư đệ. Ma Tổ muốn đoạt xác Giả Thiên Ma Đế, người sau thì như thế nào ngăn cản? Tô Mạch Hàn nói, nhân quả phúc họa, tương lai gặp mặt sẽ hiểu, người tự loạn trận cước cũng không dùng. Nghe được lời này, Diệp Thần thoáng tỉnh táo lại. Tô Mạch Hàn nói không sai, hiện tại nguy cơ trùng trùng, đúng là không thể tự loạn trận cước. Như vậy, Tô tiền bối, một chuyện khác là... Diệp Thần lại hỏi. Tô Mạch Hàn nói, một chuyện khác, quan hệ đến Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh? Diệp Thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nói Ngụy Dĩnh xảy ra chuyện? Tô Mạch Hàn than thở một tiếng, nói, à, trước đây không lâu Ngụy Dĩnh vậy nha đầu ngốc, thử nghiệm chặt đứt gông xiềng, đột phá tấn thăng, nhưng tiếc là nàng quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, lấy nàng nội tình, còn chưa tới thời điểm đột phá. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, cho nên, Ngụy Dĩnh đột phá thất bại sao? Tô Mạch Hàn gật đầu một cái, nói, đúng vậy, nàng đột phá thất bại, còn bị thương, thương thế một lần cực kỳ nặng, ta dùng nhất đan dược hay cùng với ta linh khí chữa trị nàng một phần chia thương thế. Có thể chẳng biết tại sao, nàng tỉnh lại sau này, liền có cái gì không đúng, còn cứ nói mình nhìn thấy cái gì, ta không cách nào xác định nàng là tổ hỏa nhập ma. Hay là tu luyện bên trong giòm ngó thấy cái gì nhân quả, sau đó, nàng cầu ta mang nàng tới địa tâm vực, muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên đột phá. Diệp Thần đại khái đoán được cái gì, nói tiền bối, ngươi mang Ngụy Dĩnh xuống. Tô Mạch Hàn nói, ta không cưỡng được nàng, cuối cùng là mang nàng xuống, nhưng nàng đột nhiên mất tích, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Diệp Thần nói, Ngụy Dĩnh ở địa tâm vực, đời người đường không quen, nàng có thể đi nơi nào. Tô Mạch Hàn nói, ta cũng không biết, cho nên hy vọng, ngươi có thể thay ta tìm một chút, nếu là vậy nha đầu xảy ra chuyện, ta thật không biết như thế nào cho phải. Dẫu sao ngươi ở địa tâm vực đã rất lâu rồi, tìm người năng lực hẳn so ta mạnh. Diệp Thần tỉ mỉ cảm ứng, muốn bắt Ngụy Dĩnh hơi thở, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được, cau mày nói, Ngụy Dĩnh tới thật địa tâm vực liền sao? Tô Mạch Hàn nói, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa gạt ngươi? Diệp Thần nói, ta làm sao không cảm ứng được nàng hơi thở. Tô Mạch Hàn nói, à, ta cũng không cảm ứng được, nàng rất có thể đi cái gì di tích viễn cổ, hơi thở ngăn cách, cho nên ta muốn gọi ngươi nhiều hơn lưu ý. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, được, Tô tiền bối mời yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hồi Ngụy Dĩnh. Tô Mạch Hàn gật gật đầu nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Nói xong, Tô Mạch Hàn xoay người rời đi, thân thể ẩn nhập trong hư không không thấy. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, suy nghĩ muôn vàn, cũng không biết Ngụy Dĩnh đi nơi nào. Lập tức, Diệp Thần phân phó phong ra người, nhiều hơn lưu ý, nhất định phải tìm được Ngụy Dĩnh. Ở phân phó xong sau đó, Diệp Thần vậy rời đi phong ra tổ địa, chuẩn bị đi ra tìm Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh cô nàng kia, rốt cuộc đi nơi nào? Diệp Thần chau mày, cũng không có chủ ý, chỉ có thể lưu ý suy diễn, hy vọng có thể bắt được Ngụy Dĩnh hơi thở. Nhưng mà đang không ngừng suy diễn dưới, Ngụy Dĩnh hơi thở không phát hiện, Diệp Thần nhưng bắt được một cổ vô cùng mịt mờ ma khí. Đó là tâm ma hơi thở. Đế Thích Thiên tới. Diệp Thần cảm thấy được hơi thở này, nhất thời con ngươi co rúc lại, kinh hãi tới cực điểm. Lại cẩn thận cảm ngộ, hắn quả nhiên rõ ràng bắt được, Đế Thích Thiên quen thuộc kia hơi thở. Làm Diệp Thần giật mình, là Đế Thích Thiên tu vi, lại có thể thuận lợi chém ra đột phá, hơn nữa tâm ma thần thông. Vậy tăng lên tới tầng 8 thiên tiêu chuẩn. Tên này, hắn tới địa tâm vực làm gì, muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ giết ta? Diệp Thần cắn răng, nếu như Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên liên thủ, vậy quả thực phiền toái,
thật chiến đấu, cục diện 5 năm mở. Hắn phần thắng chỉ có 50%, không làm được nghiền ép. Không đúng, bọn họ muốn mưu sát tài quyết chi chủ. Diệp Thần đối với trong chỗ u minh nguy cơ, có vô cùng sâu sắc cảm ngộ. Giờ khắc này, hắn đã mơ hồ bắt được, Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt, mục tiêu trước mắt, không phải hắn, mà là tài quyết chi chủ. Cái này hai người, dự định liên thủ mưu sát tài quyết chi chủ, giống như kiếp trước mưu sát luân hồi chi chủ vậy. Nếu như mưu sát thành công, bọn họ có thể cướp đoạt tài quyết thánh đường đạo thống cơ nghiệp, cứ như vậy, bọn họ đủ để nghiền ép Diệp Thần. Diệp Thần hoàn toàn không phải địch thủ. Phải biết, hiện tại tài quyết chi chủ, phải đề phòng Vạn Khư Thần Điện, cho nên không dám cùng Diệp Thần xé rách ra mặt, cục diện thuộc về một loại vi diệu thăng bằng. Nhưng nếu như, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, mưu sát đoạt quyền thành công, bọn họ cũng không sẽ quản cái gì Vạn Khư, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước hết giết Diệp Thần nói sau. Cứ như vậy, Diệp Thần liền nguy hiểm. Tài quyết thánh đường tích lũy mấy trăm ngàn năm, đạo thống đáng sợ đến mực nào, nếu như không để ý hết thảy hy sinh, quyết tử tiêu diệt Diệp Thần, vậy Diệp Thần nhất định là giữ nhiều lành ít. Cái này hai tên, quả nhiên giáp tâm không thể dò được. Nhất định là Huyền Cơ Nguyệt ra chủ ý. Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, Huyền Cơ Nguyệt nữ nhân này, quả nhiên là độc ác, lòng dạ bò cạp, cái gì cũng làm ra được. Lập tức Diệp Thần gửi một phong phi kiếm truyền thư, phát cho tài quyết chi chủ, kêu hắn chú ý để phòng Huyền Cơ Nguyệt mưu sát. Hắn cũng không muốn tài quyết chi chủ bị giết chết, hiện tại hắn còn cần tài quyết chi chủ làm bia đỡ đạn. Mới vừa phát xong phi kiếm truyền thư, Diệp Thần đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo hình ảnh. Trong hình, hắn mơ hồ thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Lăng Thiên. Hơn nữa Diệp Lăng Thiên bên người tựa hồ còn đứng một cái ngoài ý liệu người. Huyết Thần. Diệp Thần con ngươi híp lại, lắc đầu một cái, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác. Diệp Lăng Thiên làm sao có thể ở huyết tử ngục. Bất quá, phái Diệp Lăng Thiên đi Hoa Hạ đã rất lâu rồi, chiếu lý mà nói, cũng hẳn truyền tin tức trở về. Vì sao vẫn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là truyền tin ngọc bội xảy ra vấn đề? Nếu thật sự là như thế, cùng giải quyết trên tay sự việc, ta đây là muốn đi Hoa Hạ xem. Dựa theo ta bây giờ thực lực, đi Hoa Hạ hẳn không biết tiêu phí quá thời gian dài. Hoa Hạ coi là ta chân chính trên ý nghĩa nhà, nhưng không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Còn nữa, hiện tại rất nhiều luân hồi huyền bi cũng thăng cấp viên mãn. Cũng nên tốn thời gian đi tìm còn dư lại luân hồi huyền bi. Ta sẽ đối kháng Vạn Khư, phải góp đủ tất cả luân hồi huyền bi, kích hoạt hoàn chỉnh luân hồi huyết mạch. Ngay tại Diệp Thần líu díu lúc đó, vậy Trấn Tà Bàn lại là đột nhiên có động tĩnh. Diệp Thần chân mày híp lại, đem Trấn Tà Bàn lấy ra, còn không nói chuyện, vậy Vu Tổ thanh âm chính là vang lên. Thằng nhóc, ta đây là biết một khối luân hồi huyền bi rơi xuống, ngươi nếu là nguyện ý giao dịch với ta, ta liền nói cho ngươi nó ở đâu. Diệp Thần có chút bất ngờ, mở miệng nói, à. Vậy ngươi vì sao hiện tại mới nói? Vu Tổ yên lặng chốc lát, nói, đây là tiền đặt cuộc, trước đây ta cũng không biết ngươi trưởng thành sẽ là như vậy nhanh chóng. Ta phỏng đoán muốn không được bao lâu, ngươi thực lực cũng đủ để trấn áp ta. Ta muốn dùng một cái tin, để đổi ta tự do, chỉ có tự do, mới có thể chạy khỏi bị ngươi đuổi giết. Diệp Thần cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Vu Tổ mà nói, mà chỉ nói, ngươi phải dùng ngươi tự do đổi luân hồi huyền bi tin tức. Vu Tổ nói, đúng. Vu Tổ vốn cho là Diệp Thần sẽ đáp ứng, nhưng mà Diệp Thần bất quá trầm tư chốc lát, liền mở miệng nói, xin lỗi, ta dưới mắt không hề muốn tin tin tức của ngươi, lấy ta khí vận và luân hồi huyền bi nhân quả, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ gặp phải. Còn như ngươi, Trấn Tà Bàn rơi vào tay ta bên trong. Ta sứ mạng liền đem ngươi vĩnh cửu chu diệt ở Trấn Tà Bàn bên trong. Ngươi yên tâm, ngày này sẽ không quá lâu. Vu Tổ nghe được lời này, khí vừa định thức miệng mắng to, Diệp Thần cũng đã đem Trấn Tà Bàn ném nhập luân hồi mộ địa bên trong, lại dùng một đạo thuật pháp hoàn toàn che giấu trong Trấn Tà Bàn thanh âm. Dưới mắt, việc cần kíp, vẫn là mau sớm tìm được Ngụy Dĩnh. Lúc này, Hắc Ám Cấm Hải, trong đại điện. Hai nén hương thời gian đã qua. Già Thiên Ma Đế ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ma Tổ Vô Thiên, nói, ta đáp ứng ngươi. Nghe nói như vậy, Ma Tổ Vô Thiên đại hỉ, nói, rất tốt, rất tốt. Tại chỗ tinh thú các hộ pháp, cũng là kích động mừng như điên,
vô cùng chấn động. Ma tổ vô thiên luôn muốn tìm mới đồ đựng, bọn họ đắng tìm vạn năm vậy không có kết quả, hiện tại sự việc rốt cuộc giải quyết, cựu Nhật Minh tương lai khí vận ổn định lại, tất cả mọi người đều là mừng rỡ như điên. Đây là ta bùa chú, hôm nay ban cho ngươi, ngươi nguy nan lúc đó, có thể mở bùa chú, như cho đòi ta đích thân tới, thế gian không người có thể thương tổn tới ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ma tổ vô thiên vung tay lên, một đạo ác ma nanh vuốt tựa như ánh sáng, bắn về phía Giả Thiên Ma Đế. Giả Thiên Ma Đế thân thể hơi lắc lư, bản năng muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại ở bước chân, đứng tại chỗ. Suy, tia sáng kia bắn tới trên cổ hắn, hắn cổ, nhất thời toát ra từng tầng một đen nhánh bùa chú, vậy bùa chú giống như cổ xưa nguyền rủa vậy, mang cực kỳ đáng sợ hơi thở. Ừ, Giả Thiên Ma Đế hơi hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một hồi cực đoan tê liệt đau đớn tấn công tới, không khỏi cắn răng, lấy tâm tính của hắn, lại cũng có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Ma Đế ca ca, Vũ Chỉ Giao hai tròng mắt rưng rưng, đỡ ở Giả Thiên Ma Đế. Nhưng gặp đen nhánh kia bùa chú, như ác ma xăm vậy, thật sâu in vào Giả Thiên Ma Đế trên cổ, cũng lan tràn đến mặt hắn gò má, để cho hắn cả người, nhìn như vô cùng dữ tợn. Thật may, bùa chú rất nhanh tuột đi xuống, nhanh chóng ẩn nhập hắn ra chỗ sâu, không thấy bóng dáng, đau đớn cũng đã biến mất. Tốt lực lượng cường hãn, phù này chú uy năng mạnh, chỉ sợ ở tiêu diệt trong truyền thuyết tâm ma vận mệnh, đều là dễ như trở bàn tay. Giả Thiên Ma Đế ha ha cười một tiếng, đứng tại chỗ nói. Ma tổ vô thiên ban thưởng bùa chú hạ, gương mặt trắng bệch được dọa người, rõ ràng tiêu hao cực kỳ to lớn, hắn cười nhạt, nói, vận mệnh tâm ma không coi vào đâu, đều là luân hồi đá lót đường, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, chuyên tâm tu luyện là được, chúng ta kẻ địch, là Vạn Khư Thần Điện, còn có Vũ Hoàng Cổ Đế. Giả Thiên Ma Đế nói, luân hồi chi chủ kẻ địch, cũng là Vạn Khư, các ngươi vì sao không hợp tác? Ma Tổ Vô Thiên nói, hợp tác, vậy là chuyện Tiếu Lâm, ta Ma Tổ Vô Thiên người thế nào, ta nhân quả, ta sẽ tự mình giải quyết, sẽ không giả mượn cạnh người trong tay. Giả Thiên Ma Đế gật đầu một cái, nói, được, đây là chuyện ngươi, ta không hỏi tới, mời ngươi tuân thủ lời hứa, chữa trị bạn của ta. Thâm tình nhìn Vũ Chỉ Giao một mắt. Ma Tổ Vô Thiên nói, không thành vấn đề. Ánh mắt quét nhìn toàn trường tinh thú hộ pháp, dừng một chút, nói, Khổng Tước, người đi ra. Một cái mái tóc trang sức lông đuôi Khổng Tước Vũ cô gái, thân thể chấn động một cái, đi bước ra khỏi hàng, nói, lão tổ có gì phân phó. Ma Tổ Vô Thiên nhìn về Giả Thiên Ma Đế, nói, người có thể nghe qua ngày cũ tinh thú truyền thuyết. Giả Thiên Ma Đế nói, hơi có nghe đồn, nghe nói ngày cũ tinh thú, lấy nuốt tinh không mà sống, huyết mạch linh khí cùng năng lượng. Đều là bất phàm. Ma Tổ Vô Thiên nói, đúng vậy, cũ mới cuộc chiến, sư huynh ta bị giết chết, ngày cũ tinh thú vậy cơ hồ bị tàn sát sạch, ta lịch tận tâm máu, cuối cùng mới cứu vãn đến 16 đầu. Vậy 16 đầu tinh thú, đều là ta cựu Nhật Minh hộ pháp, trước đây có một đầu kim bằng chim lớn, bởi vì luân hồi chi chủ mà chết, hiện tại chỉ còn lại 15 người, cái này 15 người, bất kỳ một người đối với ta lại nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Giả Thiên Ma Đế trầm ngâm không nói, không biết Ma Tổ Vô Thiên lời này là ý gì, chẳng lẽ muốn tìm Diệp Thần tính sổ. Người phụ nữ này, chân thân là Sanh Linh Khổng Tước, là ta vô cùng thương yêu dưới quyền. Trong lúc nói chuyện, Ma Tổ Vô Thiên chỉ phụ nữ kia. Vậy Sanh Linh Khổng Tước mờ mịt, cũng không biết Ma Tổ Vô Thiên là ý gì. Bỗng nhiên, Ma Tổ Vô Thiên ngón tay bắn ra một đạo hắc mang, vậy Sanh Linh Khổng Tước mờ mịt để gặp, bị chỉ một cái bắn chết. Thân xác nghiền diệt, hóa thành một đoàn máu loãng. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường người đều là kinh hô lên. Ma Tổ Vô Thiên than thở một tiếng, ngón tay nặn quyết tới giữa, vậy một đoàn máu loãng, hóa thành từng luồng trong suốt linh khí, bơm vào đến Vũ Chỉ Giao trong thần hồn. Một màn kinh người xuất hiện, Vũ Chỉ Giao thân xác, dần dần khôi phục, trong chớp mắt, hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, từ một món tàn hồn, biến thành một cái hoạt sắc xinh thơm người đẹp tử. Cái này, Giả Thiên Ma Đế một hồi ngạc nhiên, Vũ Chỉ Giao ngẩn ngơ, liền nhào tới trong ngực hắn khóc. Hắn cảm nhận được trong ngực ôn nhuyễn, chỉ có loại như mộng như ảo cảm giác. Ma Tổ Vô Thiên nói, ta vì ngươi hy sinh một đầu tinh thú, thay vị cô nương này đúc lại thân xác. Toàn trường tinh thú đồng loạt quỳ xuống,
mồ hôi lạnh một phiến. Ma tổ vô thiên nhưng là ánh mắt ảm đạm, tựa như lập tức già yếu rất nhiều. Ngày cũ tinh thú, chỉ có 16 đầu, hiện tại chỉ còn lại 14 người, hắn tổn thất rất lớn. Đa tạ vô thiên tiền bối. Già thiên ma đế trịnh trọng nói cảm ơn, hắn rất rõ ràng ngày cũ tinh thú huyết mạch mạnh mẽ, ma tổ vô thiên hy sinh sanh linh khổng tước, thay vũ chỉ giao đúc lại thân xác. Vũ chỉ giao thừa kế ngày cũ tinh thú huyết mạch, tương lai vậy sẽ thành được cường đại hơn. Ma tổ vô thiên khẽ vuốt cằm, nói, già thiên ma đế, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta cựu Nhật Minh Thánh Tử, ta sẽ đem hết toàn lực đào tạo ngươi, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tìm cơ hội ám sát ta, nếu như ngươi thành công, vậy cũng sẽ không bị ta đoạt xác. Dừng một chút, lại mỉm cười nói, ta hôm nay rất yếu ớt, ngươi nếu là xuất thủ, nói không chừng tại chỗ liền có thể giết chết ta, tiếp trưởng ta đạo thống. Già thiên ma đế vội vàng chắp tay nói, tiền bối nói đùa. Ma tổ vô thiên cười một tiếng, nhìn một chút Vũ Chỉ Giao, nói, vị cô nương này trước đây bị hắc ám minh viêm đả thương, hôm nay thân xác khôi phục, còn cần điều dưỡng một tí, các ngươi đi xuống đi. Già thiên ma đế lập tức kéo Vũ Chỉ Giao tay, đi ra đại điện. Thánh tử đại nhân, chúc mừng. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đi theo bên cạnh hai người, hướng già thiên ma đế chúc mừng. Hôm nay già thiên ma đế, đã là cựu Nhật Minh Thánh tử. Tương lai có vô hạn tiền đồ. Tuy nói hắn kết cục sau cùng, nhất định phải bị ma tổ vô thiên đoạt xác, nhưng chí ít đang đoạt bỏ trước, hắn có thể hưởng thụ cái này thế gian nhất vô thượng quang vinh cùng tôn quý. Ở cựu Nhật Minh trong lãnh địa, sớm đã có một phiến động thiên phúc địa, thành thánh tử chuẩn bị xong. Vũ Hoàng Nhã Phỉ liền dẫn ma đế và Vũ Chỉ Giao hai người, đi chỗ đó thánh tử phúc địa bên trong tạm ở lại. Ma đế ca ca, tương lai làm thế nào? Vũ Chỉ Giao nhẹ giọng hỏi, trong lòng từ đầu đến cuối bất an. Ngoài mặt, ma đế tuy là thánh tử, nhưng thật ra là một cái đồ đựng, tùy thời đều có thể bị ma tổ vô thiên đoạt xác. Già thiên ma đế ngược lại cũng rộng rãi, mỉm cười nói, ma tổ vô thiên muốn đoạt xác ta, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, người trước nghỉ ngơi một chút, cùng thân thể dưỡng hảo, chúng ta liền rời đi. Ma tổ vô thiên không hề sẽ hạn chế ma đế tự do. Ma đế có thể tùy ý ra vào, chỉ cần hắn ở cựu Nhật Minh có nhiệm vụ thời điểm, hỗ trợ xử lý là được, lúc bình thường nhưng là thanh nhàn rất. Lập tức ma đế cùng Vũ Chỉ Giao hai người, liền ở thánh tử phúc địa tạm ở lại, nghỉ ngơi lấy sức. Lại nói ở địa tâm vực bên trong, đế Thích Thiên đi theo Huyền Cơ Nguyệt, đi tới địa tâm vực, cùng đi tài quyết thánh đường. Đế Thích Thiên, ta mang ngươi đi gặp tài quyết chi chủ. Ngươi đế thích nhà tổ địa. Đã sớm bị xúc diệt, hồng liên tiên cây vậy rơi vào tài quyết thánh đường trong tay, ngươi đừng nghĩ xây lại đạo thống, ngoan ngoãn đi theo chính là ta. Huyền Cơ Nguyệt ở phía trước dẫn đường, khẽ cười nói. Đế Thích nhà vốn là có hậu duệ sống sót, bị địa tâm miếu ba vị lão tổ che chở, đế Thích nhà hậu nhân tộc trưởng đế Thích Long, lại là địa tâm miếu con cờ. Nhưng con cờ này, ở Diệp Thần cướp đoạt đan tiên hồ thời điểm, đã bị hy sinh. Đế Thích nhà mất đi che chở, đã bị tài quyết thánh đường hoàn toàn xúc diệt, một cái người sống cũng không còn dư, liền thần bảo vệ cây hồng liên tiên cây, cũng rơi vào thánh đường trong tay. Đế Thích Thiên nghe được này cùng kịch biến, gương mặt cũng không biến sắc, nhàn nhạt nói, ý trời như vậy, ta cũng không có xây lại đế Thích nhà dự định, chuyện trước kia, theo gió tản đi cũng được, ta tìm kiếm, là hôm nay thắng bại. Huyền Cơ Nguyệt cười nói, rất tốt, cùng mưu sát tài quyết chi chủ thành công. Vậy dĩ nhiên là chúng ta thắng. Hai người ngay lúc nói chuyện, rất nhanh đi tới tài quyết thánh đường. Tài quyết thánh đường tứ đại trưởng lão bên trong, chỉ còn lại chấp trưởng phong ma thiên thư Trần Túy Nguyệt, còn may mắn còn sống sót trước, không có bị giết chết. Trần Túy Nguyệt ở thánh đường cửa, thấy Huyền Cơ Nguyệt trở về, còn mang một người đàn ông, không khỏi thất kinh. Cùng hắn thấy rõ ràng nam tử kia gương mặt, lại là kinh ngạc được tột đỉnh, kêu lên, đế Thích Thiên. Ngươi trở về. Năm đó đế Thích Thiên, cũng là địa tâm vực thiên quân thế gia người, Trần Túy Nguyệt đã từng và hắn đã giao thủ, tự nhiên nhận được hắn. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, ôm quyền, nói Trần trưởng lão, thật lâu không gặp. Trần Túy Nguyệt kinh ngạc nói, được, thật lâu không gặp, hiển nhiên không nghĩ tới đế Thích Thiên vậy trở về. Đế Thích Thiên nói, năm đó các ngươi tài quyết thánh đường, chế tạo thái cổ hạo kiếp, giết tuyệt ta đế Thích nhà. Đáng tiếc ta may mắn chạy khỏi, đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước.
Trần Túy Nguyệt cười khan một tiếng, nói chuyện trước kia đều đi qua, hôm nay đối kháng vạn khư cùng luân hồi làm trọng, chỉ cần giết chết luân hồi chi chủ, cướp lấy huyết mạch hắn, tất cả người bị chết, đều có thể ở luân hồi thiên quốc sống lại. Đế Thích Thiên cười nói, hy vọng như vậy, ta muốn gặp tài quyết chi chủ, xin phiền truyền đạt một tiếng. Trần Túy Nguyệt xoay người vào bên trong, hướng một ngôi đại điện bẩm báo mấy phần, rất nhanh, tài quyết chi chủ trả lời chính là xuất hiện ở hắn trong tai. Hắn gật đầu một cái, rất nhanh liền đi ra, hướng về phía Đế Thích Thiên và tài quyết chi chủ, nói, thần chủ đại nhân kêu các ngươi đi vào. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, liền cùng Huyền Cơ Nguyệt cùng nhau, bước vào tài quyết thánh đường đại điện. Trên đại điện, tài quyết chi chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hơi thở cực đoan yếu ớt. Hắn liên tục gặp đả kích, trước đây càng làm trái lời hứa, cự tuyệt giao ra thiên võ ngọa long kinh, hiện tại nhân quả cắn trả, hắn tình huống rất là không ổn, trong hô hấp ho khan kịch liệt ói máu, tựa như không cần người động thủ, cũng sẽ tùy thời chết đi. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên nhìn nhau, trong lòng đều là mừng thầm. Tài quyết chi chủ này cùng hình dáng, bọn họ mưu sát kế hoạch, thành công cơ hội cực lớn. Đế Thích Thiên, hoan nghênh trở về. Nghe nói người thừa kế tâm ma đại chú kiếm, không biết luyện đến tầng thứ mấy. Tài quyết chi chủ khẽ mỉm cười, hỏi. Đế Thích Thiên cho tới bây giờ không nói láo, nói, đã luyện đến tầng thứ 8. Tài quyết chi chủ ha ha cười một tiếng, nói, luyện đến tầng thứ 8, nhưng lấy tâm ma của ngươi thần thông, muốn thẩm phán ta, vậy giống như nghiền ép con kiến hôi, ta tu vi mạnh hơn nữa, tinh thần ý chí cuối cùng không chống nổi tâm ma sát phạt. Đế Thích Thiên yên lặng không nói, hắn đúng là có muốn thẩm phán tài quyết chi chủ kế hoạch, nhưng kế hoạch này ngang hàng mưu sát, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, nhưng hắn lại từ tới không chịu nói láo, liền nặng lặng lẽ. Huyền Cơ Nguyệt tiếp lời nói, tài quyết chi chủ, hôm nay đối kháng luân hồi chi chủ cùng vạn khư làm trọng, người nói lời như vậy lại là ý gì? Tài quyết chi chủ gật đầu một cái, nói, là ta sai, chúng ta không nên nội đấu, muốn đối phó luân hồi chi chủ mà nói. Ta đây là có một cái biện pháp. Huyền Cơ Nguyệt nói, biện pháp gì? Tài quyết chi chủ nói, ta tra được một người phụ nữ, kêu Ngụy Dĩnh, trên mình mang theo luân hồi chi chủ nhân quả, hẳn là hắn người phụ nữ, lợi dụng người phụ nữ này làm mồi, có thể dẫn dụ luân hồi chi chủ đi ra. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng chấn động một cái, nói, Ngụy Dĩnh sao? Nàng cũng tới địa tâm vực, nàng đích xác là luân hồi chi chủ tình nhân, người còn muốn chiêu cũ lặp lại. Ban đầu ở kiếm thế trần, tài quyết chi chủ lợi dụng huyết ngưng thiên làm mồi dụ, dẫn dụ Diệp Thần điều động, đáng tiếc kết cục thất bại. Diệp Thần đích xác là điều động, nhưng cuối cùng nhưng là bọn họ đánh bại, cũng không thể giết chết Diệp Thần. Tài quyết chi chủ nói, trước đây ở kiếm thế trần thất bại, chỉ là bất ngờ, ta đánh giá thấp luân hồi chi chủ lá bài tẩy, nhưng lần này, ta sẽ không lại để cho hắn chạy khỏi. Nói xong lời cuối cùng, tài quyết chi chủ ánh mắt sát khí dày đặc. Tựa hồ có cái gì kế sách? Huyền Cơ Nguyệt trong lòng động một cái, nói, ngươi có biện pháp gì? Tài quyết chi chủ nói, ta dự định phái tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt đi ra ngoài, trong tay hắn chấp trưởng phong ma thiên thư, chính là, mưa gió vô tướng, bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, ta chuẩn bị hy sinh phong ma thiên thư, trấn áp luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt cả kinh nói, ngươi muốn hy sinh phong ma thiên thư sao? Mưa gió vô tướng, bốn cuốn cao nhất thiên thư. Mỗi một cuốn đều có vô cùng cường hãn uy lực, nếu như vậy phong ma thiên thư, trực tiếp hy sinh hiến tế hết mà nói, vậy bộc phát ra lực sát thương, sợ rằng liền trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, đều khó ngăn cản. Tài quyết chi chủ nói, không sai, nếu Đế Thích Thiên cũng trở lại, tập hợp hai người các ngươi lực lượng, hơn nữa phong ma thiên thư, vậy luân hồi chi chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, đều là trước mắt sáng lên. Làm như vậy, đúng là có rất lớn chắc chắn, có thể giết chết Diệp Thần. Coi như giết không chết Diệp Thần, phong ma thiên thư hy sinh, đối với tài quyết thánh đường mà nói, cũng là một cái đả kích khổng lồ, đối với bọn họ kế hoạch kế tiếp có lợi, vô luận như thế nào đều sẽ không thua thiệt. Huyền Cơ Nguyệt tiến lên trước một bước, hỏi, vậy Ngụy Dĩnh bây giờ ở đâu? Ngụy Dĩnh là con mồi, là dẫn dụ Diệp Thần đi ra ngoài mấu chốt, tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Tài quyết chi chủ nói, nàng đi hàn thần cảnh, các ngươi qua bên kia bắt nàng chính là. Hàn thần cảnh. Huyền Cơ Nguyệt nghe được cái này địa danh, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hàn thần cảnh, đây là một phiến cổ xưa di tích,
càng mấu chốt chính là, Huyền Cơ Nguyệt đã từng đi qua. Hơn nữa, trên đất hàn thần cảnh bên trong, nàng còn moi ra hạch, đem vậy địa hàn chi tâm lấy ra, cũng cuối cùng đưa cho Đế Thích Thiên. Tuyệt đối không nghĩ tới, phần này nhân quả, cuối cùng còn có thể cùng Ngụy Dĩnh dính. Đã từng tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ xem ra vận khí cũng không tốt, phải bỏ mạng ở nàng Huyền Cơ Nguyệt trên tay. Ha ha, Ngụy Dĩnh tiện nhân kia, muốn đi hàn thần cảnh tìm kiếm cơ duyên sao? Đáng tiếc bên kia cơ duyên, đã sớm bị ta cướp đi. Huyền Cơ Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng. Tài quyết chi chủ như có điều suy nghĩ, sau đó khoát tay một cái, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền lập tức lên đường, để cho vậy cái gì Ngụy Dĩnh, cảm thụ tuyệt vọng cũng tốt. Muốn chu diệt luân hồi chi chủ, phải lấy người này là bởi vì, nếu như lần này thất bại nữa, sợ rằng lần sau chính là chúng ta ba người chết ở Diệp Thần trong tay. Được. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng đã lướt qua trăm ngàn loại, hành hạ Ngụy Dĩnh ý niệm. Ngụy Dĩnh là Diệp Thần người phụ nữ, hiện tại Ngụy Dĩnh lạc đàn, chính là nàng hành hạ trả thù thật tốt cơ hội. Cũng không biết, đời này luân hồi chi chủ đối với vị này hồng nhan chi kỷ, phải chăng hiểu ý đau đâu. Kết quả là kiếp trước Khúc Trầm Yên trọng yếu, vẫn là đời này Ngụy Dĩnh làm trọng yếu. Cũng hoặc là Hạ Nhược Tuyết. Chẳng biết tại sao, Huyền Cơ Nguyệt trong lòng đối với Diệp Thần bên người những phụ nữ này, đều có chút hận ý. Phần này hận ý, đến từ nàng và Luân Hồi Chi Chủ đã từng. Mặc dù nàng và Luân Hồi Chi Chủ cũng không có bất kỳ kết quả gì, nhưng Luân Hồi và vận mệnh tổng bị người truyền là giai thoại. Lập tức Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên lên đường, đi hàn thần cảnh. Tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt, đi theo hai người phía sau. Lần này hành động, mục tiêu là bắt Ngụy Dĩnh, xung làm mồi, dẫn dụ Diệp Thần đi ra, cuối cùng đem Diệp Thần giết chết. Trần Túy Nguyệt bên trong lòng đang rỉ máu, hắn phong ma thiên thư, nhiệm vụ lần này là muốn hy sinh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cực kỳ tổn thất to lớn, nếu như không thể giết chết luân hồi chi chủ, cho dù là tài quyết thánh đường, cũng khó mà chịu đựng lớn như vậy tổn thất. Mà lúc này, hàn thần cảnh. Đây là một phiến cổ xưa di tích, bao phủ ở một phiến vệt trắng khí lạnh bên trong. Tương truyền, thập đại thiên châu bên trong thêu mùa đông châu, năm đó từ thái thượng thế giới đánh mất, đầu tiên là rơi vào hàn thần cảnh. Cho nên, đất này hàn thần cảnh địa mạch, bị thêu mùa đông châu ảnh hưởng, đổi được đặc biệt giá rét. Mà trước đây, Huyền Cơ Nguyệt đã tới hàn thần cảnh, chính là bởi vì có thêu mùa đông châu chỉ dẫn, cuối cùng đào đi nơi này hạch, chính là vậy địa hàn chi tâm. Một người cô gái, lặng lẽ trên đất hàn thần cảnh bên trong tiến về phía trước, tựa hồ ở tìm chút gì. Người phụ nữ này, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, quanh thân mang theo băng hàn lại khí chất cao quý, chính là Ngụy Dĩnh. Bất quá thời khắc này Ngụy Dĩnh mang chút thương thế, mặc dù không coi là nghiêm trọng, nhưng gương mặt nhìn vẫn là có chút trắng bệch. Vậy ẩn núp cơ duyên, rốt cuộc ở nơi nào? Ngụy Dĩnh từng bước tiến về phía trước. Hy vọng có thể tìm được hàn thần cảnh sau lưng cơ duyên. Mảnh đất này hàn thần cảnh, là nàng trong trí nhớ hình ảnh, đã từng nhiều lần xuất hiện ở nàng đầu óc bên trong. Nàng lúc tu luyện hậu, thậm chí đột phá thất bại thời điểm, đầu óc bên trong vậy xuất hiện hình ảnh này, giống như mộng vậy. Ở đi theo Tô Mạch Hàn, đi tới địa tâm vực sau đó, Ngụy Dĩnh liền y theo mộng cảnh chỉ dẫn, lặng lẽ đi tới hàn thần cảnh. Nàng cũng không có nói cho Tô Mạch Hàn, cũng không có nói cho người bất kỳ, miễn được người ngoài xông vào, sẽ đánh loạn hàn thần cảnh phong thủy khí vận, đưa đến nàng tìm bảo thất bại. Nhưng mà, trên đất hàn thần cảnh tìm kiếm mấy ngày, Ngụy Dĩnh lại không có bất kỳ phát hiện, tựa như cảnh trong mộng kia ở giữa cơ duyên, cũng không tồn tại vậy. Có người đến qua nơi này, chẳng lẽ bị người nhanh chân giành trước? Mà đang không ngừng tìm, Ngụy Dĩnh lại có một cái kinh ngạc phát hiện. Nàng phát hiện trên mặt tuyết, có một nhóm dấu chân, còn không tiêu tán. Nơi này đã từng có người xông vào qua. Nàng muốn tìm kiếm cơ duyên, rất có thể đã bị người cướp đi. Đáng chết, quả nhiên bị người nhanh chân giành trước sao. Ngụy Dĩnh cắn răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng, cũng không biết cướp đi nàng cơ duyên người, rốt cuộc là ai. Bất quá, mặc dù cơ duyên bị đoạt đi, nhưng hàn thần cảnh bên trong, quanh quẩn không tiêu tan khí lạnh, đối với nàng mà nói, cũng có cực lớn tăng thêm tác dụng. Tuyệt hàn đế cung thần thông, cùng chỗ này phong thủy địa mạch, đặc biệt phù hợp. Lập tức Ngụy Dĩnh bay đến một ngọn núi đỉnh phong, ngồi xếp bằng xuống,
bắt đầu hấp thu hàn khí tu luyện, hy vọng có thể có đột phá cơ hội. Nàng trước đây đột phá trăm gia cảnh, tiếc nuối thất bại, hiện tại chỉ muốn lần nữa tu luyện, nếm thử nữa đánh vào gông xiềng. Mà vào lúc này, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Trần Túy Nguyệt ba người, không ngừng ép tới gần. Theo ba người không ngừng ép tới gần, trong tu luyện Ngụy Dĩnh, cũng có cảm ứng, bắt được một chút vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Có người tới, là vận mệnh cùng tâm ma hơi thở. Ngụy Dĩnh mặt đẹp biến sắc, nhưng phát hiện là Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên hơi thở, nhất thời kinh hãi không thôi, lấy nàng thực lực trước mắt, rõ ràng không phải hai người kia địch thủ. Mà ở bên ngoài, Diệp Thần đang không ngừng tìm Ngụy Dĩnh. Vận mệnh, tâm ma, cân nhắc quyết định sát ý, kích động thiên cơ, rốt cuộc để cho Diệp Thần phát hiện, trong chỗ U Minh đầu mối. Ừ, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, tài quyết chi chủ, các ngươi muốn thương tổn Ngụy Dĩnh. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, nhất thời tức giận cùng kinh ngạc, các loại sát khí cùng thiên cơ quấn quýt, hắn bấm ngón tay tính toán, rốt cục thì bắt được Ngụy Dĩnh chỗ. Trên đất Hàn Thần cảnh sao? Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, lập tức rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, một kiếm vỡ ra hư không, trực tiếp qua lại đến nơi Hàn Thần cảnh bên trong. Huyền Cơ Nguyệt ba bởi vì tiết kiệm thể lực, là ngự gió phi hành, mà Diệp Thần là biến dạng hư không, cho nên ngược lại đuổi ở ba trước mặt người, đến Hàn Thần cảnh. Cùng lúc đó, Thiên Nhân Vực, Linh Vân Cổ Tích, một phiến xương trắng phủ kín mặt đất, nhỏ gió mạnh thổi phất, mang vẻ điều hưu ý. Nơi này quá an tĩnh, yên lặng giống như không có ai sinh tồn. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh to lớn, hướng một cái đi về phía. Đó là một người đàn ông sau lưng cõng một thanh kiếm, trong tay xách một bình rượu, sắc mặt như đao khắc vậy rõ nét. Đặc biệt nhất chính là hắn con ngươi mơ hồ có huyết nguyệt lưu chuyển. Người này chính là Nhâm Phi Phàm. Chỉ bất quá thời khắc này Nhâm Phi Phàm không có năm xưa khí thế, càng tựa như sáp nhập vào cái này phiến mặt đất, hơi có vẻ tịch mịch. Rất nhanh, Nhâm Phi Phàm bước chân dừng lại. Trước mặt hắn đứng thẳng một khối bia đá to lớn. Trên tấm bia đá viết mấy chữ to. Mục Vân Trần Mộ. Nhâm Phi Phàm đem sau lưng kiếm, gỡ xuống, một kiếm cắm vào mộ bia cạnh. Rồi sau đó, mở ra rượu trong tay, uống mấy hớp, liền lại ngã xuống mộ bia trước. Lão Mục, lại đến ngày giỗ của ngươi. Nói thật, thật vẫn là rất muốn ngươi. Hôm nay tiếc nuối lớn nhất, vẫn là năm đó vậy một trận đại chiến không có tham dự. Nếu như ta tham dự, có lẽ ngươi cũng sẽ không bỏ mình. Vạn khư đám kia xúc sinh, chung sẽ có người đem bọn họ kéo xuống thần đàn. Đúng rồi, ngươi còn nhớ Luân Hồi Chi Chủ sao, tên này tốc độ trưởng thành càng lúc càng nhanh, hắn đã cùng Vạn khư giao phong. Năm đó chúng ta ba người uống rượu thời gian, thật đúng là hoài niệm à. Cái thế giới này, thật ra thì chúng ta không làm gì, nó vẫn là vận chuyển bình thường. Nhưng chỉ có chúng ta làm cái gì, mới có thể đối kháng cái gọi là không công bình. Nhâm Phi Phàm nói tới chỗ này, tựa hồ là nhớ lại đã từng là thế giới, tâm trạng mơ hồ chập chờn, đỉnh đầu thương khung vậy bắt đầu biến sắc. Ban ngày hóa là nửa đêm, chín luân huyết nguyệt treo cao bầu trời mênh mông. Vậy sao xà khí nhất thời biến mất, thay vào đó là Nhâm Phi Phàm sát ý kinh thiên. Bất quá, bầu trời chín luân huyết nguyệt, cuối cùng vẫn là tiêu tán. Nhâm Phi Phàm uống một hớp rượu, tiếp tục nói, bàn cờ này, liền xem Diệp Thần cái này đánh cờ người như thế nào ứng đối. Càng về sau, hắn phải đối mặt thế cục liền càng phức tạp, cái này bên trong hung hiểm, không người sao biết được. Trước mắt ta còn không cách nào bại lộ, ta như một khi bại lộ. Vậy thì chứng minh sự việc đã đến khó giải quyết giai đoạn. Tốt lắm, Lão Mục, ngươi liền phù hộ ta và Diệp Thần có thể cười đến cuối cùng đi. Đợi Luân Hồi Chi Chủ chấp trưởng Luân Hồi, có lẽ có thể đem ngươi sống lại. Nói tới chỗ này, Nhâm Phi Phàm đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, Nhâm Phi Phàm phát hiện cái gì, còn ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, nếu đã tới, liền đi ra đi. Sau đó, một đạo cô gái tóc trắng bóng người, dửng dưng xuất hiện. Tuyệt đẹp dung mạo, chính là Nhâm Phi Phàm hồng nhan Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nhìn một cái mộ bia, nhắm lại hai tròng mắt, hơi thi lễ, sau đó liền đối với Nhâm Phi Phàm nói, ta cũng biết ngươi ở chỗ này. Nhâm Phi Phàm nhún vai một cái, nói, dẫu sao năm đó Lão Mục chết, đối với ta vẫn là tạo thành một ít ảnh hưởng,
ta và Lão Mục tới giữa, ngược lại là và Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế tới giữa kém không nhiều, Giả Thiên Ma Đế đi Hắc Ám Cấm Hải, đến tiếp sau này như thế nào? Tô Mạch Hàn tiếp tục nói, theo nói là Mưa Ao Giao, đã đáp ứng trở thành ma tổ vô thiên đồ đựng. Nhâm Phi Phàm không có bất kỳ bất ngờ, gật gật đầu nói, thật ra thì nhìn như Giả Thiên Ma Đế lựa chọn có chút lỗ mãng và hành động theo cảm tình, nhưng khả năng này là tên này tốt nhất lựa chọn. Hắn muốn chặt đứt gông xiềng, cũng hoặc là thực lực tăng trưởng nhanh chóng, chỉ có con đường này có thể đi. Cố nhiên nguy hiểm to lớn, nhưng võ giả tu luyện, cái nào không phải bất chấp sống chết nguy hiểm lớn lên. Tô Mạch Hàn ngẩn ra, tiếp tục nói, người cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, như ta là Giả Thiên Ma Đế, ta cũng sẽ như vậy, cái này gọi là mượn thế mà là, Giả Thiên Ma Đế là một người thông minh, người ngoài lấy là hắn là tình ngu, cũng không biết hắn cũng ở đây vài đại cuộc. Diệp Thần mới có thể có như vậy đồng bạn, là chuyện tốt. Tô Mạch Hàn tựa hồ rõ ràng liền cái gì, tiếp tục nói, có thể Ma Tổ Vô Thiên và Giả Thiên Ma Đế cuối cùng chênh lệch quá lớn, hôm nay Giả Thiên Ma Đế phần thắng hình học. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm chốc lát, không tới liền thành, thậm chí càng thiếu. Nhưng bàn cờ này, chưa tới cuối cùng, ai biết được. Tô Mạch Hàn không biết nên nói cái gì, nhớ tới Ngụy Dĩnh, liền nói, ta đồ nhi Ngụy Dĩnh chẳng biết tại sao, biến mất ở địa tâm vực, thậm chí ta đều không cách nào xem bói nàng nhân quả, người có thể giúp ta tra một chút sao. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, ngón tay bắt pháp quyết, con người mơ hồ có phủ văn chấp động, cuối cùng, hắn hơi ngẩn ra, mở miệng nói, nàng chặt đứt gông xiềng thất bại. Tô Mạch Hàn gật đầu một cái, con bé này quá mức gấp gáp. Nhâm Phi Phàm tiếp tục nói, con bé này có điểm đại hung, nhưng mơ hồ và Diệp Thần liên quan, sợ rằng Diệp Thần rất nhanh liền gặp mặt Ngụy Dĩnh hội hợp, chỉ bất quá, đây tựa hồ là có người muốn là Diệp Thần bày cuộc. Tô Mạch Hàn kinh hãi, vậy có cần hay không ta ra tay? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, tiểu bối sự việc, sẽ để cho chính bọn họ giải quyết, người phải tin tưởng đồ đệ của ngươi, càng phải tin tưởng Diệp Thần. Tốt lắm, đi thôi, người ta còn có một địa phương phải đi. Tô Mạch Hàn đoán được cái gì, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó, hư không biến dạng. Hai đạo thân ảnh biến mất ở nơi này xào xạc chi địa. Sau một nén nhang, Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm đi tới một tòa thác nước trước. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, thác nước chia làm hai, hóa là một đạo nước cửa. Hai người bước qua nước cửa, một cái ông già đang đánh cờ. Chỉ bất quá ông già một tay cầm cờ trắng, một tay cầm cờ đen, một người phân đồ trang sức hai hào, mình và mình hạ. Ông già không có ngẩng đầu, nhưng là nói, Nhâm tiểu tử, lão phu tính thời gian, cũng biết ngươi muốn tới, hôm nay, có thể phải bồi lão phu hạ một bàn cờ. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, đi tới bàn cờ trước, tay cầm một viên cờ đen, mở miệng nói, Mục bá phụ, một người đánh cờ hơn nhàm chán, không bằng ta cùng ngươi. Ông già nhưng là lắc đầu một cái, Vân Trần sau khi qua đời, ta liền thói quen liền một người đánh cờ, đã nhiều năm như vậy, ta tay trái giống như Vân Trần vậy, bất luận bố trí vẫn là phong cách, cũng như hắn vậy. Người hẳn đi xem qua Vân Trần liền đi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, Linh Vân cổ tích và năm xưa so sánh, quy tắc ít đi không thiếu, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ông già buông xuống trong tay con cờ. Tiếp tục nói, Vũ Hoàng Cổ Đế và Vạn Khư cũng khó đối phó, ta năm đó và tên kia giao thủ, còn có thể đánh ngang tay, hôm nay, ta như sẽ cùng hắn so tài, sợ rằng hoàn toàn không địch lại. Và tên kia đối kháng, vẫn là phải xem tương lai Luân Hồi Chi Chủ à. Đúng rồi, Nhâm tiểu tử, Luân Hồi Chi Chủ có từng thức tỉnh Vân Trần trí nhớ. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, còn chưa nhớ lại. Ông già gật đầu một cái, đây có lẽ là chuyện tốt. Hôm nay Vân Trần chuyện năm đó, hoặc hơn hoặc thiếu trở thành ngươi một chút tâm ma, như Luân Hồi Chi Chủ hồi phục bộ phận này trí nhớ, cố nhiên hắn võ tổ đạo tâm, cũng có thể sẽ có chút vết rách nguy hiểm. Những chuyện này, còn chưa nhớ lại tốt. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái chung quanh, nói, bá phụ, người thật không dự định hồi thái thượng thế giới. Lão kia người lắc đầu một cái, Vân Trần chôn ở mảnh đất này bên trên, ta liền phải bảo vệ Vân Trần đến chết. Còn như báo thù. Ta năm đó quả thật nghĩ tới. Nhưng hôm nay, đã chỉ nửa bước vào đất vàng, còn có thể sinh xảy ra cái gì báo thù chi tâm. Vân Trần có các ngươi những người bạn này là đủ rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay,
ta cảm giác được Hồng Thiên Kinh phong ấn lại giãn ra không thiếu. Nếu như Hồng Thiên Kinh tránh thoát không xiềng, bây giờ Luân Hồi Chi Chủ có thể đối kháng sao? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, còn chưa đủ. Ông già suy nghĩ sâu xa chốc lát, tiếp tục nói thôi, Hồng Thiên Kinh bên kia, ta sẽ nghĩ đủ phương cách khống chế, còn như Luân Hồi Chi Chủ trưởng thành, vẫn là phải dựa vào ngươi nhiều dẫn dắt, bàn cờ này thật sự là càng ngày càng phức tạp, không giống năm đó. Ông già nhìn trước mặt bàn cờ này, rơi vào trầm tư, tựa hồ nhớ tới đã từng lúc. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái ông già, do dự luôn mãi, vẫn mở miệng nói, bá phụ, năm đó ngươi gặp qua Luân Hồi Thiên Kiếm, có thể biết Luân Hồi Thiên Kiếm rơi xuống. Ông già nghe được Luân Hồi Thiên Kiếm hai chữ, còn ngươi híp lại, sau đó nói, Luân Hồi Thiên Kiếm có thể không giống với cái khác Thiên Kiếm, năm đó ta mặc dù gặp qua, thậm chí còn dính liền một chút nhân quả, nhưng vẫn không thể nói cho ngươi. Nếu như hiện tại Luân Hồi Chi Chủ chấp trưởng Luân Hồi Thiên Kiếm, chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Có một số việc, vẫn không thể nóng vội. Tốt lắm, các ngươi đi thôi, ta muốn cùng con ta cùng đánh cờ. Nói xong, ông già lại bắt đầu trừng lẫn nhau dịch. Nhâm Phi Phàm biết mình chuyến này coi như là hoàn thành nhiệm vụ, liền nhìn một cái Tô Mạch Hàn, hai người biến mất ở nơi đây. Đợi Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn rời đi sau đó, ông già dừng lại đánh cờ, đứng lên, nhìn một bức bích họa xuất thần. Trong miệng lẩm bẩm nói, bàn cờ đường sống chết, luân hồi mê đời sương mù. Hình ảnh quay về. Vừa đến Hàn Thần Cảnh, Diệp Thần chính là thấy ở trên đỉnh núi, đầy trời gió tuyết tới giữa, ngồi xếp bằng một đạo xinh đẹp thướt tha bóng người, chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần gặp được Ngụy Dĩnh, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, lắc người một cái bay vút đi, hạ xuống Ngụy Dĩnh bên người, đem Long Uyên trọng kiếm tiện tay cắm trên mặt đất. Diệp Thần. Là ngươi. Ngụy Dĩnh đang lo âu để gặp, chợt gặp Diệp Thần phá không hạ xuống, thật là như mộng như ảo, không dám tin tưởng mình ánh mắt, vô cùng mừng rỡ đứng dậy, nhào tới Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần cũng là vô cùng kích động, ôm chặt lấy Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại, ở nơi này gió tuyết thế giới, tràn đầy là ấm áp cùng mềm mại. Hắn ôm Ngụy Dĩnh yêu kiều nắm chặt eo, cũng bỏ không được nới lỏng tay, nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Sư phụ ngươi cũng lo lắng ngươi chết bầm. Lập tức liền đem Tô Mạch Hàn hạ xuống, nhắc tới nàng mất tích chuyện, đơn giản nói một lần. Ngụy Dĩnh khá là áy náy, nói, là ta không tốt, nhưng ta là vì tu luyện, ta hy vọng mau một chút đột phá, đáng tiếc. Hàn Thần Cảnh cơ duyên, bị người cướp đi, Ngụy Dĩnh nói đơn giản cho Diệp Thần nghe, giọng rất nhiều thương tiếc không biết làm sao ý. Phải không, à, vậy cũng không có sao. Địa tâm vực khắp nơi đều là cơ duyên tạo hóa, sau này ngươi luôn có đột phá cơ hội. Diệp Thần sờ một cái Ngụy Dĩnh gò má, cười an ủi nói. Ngụy Dĩnh nói, trước không nói những thứ này, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên sắp tới, chúng ta đi nhanh đi. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là ha ha cười một tiếng, nói, không cần đi, bọn họ nếu đã tới, vậy thì nhất quyết hơn thua. Ngụy Dĩnh cả kinh nói, ngươi muốn lưu lại và bọn họ chiến đấu sao? Diệp Thần nắm quyền một cái nói, không sai, ta cũng muốn xem ta hôm nay thực lực, chúng ta trước mai phục, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Vừa nói, Diệp Thần rút lên Long Uyên Thiên Kiếm, kéo Ngụy Dĩnh, chung một chỗ lớn nham thạch sau đó, che giấu hơi thở, ẩn núp thân hình, yên tĩnh mai phục. Ngụy Dĩnh không dám thở mạnh, khẩn ai ở Diệp Thần bên người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lá gan lớn như vậy. Lại muốn mai phục chặn đánh Huyền Đế hai người. Phải biết, trước kia Diệp Thần, khắp nơi bị Huyền Đế hai người áp chế, ngày hôm nay lại có giết ngược ý niệm cùng thực lực, có thể gặp Diệp Thần lột xác lớn. Hai người mai phục không bao lâu, bầu trời phương xa, bắn tới ba đạo lưu quang, đáp xuống, chính là Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Trần Túy Nguyệt ba người. Ừ, người đi nơi nào? Huyền Cơ Nguyệt nhướng mày một cái, ngưng thần cảm ứng bốn phía. Lại không có phát hiện bất kỳ người sống hơi thở. Diệp Thần che giấu thiên cơ thủ đoạn, đặc biệt ảo diệu, hắn ẩn thân đứng lên, cho dù là Huyền Cơ Nguyệt các người, cũng không cách nào phát hiện. Nên sẽ không trước thời hạn chạy chứ. Đế Thích Thiên nhướng mày một cái, tiến lên trước một bước, nhìn khắp bốn phía, vậy không phát hiện cái gì tung tích. Đi vào xem nói sau, một cái lạc đàn cô gái nhỏ, còn có thể ngất trời. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng. Cũng không đem Ngụy Dĩnh để ở trong lòng, sải bước đi Hàn Thần Cảnh bên trong đi tới.
Đế Thích Thiên hơi có chút bất an cảm giác, nhưng vậy không nói rõ ràng nơi nào không ổn, không thể làm gì khác hơn là vậy đi vào theo, Trần Túy Nguyệt đi theo phía sau cùng. Diệp Thần ngừng thở, đến khi ba người đến gần, ánh mắt bỗng nhiên run lên, sát khí bạo dũng. Tới ám thần mạch, mở. Diệp Thần trong lòng mãnh quát một tiếng, ám bia từ trong cơ thể bắn ra, tới ám thần mạch mãnh liệt mở. Đi đôi với một hồi sấm rền vậy tiếng vang, một phiến đáng sợ đen nhánh, nhanh chóng ở giữa trời đất tràn ngập. Ngay chớp mắt, đúng phiến thiên địa, rơi vào tuyệt đối trong bóng tối đi, không thấy được một chút quang minh. Đó là so vĩnh dạ đại ma trời, còn kinh khủng hơn đáng sợ hắc ám. Vĩnh hằng nửa đêm, che khuất bầu trời, che giấu hết thảy. Đây là Diệp Thần tới ám thần mạch hơi thở. Vậy ám bia vo ve chấn động, thả ra vô cùng hắc ám chập chờn. Khối này ám bia, đã từng chiếm đoạt xung hợp tà thiên sách, có thể diễn hóa tới ám thâm uyên, liền gặp chư thiên hắc ám bên trong, có từng cái quỷ dị hắc ám thâm uyên, ở trên vùng đất nổi lên, tựa như man hoang cự thú miệng to như chậu máu, phải đem người chiếm đoạt. Không tốt! Huyền Cơ Nguyệt Thần sắc đại biến, vội vàng ngự gió bay đến giữa không trung. Mặc dù nàng cái gì vậy không thấy được, thế nhưng cổ kịch liệt nguy cơ, lại để cho nàng cả người mỗi một cái lỗ chân lông. Cũng đang co giúp lại phát run. Đế Thích Thiên cùng Trần Túy Nguyệt, cũng là nhanh chóng bay đến giữa không trung, né tránh hắc ám thâm uyên chiếm đoạt. Đấu binh quyết, đấu khí thiên kiếm chém. Ở nơi này vĩnh hằng trong bóng tối, Diệp Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể bão tố bắn ra, trong tay Long Uyên thiên kiếm, bộc phát ra một cổ màu hoàng kim sáng chói đấu khí. Đấu chữ quyết cùng binh tự quyết, đồng thời thi triển ra, để cho được Diệp Thần một kiếm này. Như muốn đấu phá thương khung vậy, một kiếm hoành cướp hư không, nhất trọng trọng không gian sụp đổ bạo diệt, vậy vĩnh hằng nửa đêm, cũng bị Diệp Thần xé ra một cái chỗ rách. Hắn phảng phất từ hắc ám bầu trời bên trong bạo giết xuống tia chớp, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt đầu. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Huyền Cơ Nguyệt thấy kinh khủng kia thiên kiếm đấu khí chém tới, nhất thời kinh hãi vạn phần, gương mặt lập tức đổi được trắng bệch. Nàng còn muốn bắt tóm Ngụy Dĩnh, dùng làm mồi dụ. Chiêu cũ lặp lại, dẫn dụ Diệp Thần điều động. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần lại có thể ở chỗ này mai phục. Một kiếm này từ hắc ám bầu trời bên trong phá giết ra, đấu khí huy hoàng, binh khí sắc bén, cửu thiên thần thuật bá đạo, thiên kiếm ác liệt, cuồn cuộn hỗn hợp thành một đạo vô cùng mang khí, đơn giản là muốn chém ngang trần thế, vô địch thiên hạ tồn tại. Đột nhiên bị tập sát dưới, Huyền Cơ Nguyệt hoàn toàn không kịp ngăn cản. Mà Đế Thích Thiên cùng Trần Túy Nguyệt, thấy Diệp Thần đáng sợ như vậy kiếm thế, cũng là một hồi ra đầu tê dại, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vận mệnh sông dài, ngự. Sống chết trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt cả người tử mang bùng nổ, hóa thành một cái mạng vận sông dài. Cái mạng này vận sông dài, tựa như màu tím chủ mang vậy, còn quấn nàng thân thể phiêu động. Suy rồi. Tím mang cách không một quấn, quấn lấy Trần Túy Nguyệt thân thể, đem hắn kéo tới đây. À, Huyền Cơ Nguyệt, người muốn làm gì? Trần Túy Nguyệt nhất thời hoảng hốt, kinh hô thành tiếng. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt sẽ có này các loại động tác, lại phản ứng không kịp nữa. Chết đi! Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt âm trầm, tím mang liền vung, đem Trần Túy Nguyệt thân thể quăng ra ngoài. Phốc xích! Diệp Thần một kiếm chém tới, thế như trẻ che vậy, kiếm quăng chém ngang tới giữa. Đem Trần Túy Nguyệt thân thể thần hồn, một kiếm chém chết. Đầy trời máu tươi nội tạng văng tung tóe. Trần Túy Nguyệt bị mất mạng tại chỗ, cặp mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, tràn đầy kinh ngạc tức giận oán hận ý, Phong Ma Thiên Thư rớt ra. Huyền Cơ Nguyệt đoạt lại Phong Ma Thiên Thư, nhanh chóng lui về phía sau, né tránh Diệp Thần kiếm khí uy lực còn lại. Lúc đầu nàng gặp Diệp Thần kiếm thế quá mãnh liệt, vội vàng gian tuyệt đối không thể ngăn cản. Vì vậy đem Trần Túy Nguyệt kéo qua làm bia đỡ đạn. Trần Túy Nguyệt chính là tài quyết thánh đường tứ trưởng lão, nửa bước trăm gia cảnh cao thủ, nhưng ở Diệp Thần dưới kiếm, con kiến hôi tồn tại, một kiếm liền bị chém chết, không có chút nào dẫy dụa chỗ trống. Diệp Thần thấy Trần Túy Nguyệt rơi xuống đất thi thể, ánh mắt hoảng hốt một tí. Nghĩ lúc đó, ở ngũ phương thánh địa, hắn cướp đoạt đan tiên hồ thời điểm, đối mặt Trần Túy Nguyệt, vẫn là vô cùng chật vật, nhưng không nghĩ tới cho đến ngày nay. Hắn nhưng là nghịch thiên lột xác. Chém chết Trần Túy Nguyệt, liền giống như giết gà đồ sát chó, nghiền chết con kiến hôi, không phí nhiều sức. Thời gian này Diệp Thần tiến bộ,
chân thực quá khổng lồ. Diệp Thần. Ngụy Dĩnh đứng dậy, đi tới Diệp Thần sau lưng, sắc mặt khá là lo âu. Không có sao. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, tuy không có thể tập sát Huyền Cơ Nguyệt, nhưng giết chết Trần Túy Nguyệt, vậy giải quyết hết một cái tai họa ngầm. Chiến đấu kế tiếp, có thể đổi được ung dung rất nhiều. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại đánh lén ám sát, thật là hèn hạ thủ đoạn. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, hai tròng mắt lóe lên một chút lửa giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Diệp Thần nhàn nhạt nói, như nhau, bàn về lòng dạ ác độc, ta còn chưa kịp ngươi vạn nhất. Đế Thích Thiên trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại đổi được cường hãn như vậy, trước kia chúng ta có thể nghiền ép ngươi, nhưng ngày hôm nay, sợ là phải bị ngươi nghiền ép. Diệp Thần cầm kiếm đứng, cười nói, vậy còn không mau bó tay chịu trói. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đủ để nghiền ép Huyền Đế hai nhân chung bất kỳ một người nào. Nhưng, nếu như lấy một chọi hai, thắng bại số, chỉ ở 5 năm tới giữa, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Đế Thích Thiên cười nói, chúng ta hôm nay đánh một trận, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, bị Tài Quyết Thánh Đường lượm tiện nghi, không bằng tạm thời ngưng chiến, ngày khác đánh lại. À, nghe được Đế Thích Thiên ngừng đánh đề nghị, Diệp Thần nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn, tâm thần diêu động một tí. Mà ở nơi này 0,1% nháy mắt trong thời gian, Đế Thích Thiên bắt được cơ hội. Trong mắt bỗng nhiên ác liệt, quát lên. Tâm ma đại chú kiếm, giết. Trăm ngàn thanh đen nhánh quỷ dị phi kiếm, từ Đế Thích Thiên sau lưng nổi lên, sắp hàng chỉnh tề không trung, giống như hình thành một cái tâm ma kiếm trận, lăng không hướng Diệp Thần chém chết đi. Hèn hạ. Diệp Thần mặt liền biến sắc, lại không nghĩ rằng Đế Thích Thiên sẽ đột thi đánh lén. Đầy trời tâm ma phi kiếm, quét giết tới. Diệp Thần ngay lập tức, liền cảm thấy Đế Thích Thiên tâm ma thần thông. Đã luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới, kiếm khí giống như hắc ám vũng bùn, phải đem người kéo nhập vô gian địa ngục bên trong đi. Ông ông ông, một cái cầm tâm ma phi kiếm, không ngừng chấn động, kiếm khí biến dạng tâm thần. Diệp Thần huy động Long Uyên Thiên Kiếm, đem vậy một cái thanh phi kiếm đón đỡ mở ra, nhưng phi kiếm trên ẩn chứa tâm ma hơi thở, nhưng giống như thủy triều, cuồn cuộn bao phủ xuống, xâm nhập phạt người tinh thần. Diệp Thần, ta không được. Ngụy Dĩnh đột nhiên thở gấp liền một tiếng, che ngực mới ngã xuống, mặt đầy đỏ ửng, tựa như lửa dục đốt người vậy. Lúc đầu nàng được tâm ma tập kích, trong lòng dâng lên các loại tội ác ý niệm, mơ tưởng viễn vong, trong đầu đều là tình yêu nam nữ chuyện, tựa như thấy vô cùng vui, ở hướng mình vẫy tay, cả người nhẹ bỗng như ở đám mây, không cách nào chạm đến mặt đất, chỉ muốn Diệp Thần ôm chầm cùng yêu mến. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ nhìn Ngụy Dĩnh một mắt, cũng biết nàng tâm ma triền thân, lửa dục khó khăn diệt, nhất định phải mau sớm giải quyết, nếu không có huyết mạch cháy hết, hóa thành khô cho nguy hiểm. Chỉ là cái này giây phút, Diệp Thần cũng không hạ chiếu cố Ngụy Dĩnh. Thậm chí, liền chính hắn tâm thần, vậy được tâm ma ảnh hưởng, lảo đảo lắc lư, dường như muốn rơi vào vô gian địa ngục bên trong đi, vĩnh viễn tránh thoát không ra. Lăng Tiêu Võ Ý, Hồng Mông Đại Tinh Không. Nguy cấp bên trong. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn. Nóng rực Lăng Tiêu Võ Ý, từ trong cơ thể hắn bùng nổ, lập tức đem tâm ma hơi thở, hoàn toàn nghiền diệt. Hắn đạo tâm, khôi phục cương mãnh tinh khiết. Rào. Một phiến khoáng đạt tinh không, từ Diệp Thần sau lưng bay lên, ngay tức thì bao phủ thiên địa, đem tất cả tâm ma hơi thở, toàn bộ ngăn cách đi ra ngoài. Chỉ là, Ngụy Dĩnh đã được tâm ma ảnh hưởng, nhưng là khó mà tiêu trừ, còn vùng vẫy trên đất. Trong miệng rên rỉ thở dốc, không ngừng phát ra mỹ mi âm, 10 cây thanh thông ngón tay ngọc, tựa như không bị khống chế vậy, ở xé mình quần áo. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cuốn lên một món hắc ám khói mù, tạm thời che kín Ngụy Dĩnh thân thể, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên. Bây giờ muốn cứu vãn Ngụy Dĩnh mà nói, phải đánh tan Đế Thích Thiên, nếu không tâm ma khó mà tản đi. Đế Thích Thiên nhìn vậy đầy trời sáng chói lóng lánh tinh thần, khen ngợi một tiếng. Nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là thủ đoạn, ta tâm ma đại chú kiếm, cũng luyện đến tầng thứ 8, lại còn là không tổn thương được ngươi. Diệp Thần đạo tâm võ ý, còn có Hồng Mông đại tinh không, đối với tâm ma ngăn cản, lực phòng ngự chân thực quá mạnh mẽ, Đế Thích Thiên căn bản không kẽ hở có thể tìm ra. Trừ phi tâm ma của ngươi tu vi, mới có thể có tầng thứ 9 tiêu chuẩn,
nếu không đừng nghĩ cản rỡ trước mặt ta. Diệp Thần cực kỳ tức giận, đạp một cái bước, thân thể phá không giết ra, chém thẳng Đế Thích Thiên. Tầng thứ 9, đó là nghịch thiên cảnh giới, à, đáng tiếc ta đời này không có cách nào dòm ngó gặp. Đế Thích Thiên than thở một tiếng, mắt gặp Diệp Thần thiên kiếm đánh tới, liên tiếp lui về phía sau. Tâm ma thần thông tầng thứ 9, là tột cùng nhất cảnh giới, là kịch liệt biến chất. Một khi lên đỉnh tầng thứ 9, rửa hết chỉ hoa, tâm ma kiếm khí uy lực, đủ để chấn động thước thái thượng thế giới, liền vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, thái thượng thiên nữ cùng siêu cấp cường giả, đều phải kiêng kỵ. Chỉ là, tầng thứ 9 là cảnh giới trong truyền thuyết, cho tới bây giờ không người có thể đạt tới, Đế Thích Thiên trước mắt vậy không thấy được hy vọng. Mắt gặp Diệp Thần kiếm thế hung mãnh, Đế Thích Thiên cũng không đánh trả, chỉ làm né tránh phòng ngự. Hắn sức chiến đấu, cùng Diệp Thần có chênh lệch rõ ràng, căn bản không có thể đánh trả. Một bên Huyền Cơ Nguyệt, thấy Diệp Thần hoàn toàn nghiền ép Đế Thích Thiên, không khỏi thầm kinh hãi. Thằng nhóc này, thực lực lại có thể biến thái đến tình cảnh này. Triệu Thiên phù bạo, cho ta trấn áp. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng kiều sất, bàn tay vung lên, thiên phù đạo pháp bùng nổ, ước chừng triệu đạo linh phù, toát ra sáng chói chói mắt chói lọi, điên cuồng dày đặc nổ. Mà đây thiên phù nổ, cũng không phải là công kích Diệp Thần, mà là công kích hướng Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh tâm ma triền thân, lửa dục khó tiêu, đã mất đi sức chiến đấu, giống như đợi làm thịt dê con vậy. Huyền Cơ Nguyệt rất là thông minh, biết Diệp Thần lợi hại, cái này triệu thiên phù bảo, sợ là liền Diệp Thần chút nào mau cũng không đả thương được, cho nên là công đánh Ngụy Dĩnh, là vây Ngụy cứu triệu phương pháp. Diệp Thần mặt liền biến sắc, đành phải bỏ qua Đế Thích Thiên, xoay người hồi cứu Ngụy Dĩnh, Hoàng Tuyền đồ thả ra ngoài, đem Huyền Cơ Nguyệt linh phù nổ, toàn bộ ngăn trở. Sau đó, Diệp Thần kêu gào, nguyện vọng thiên tinh, lên. Hạ một sát, Diệp Thần chính là sử dụng nguyện vọng thiên tinh, đem Ngụy Dĩnh sắp đặt đến phía trên. Trừ phi Diệp Thần bị giết chết, nguyện vọng thiên tinh rơi xuống, nếu không ai cũng không tổn thương được Ngụy Dĩnh. Đế Thích Thiên hơi được thở dốc, thở phào nhẹ nhõm, hướng Huyền Cơ Nguyệt nói, Huyền cô nương, đa tạ. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, hận hận cắn răng nói, thằng nhóc này thực lực quá mức đáng sợ. Người ta liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng, vẫn là phải hiến tế phong ma thiên thư, người nhanh lên một chút động thủ. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt sử dụng phong ma thiên thư, ném cho Đế Thích Thiên. Ở Trần Túy Nguyệt sau khi chết, phong ma thiên thư máu tươi đóng dấu đã tiêu tán, là vật vô chủ, nhưng muốn đem hiến tế, vậy phải hao phí không nhỏ tâm huyết cùng thời gian. Keng! Huyền Cơ Nguyệt rút ra thần la thiên kiếm, màu tím kiếm mang sông lên trời không. Nàng đứng dậy, chuẩn bị thay Đế Thích Thiên hộ pháp, tranh thủ thời gian. Cuộc chiến hôm nay cục, chỉ có hiến tế phong ma thiên thư, bọn họ mới có thể giết chết Diệp Thần. Đế Thích Thiên bắt được phong ma thiên thư, lập tức cắn bể đầu ngón tay, giọt máu hóa trận, đem phong ma thiên thư đặt vào đi lên, yên lặng nhắm mắt lại, câu thông thiên địa, chuẩn bị hiến tế. Hô! Một cổ mãnh liệt cương phong, nhất thời ở đất bằng phẳng nổi lên, cuốn lên cát bay đá chạy. Hội tụ thành một đạo thẳng cột khói, nối thẳng chân trời, hình ảnh sáng đẹp nguy nga. Muốn hiến tế thiên thư. Diệp Thần mặt liền biến sắc, vậy phong ma thiên thư, chính là mưa gió vô tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, nếu như hiến tế, uy lực tuyệt đối là nổ, liền hắn đều không chắc chắn ngăn cản. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần thân kiếm đấu khí nổ tung, mãnh hướng Đế Thích Thiên bổ tới, muốn ngăn trở. Luân hồi chi chủ, người địch thủ là ta. Huyền Cơ Nguyệt đứng ra, thần la thiên kiếm huy động, đón đỡ ở Diệp Thần Long Uyên thiên kiếm. Xôi! Diệp Thần giận dữ, tay trái một chưởng như trọng lâu đánh ra, đánh thẳng Huyền Cơ Nguyệt ngực. Huyền Cơ Nguyệt không dám đón đỡ, rút người ra né tránh, chỉ dùng thần la thiên kiếm, quấn quanh ở Diệp Thần, không để cho hắn thoát thân. Diệp Thần tay phải khua kiếm mãnh công, bàn tay trái thế liền vòng, nhưng Huyền Cơ Nguyệt chỉ lo du đấu, tuyệt không cướp công. Trong chốc lát, Diệp Thần vậy không làm gì được Huyền Cơ Nguyệt, hai bên rơi vào giằng co bên trong. Nguyện vọng thiên tinh trên, Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy, ép được Huyền Đế hai người chỉ có thể phòng thủ, gửi nhờ tại hiến tế phong ma thiên thư, hoàn toàn không dám chính diện là địch, trong lòng ngầm thất kinh thán Diệp Thần thực lực. Đáng tiếc ta không giúp được Diệp Thần. Ngụy Dĩnh vùng vẫy muốn bỏ dậy, nhưng cả người xương xốp giòn mềm, nhưng là không để được nửa chút khí lực. Nàng còn bị tâm ma triền thân,
lửa dục khó nhịn, căn bản không giúp được Diệp Thần. Diệp Thần tuy chiếm hết thượng phong, nhưng lòng hắn bên trong rất rõ ràng, tình thế cũng không quá lạc quan, một khi bị Đế Thích Thiên hiến tế thiên thư thành công, vậy cục diện đem khó mà thu thập. Huyết Long giúp ta! Long Uyên máu chém! Diệp Thần một tiếng gầm thét, cho gọi ra Huyết Long. Hống! Đi đôi với một hồi động trời tiếng rồng ngâm, Huyết Long thân thể, từ thiên kiếm bên trong nổi lên, ngửa mặt lên trời long ngâm, một phiến phiến miếng vải dương ra, mỗi một phiến miếng vải đều hiện lên ra thiên thư ký tự. Cổ xưa, mênh mông, khoáng đạt hơi thở, cuồn cuộn tràn ra đi. Trước đây cùng Vũ Hoàng phá quân, cửu diệt yêu hoàng chiến đấu, Huyết Long hao tổn không nhỏ, Diệp Thần vốn là muốn cho hắn nghỉ ngơi một tí, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, chỉ có thể triệu hoán Huyết Long trợ chiến. Máu long nhất ra, Long Uyên thiên kiếm ngay tức thì hóa thành đỏ thẫm màu sắc, tựa như nham thạch nóng chảy vậy, tản mát ra vô cùng nóng bỏng sóng nhiệt huyết khí. Huyền Cơ Nguyệt, cho ta chết! Huyết Long vành mắt hết sức nứt ra, hào hùng oai rồng nổ tung, cùng Long Uyên thiên kiếm hỗn hợp, hóa thành một đạo màu máu kiếm mang, cuồn cuộn chém chết hướng Huyền Cơ Nguyệt đầu. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc đại biến, đây là Diệp Thần cùng Huyết Long hợp lực nhất kích, đủ để đem nàng tiêu diệt. Thêu mùa Đông Châu, hạ xuống. Sống chết trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt thả ra thêu mùa Đông Châu, ngăn cản ở trước người. Ti ti lũ lũ khí lạnh, từ thêu mùa Đông Châu trên tràn ngập ra, thậm chí cùng địa hàn thần cảnh thiên địa linh khí, vậy sinh ra một chút đặc biệt đồng tình câu thông. Đất này hàn thần cảnh, là năm đó thêu mùa Đông Châu rơi xuống địa phương, có thể nói là thêu mùa Đông Châu nguyên địa. Giao. Thiên Châu cùng địa mạch đồng tình, thêu mùa Đông Châu bên trên, khí lạnh không ngừng phát ra, thậm chí hình thành ngàn vạn nặng băng thuẫn, vững vàng bảo vệ Huyền Cơ Nguyệt. Bình bịch bịch. Nhưng mà, Diệp Thần huy động Long Uyên thiên kiếm, mãnh giết tới, vậy ngàn vạn nặng băng thuẫn, lập tức nổ tung nghiền. Diệp Thần kiếm, giống như dễ như bỡn vậy, thế gian tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở. Cái gì? Huyền Cơ Nguyệt thần sắc hoảng hốt, biết Diệp Thần kiếm khí uy mãnh, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ đến tình cảnh này. Rắc rắc. Ở ngàn vạn nặng băng thuẫn, toàn bộ bị chém bể sau đó, Huyền Cơ Nguyệt thêu mùa Đông Châu, cũng ác tàn nhẫn gặp phải Diệp Thần kiếm chém. Đúng hạt châu, ô minh một tiếng, nhất thời tan vỡ, từng luồng linh khí lưu tán liền đi ra, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Phốc xích. Thiên Châu bị thương nặng, Huyền Cơ Nguyệt há mồm phun ra máu tươi, gương mặt nhất thời thảm trắng, thân thể rớt xuống đất. Huyền Cơ Nguyệt, chết đi cho ta. Diệp Thần ánh mắt run lên, thừa thắng truy kích, một kiếm lăng không chém xuống, chuẩn bị đem Huyền Cơ Nguyệt giết chết. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc hoảng hốt, run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy hơi thở tử vong, đang không ngừng ép tới gần. Ùm ùm. Ngay tại lúc này, giữa trời đất nổi lên một hồi kịch liệt cương phong. Đó là một cổ vô cùng kinh khủng gió bão, ngàn vạn đạo gió lốc trụ, ùm ùm nổ ra, thông thiên triệt địa cuộn sạch, biến dạng hết thảy. Bầu trời ngay tức thì thành mờ tối màu sắc, khắp nơi đều là gió lốc, khắp nơi đều là tàn phá gầm thét gió bão, còn có vô số đao gió, tựa như kiếm khí vậy ngang dọc chém chết, biến dạng rừng rậm núi cao, đem thiên địa càn quét thành phế tích. Đang kịch liệt gió bão hỗn loạn hạ, Diệp Thần thân thể cầm nặn không yên, lui về phía sau, vội vàng chống kiếm rơi xuống đất, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Huyền cô nương, không có sao chứ? Một đạo đế quang sáng chói anh đẹp trai bóng người xuất hiện ở Huyền Cơ Nguyệt bên người, khẽ mỉm cười, đem nàng kéo lên. Huyền Cơ Nguyệt ngẩn ngơ, thân ảnh này dĩ nhiên là Đế Thích Thiên, người sau trong tay Phong Ma Thiên Thư, đã biến mất không thấy. Chính xác mà nói, là bị hiến tế. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Phong Ma Thiên Thư bị hiến tế, nhìn khắp bốn phía, nhưng hôm nay bát hoang, khắp nơi đều là kinh khủng gió bão, đen nhánh trong gió bão nổi lên mưa to tuyết rơi nhiều, sấm sét chín tầng trời. Mưa xối xả cùng tuyết rơi nhiều kịch liệt hạ xuống, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Đế Thích Thiên kéo Huyền Cơ Nguyệt tay, hai người thân thể như có một cổ thiên địa khí vận bảo vệ, cũng không có bị gió bão ảnh hưởng. Mà Diệp Thần, đang kịch liệt gió bão bên trong, nhưng là liền thân thể đều khó đứng vững, chỉ cảm thấy từng đạo cương phong như đao, từng đạo đao gió tựa như kiếm, hòa lẫn đầy trời gió tuyết sấm, phải đem hắn tan xương nát thịt. Đây là Phong Ma Thiên Thư. Bị hiến tế sau thiên địa khí voi, bạo phong chấn đáng, tựa như có thể biến dạng hết thảy. Đáng chết! Diệp Thần thần sắc đại biến, thân thể một cái nhảy,
vội vàng trở lại nguyện vọng thiên tinh trên. Mà ở cuồn cuộn bão tố tuyết cuộn sạch hạ, nguyện vọng thiên tinh vậy không bình tĩnh, trên không trung kịch liệt lắc lắc, tựa như tùy thời có thể rơi xuống. Trên tinh cầu, khắp nơi nổi lên đáng sợ gió lốc, từng ngọn cung điện lâu vũ bị phá hủy, giống như là ngày tận thế thiên tai bùng nổ, muốn nghiền diệt hết thảy. Diệp Thần. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần trở về, tâm hồn thiếu nữ chìm đắm, trong tròng mắt tràn đầy không muốn xa rời say mê thần sắc. Diệp Thần đi tới Ngụy Dĩnh bên người, Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại như nhũn ra, không đứng nổi, chỉ ôm lấy Diệp Thần hai chân, nói chúng ta làm sao bây giờ. Nàng cắn răng áp chế nội tâm lửa dục tâm ma, nhìn bốn phía gió bão ngày tận thế vậy đáng sợ tình cảnh, chỉ cảm thấy hôm nay tai biến, khó mà chạy khỏi, nàng và Diệp Thần đều có thể chết ở chỗ này. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, cuộc chiến hôm nay, cuối cùng vẫn là ngươi đánh bại. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Phong Ma Thiên Thư rốt cuộc hiến tế thành công, bọn họ ngay tức thì kéo trở về cục diện. Ở vô cùng gió bão tàn phá hạ, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, rất có thể đều phải cùng nguyện vọng thiên tinh cùng nhau, bị hoàn toàn xé nát, hóa thành cho tàn. Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên, trấn thủ tại chỗ, phong tỏa không gian, nghiêm phòng Diệp Thần chạy trốn. Hiện tại, bọn họ chỉ phải đợi, cùng Diệp Thần bị đầy trời gió bão xé nát là được. Mưa gió vô tướng bốn cuốn thiên thư bên trong, Phong Ma Thiên Thư uy lực yếu nhất, nhưng nếu là hiến tế, lực sát thương cũng là đáng sợ dị thường, cho dù là Diệp Thần, đều khó ngăn cản. Diệp Thần mắt gặp tình thế càng ngày càng bất lợi, mình thậm chí có rơi xuống nguy hiểm, sống chết trước mắt phúc tới tâm linh, ngửa mặt lên trời chợt quát lên. Huyết Yêu tộc cường giả, nhanh tới giúp ta. Cái này một tí, Diệp Thần nhưng là đang kêu gọi Huyết Yêu tộc cường giả, rời núi trợ chiến. Hắn đã cùng Cửu Diệt Yêu Hoàng kết minh, hiện tại hắn gặp nguy hiểm, Cửu Diệt Yêu Hoàng người minh hữu này, tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Nghe được Diệp Thần kêu gọi, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đều là mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ, còn có biến số phát sinh? Hồng Liên nghiệp hỏa, đi! Nguy cấp bên trong, Đế Thích Thiên không để ý khí huyết tiêu hao, vung tay lên, một món Hồng Liên nghiệp hỏa, cuồn cuộn hướng Diệp Thần đốt đi. Lửa mượn sức gió, cơ hồ là ngay chớp mắt, vậy nóng bỏng Hồng Liên nghiệp hỏa, liền đốt tới Diệp Thần trước mặt. Ta cầu nguyện, phong hỏa lắng xuống, thiên đường trật tự. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, nguyện vọng thiên tinh nhất thời toát ra từng luồng tín ngưỡng nguyện lực, đem vậy Hồng Liên nghiệp hỏa cùng gió bão, thoáng áp chế xuống, giữa trời đất ngắn ngủi khôi phục trong sạch trật tự. Viên tinh cầu này, chính là Diệp Thần địa bàn, ở chỗ này, hắn chiếm cứ sân nhà ưu thế. Mặc dù không cách nào giết ngược Huyền Đế hai người, nhưng muốn tự vệ trì hoãn thời gian, nhưng cũng là dư sức có thừa. Không cần thiết đã lâu, trên bầu trời huyết quang chấn động, yêu khí tràn ngập. Huyết Yêu tộc ác ma cổ thần. Huyết Yêu tộc hắc tử điểu. Bái kiến luân hồi chi chủ. Một hồi vang dội thanh âm, từ chân trời vang lên. Nhưng gặp đầy trời yêu khí tràn ngập tới giữa, hai đạo đại yêu bóng người chậm rãi hiện lên. Cái này hai con đại yêu, một đầu là bạch tuộc to lớn, có ngàn vạn điều xúc tu, như trước ngày ác mộng vậy, chi phối mặt đất. Một đầu khác đại yêu, chính là một cái khổng lồ hắc điểu, rực cánh mở ra, che khuất bầu trời, bóng tối hơi thở rung chuyển thương khung. Chính là Huyết Yêu tộc hai vị trưởng lão, ác ma cổ thần cùng hắc tử điểu. Ở hai con đại yêu sau lưng, còn có chi chít yêu tộc bóng người, chừng hơn 10.000 người. Ở hai con đại yêu dưới sự hướng dẫn, hơn 10.000 yêu tộc chiếm cứ bầu trời, yêu khí chấn động dưới, làm được Phong Ma Thiên Thư gió bão, đều bị áp chế xuống. Huyết Yêu thiên trận, Huyết Yêu tộc. Huyền Cơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhưng gặp vậy tất cả yêu tộc tới giữa, kết thành trận thế, chấn áp thiên địa, lại là cổ xưa Huyết Yêu thiên trận, chính là Huyết Yêu tộc bí truyền trận pháp. Huyết Yêu tộc làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đế Thích Thiên tiến lên trước một bước, ánh mắt nhất thời thất sắc. Hắn nghe qua Huyết Yêu tộc truyền thuyết, đó là mãi mãi kỷ nguyên đại tộc, đã từng chiếm lĩnh địa tâm vực một nửa lãnh thổ. Nhưng là, Huyết Yêu tộc đã sớm thua ở thập đại lão tổ dưới quyền, bị đuổi đến Huyết Yêu sơn mạch, cũng ký kết không chiến ước hẹn, triệu năm thời gian không được động thủ, chỉ có thể cố thủ ở Huyết Yêu sơn mạch bên trong. Mà giờ khắc này, Huyết Yêu tộc nhưng lần nữa bước vào nhân tộc địa giới, hạ xuống hậu thế, trái với không chiến ước hẹn, chẳng lẽ bọn họ không sợ quy tắc trừng phạt sao? Đế Thích Thiên mờ mịt nhìn bầu trời,
nhưng muốn không rõ ràng sau lưng khớp xương. Cái này huyết yêu tộc, mới vừa tựa hồ thậm chí ở màng bái Diệp Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Diệp Thần lại có thần thông lớn như vậy, có thể hàng phục huyết yêu tộc? Cái này không thể nào. Phải biết, huyết yêu tộc nắm giữ, cửu diệt yêu hoàng, chính là trăm gia cảnh tầng 2 thiên siêu cấp cường giả, tu vi vẫn còn huyền đế hai người bên trên. Huyền đế hai người còn không ra đời thời điểm, cửu diệt yêu hoàng cũng đã ngang dọc thế gian, hắn làm sao có thể thần phục luân hồi chi chủ. Đế Thích Thiên muốn không rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt cũng muốn không rõ ràng. Chu diệt vận mệnh tâm ma, ngay tại hôm nay. Bầu trời bên trong, ác ma kia cổ thần cùng hắc tử điểu, cặp mắt nhưng là bùng nổ sát khí, huyết yêu thiên trận nóng rực, vạn yêu huyết khí hội tụ, hóa thành một đạo động trời cột máu, giống như thái thượng chư thần thẩm phán vậy, hướng Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đánh giết đi. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, lấy ác ma cổ thần cùng hắc tử điểu thực lực, còn không phải là huyền đế hai người địch thủ. Nhưng hiện tại, thủ hạ bọn hắn vạn yêu tề tụ, huyết yêu thiên trận kết thành, vạn yêu khí máu đánh giết dưới, đủ để nghiền ép hết thảy. Đi mau! Đế Thích Thiên thấy tình thế không ổn, lập tức đi bên ngoài phi độn đi. Đáng chết, luân hồi chi chủ, coi là ngươi may mắn. Huyền Cơ Nguyệt căm hận nhìn Diệp Thần một mắt, tràn đầy không cam lòng, nhưng ở vạn yêu uy nghiêm hạ, cũng chỉ có thể thoát đi. Huyền đế hai người nội tâm bên trong, đều tràn đầy to lớn đánh bại. Cuộc chiến hôm nay, bọn họ hoàn toàn đánh bại, hơn nữa tổn thất thảm trọng, liền phong ma thiên thư cũng hiến tế, nhưng không lấy được một chút công lao. Đây nếu là trở về, chỉ sợ không mặt mũi nào đối mặt tài quyết chi chủ. Kết thúc chiến đấu, ác ma cổ thần cùng hắc tử điểu, hóa thành hình người, hạ xuống nguyện vọng thiên tinh trên, ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống, đồng nói. Gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, hai vị trưởng lão mau mau xin đứng lên. Ác ma cổ thần nói, luân hồi chi chủ, người nhanh như vậy liền cùng vận mệnh tâm ma quyết chiến sao. Cuộc chiến hôm nay, thật đúng là nguy hiểm à, thật may chúng ta kịp thời chạy tới. Diệp Thần nói, đa tạ hai vị trưởng lão tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Rên. Vừa lúc đó, Ngụy Dĩnh không nhịn được thở gấp rên rỉ một tiếng, mỹ mi âm. Làm tâm thần người run rẩy. Ác ma cổ thần cùng hắc tử điểu đều là ngẩn ngơ, nói cái này. Cái này. Diệp Thần nói, bạn ta bị tâm ma triền thân, cần cứu viện, xin hai vị trưởng lão đi về trước, ta dè dà chút thời điểm, tự mình đến huyết yêu sơn mạch viếng thăm nói cảm ơn. Ác ma cổ thần cùng hắc tử điểu nhìn nhau, ho khan hai tiếng, vậy không tiện lưu lại, liền nói, như vậy, luân hồi chi chủ, chúng ta đi trước cáo từ. Ở huyết yêu sơn mạch cung kính chờ đợi đại giá của ngươi. Diệp Thần ôm quyền nói, đi thong thả không đưa, ngày khác tạm biệt. Lập tức ác ma cổ thần cùng hắc tử điểu, ngự gió bay khỏi nguyện vọng thiên tinh, cũng mang rất nhiều yêu tộc, đường cũ trở về. Hàn thần cảnh bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh hai người, ở lại nguyện vọng thiên tinh trên. Ngụy Dĩnh, không có sao chứ. Diệp Thần ngồi chồm hổm xuống, ôm trước Ngụy Dĩnh thân thể. Diệp Thần, ôm chặt ta sắp không chịu nổi. Ngụy Dĩnh tâm ma triền thân dưới, lửa dục khó nhịn, trực câu câu nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt không muốn xa rời say mê, giống như thu thủy, hai cánh tay cũng không nhịn được ôm Diệp Thần cổ, mềm mềm thân thể dán lên. Thậm chí, nàng còn nghĩ Diệp Thần tay kéo qua, đè lại mình đầy đặn bên trên, rõ ràng đã là không chịu đựng nổi. Diệp Thần tâm thần rung động, nói, không có chuyện gì. Ta hiện tại cứu ngươi. Dưới mắt chiến đấu hạ màn, hết thảy đều đã lắng xuống, Diệp Thần có thể tĩnh tâm xuống, cứu chữa Ngụy Dĩnh. Bát quái thiên đan thuật ánh sáng, từ Diệp Thần trên tay nổi lên, hòa lẫn hoàng tuyền thánh thủy, bơm vào đến Ngụy Dĩnh trên thân thể. Rào. Ngụy Dĩnh trên mình toát ra một cổ màu bạc trắng chói lọi, vậy chói lọi bên trong có bữa tiên cá chép dị tượng đang chảy xuôi, đem tâm ma hơi thở, nhanh chóng làm tan rã đi xuống. Hả? Ở Diệp Thần chữa trị xuống, Ngụy Dĩnh phát ra một tiếng tiêu hồn tới cực điểm rên rỉ, thật giống như toàn thân đều ở đây ngứa ngáy. Thật may, cái này cổ ngứa ngáy, chỉ là kéo dài chốc lát, liền nhanh chóng chậm tách ra đi qua. Lòng nàng ma, rất nhanh bị Diệp Thần tan rã. Nguyên bản mặt đỏ bừng gò má, dần dần khôi phục bình thường đỏ thắm. Xong chưa? Diệp Thần ngắm nhìn Ngụy Dĩnh, nói. Ừ, tốt. Ngụy Dĩnh nhẹ khẽ gật đầu,
nghĩ đến mới vừa mình không kềm hãm được hình ảnh, gò má lại đỏ bừng, lại xem trên mình xốc xếch bể tan tành áo quần, lại là vô cùng xấu hổ, tránh ra khỏi Diệp Thần ôm chầm, quay lưng lại, sửa sang lại quần áo. Hàn thần cảnh cơ duyên, vậy địa hàn chi tâm, đã bị Huyền Cơ Nguyệt cướp đi. Diệp Thần thở dài một cái, lần này cùng Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên chiến đấu, hắn thiên cơ cảm ngộ dưới, tự nhiên vậy dò ngó thấy tất cả ngọn nguồn. Địa hàn chi tâm, đã sớm bị Huyền Cơ Nguyệt cướp đi, còn đưa cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lấy này làm chất dẫn, tâm ma thần thông thuận lợi đột phá đến tầng 8 thiên. Thậm chí, từ Đế Thích Thiên trên mình, Diệp Thần bắt được ngày xưa luân hồi 6 ma thần nhân quả. Luân hồi 6 ma thần bên trong địa ngục ma thần, đã bị Đế Thích Thiên chu diệt. À, đáng tiếc ta khí vận cuối cùng không đủ. Ngụy Dĩnh cúi đầu ảm đạm, địa hàn chi tâm bị đoạt đi, nàng mất đi đột phá thời cơ, bây giờ muốn chém ra đột phá, cũng không biết muốn đợi tới khi nào. Diệp Thần nói, không có sao, địa tâm vực khắp nơi đều là cơ duyên, sau này tổng có cơ hội. Ngụy Dĩnh không biết làm sao cười nói, sau này, lại muốn đợi tới khi nào. Dừng một chút, nàng trong tròng mắt đột nhiên toát ra khác thường sắc thái, lại trực câu câu nhìn Diệp Thần, thân thể ai gần qua tới, nói, Diệp Thần, ta chẳng muốn đợi thêm nữa. Ngươi hẳn biết ta yêu ngươi, như năm đó chúng ta không phải ở Hoa Hạ Đại học sư phạm gặp nhau, ta cũng sẽ không có cả đời này, có lẽ ta đã sớm bị phức tạp kia tật bệnh chiếm đoạt, ngày đó ngày băng hàn giao bách, đối với ta lại nói quá đau khổ. Mà ngươi giống như một vòng thái dương, cho ta vẫn muốn ấm áp. Ngươi ở trong lòng ta, bỏ mặc chúng ta bước ngang qua nhiều ít kỷ nguyên, vẫn là cái đó ở tại ta cách vách giáo sư Diệp, cũng là ta cuộc đời này muốn nhất bảo vệ giáo sư Diệp. Từ Hoa Hạ, đến Côn Lôn Hư, rồi đến Thần Quốc, rồi đến Linh Võ cùng với vực ngoại, ta muốn làm một chuyện quá lâu, hôm nay, ta không muốn chờ. Ta biết ngươi vậy nguyện ý, đúng không? Diệp Thần ngửi được Ngụy Dĩnh ép tới gần thơm dịu, nhìn nàng trong tròng mắt nóng bỏng thần sắc, không khỏi đi về sau rời một bước, nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thật ra thì Diệp Thần trong lòng mơ hồ đoán được cái gì? Ngụy Dĩnh nắm lên Diệp Thần tay, thả vào mình mềm mại trên, tình mắt say mê nhìn hắn, nói ta cần ngươi, ngươi luân hồi huyết mạch, có thể giúp ta đột phá. Diệp Thần cảm nhận được bàn tay ôn nhuyễn. Đầu ầm một tiếng, nói cái này. Ngươi xác định, ngươi tâm ma còn không tiêu đi chứ? Đừng nói cái loại này ngu nói. Ngụy Dĩnh nói, ta không tâm ma, ta là nghiêm túc. Ngươi nếu là sợ, ngươi liền nhắm mắt lại, rất nhanh liền tốt. Nói xong, Ngụy Dĩnh đặc biệt chủ động, thậm chí có điểm bá đạo, nắm Diệp Thần hai tay cổ tay, đem hắn đè ở mình dưới người. Sau đó, Ngụy Dĩnh cúi đầu, hôn Diệp Thần môi. Ừ. Diệp Thần ngay tức thì bối rối, con bé này cũng quá chủ động chứ. Hai người rất nhanh hôn chung một chỗ, ôm nhau thật chặt, trên đất lăn tới lăn đi. Ngụy Dĩnh tuy nói rất nhanh liền tốt, nhưng kết quả hai người hoang đường, ước chừng náo loạn cả ngày. Đến sáng sớm ngày thứ hai, hai người còn có chút chưa thỏa mãn hình dáng, ở một nơi dưới thác nước, thân thể ôm chầm dán chặt trước. Ánh nắng sáng sớm, thác nước đầm nước mát lạnh, hòa chung một chỗ, tẩy địch nhân tinh thần. Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đều là tinh thần lanh lẹ, cuối cùng này một tầng ngăn cách đánh vỡ, hai người đều là trước đó chưa từng có thoải mái. Ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Thần từ phía sau ôm lấy Ngụy Dĩnh, cắn một tí nàng lỗ tai, nói. Ngụy Dĩnh gò má một đỏ, hai người đã lẫn nhau hòa vào nhau, nàng bị giao cho một phần chia luân hồi huyết mạch, gông xiềng không cần mình chạm phá, ở luân hồi huyết mạch nướng đốt hạ, vậy từng cái gông xiềng đang dần dần nóng chảy trước. Ta gông xiềng sắp đột phá, nhưng cần chút thời gian, mới có thể chân chánh tấn thăng. Diệp Thần huyết mạch rất cường đại, Ngụy Dĩnh cần chút thời gian tiêu hóa. Được rồi, vậy ngươi đi phong ra tổ địa ở tạm một đoạn thời gian, ta phải đi huyết yêu sơn mạch một chuyến. Diệp Thần vậy biết mình huyết mạch lợi hại, Ngụy Dĩnh coi như đạt được hắn bồi bổ, vậy cần thời gian tiêu hóa.